Chu Tiên chương 43 thiên thư, chỉ thấy đích Giao vô cùng nghiêm trang, vẻ mặt cung kính cúi đầu lạy ba cái, rồi đứng dậy, ngó Trương Tiểu Phàm một cái, chỉ thấy hắn đang đứng bất động ở đó mắt nhìn đi chỗ khác, lông mày nhíu lại, tuy nhiên cũng chẳng nói gì, chỉ khe khẽ nói, đi thôi. Trương Tiểu Phàm vốn dĩ lúc cùng với nàng tiến vào bên trong đường hầm này, trong lòng đối với nữ lang này đã có chút cảm giác thân cận, thế nhưng lúc này nhìn thấy hai tượng tà thần ấy, tức thì nghĩ đến việc môn phái khác biệt, nghĩ đến lời giáo hối của sư trưởng chi phái mình thần sắc tự nhiên lạnh lùng trở lại khe khẽ gật đầu nói được bích dao nhìn hắn một cái rồi hướng về phía sâu bên trong tiếng bước trương tiểu phàm đi đằng sau nàng đi chẳng bao xa lại tiến vào một nơi rộng rãi thế nhưng nơi này vẫn quả thật không giống với bên ngoài thạch thất này đã được tu sửa lại và là một sơn động có những quái thạch như cái chuông cao chót vót trong động các nhũ đá màu sắc thiên hình vạn trạng màu sắc cũng rực rỡ dị thường trước mặt hai người, nơi cửa động tấm bia đá to lớn đứng sừng sững, bên trên khắc mười chữ lớn như rồng bay phượng múa, trời đất bất nhân, coi vạn vật như cỏ rác thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu, lão tử đạo đức kinh, trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó rơm. Con chó rút bằng rơm bằng cỏ, sô cẩu, ý nói vật bỏ đi, mười chữ lớn ấy, mỗi chữ dường như cao bằng nửa người, bút ý vụng về, bút thế mạnh mẽ, chạy xuống như rồng như rắn. Nổi hẳn lên trên mặt bia, thế như chế nhạo trời xanh trương tiểu phàm nhìn sơ qua thì không có chuyện gì thế nhưng sau khi chú tâm nhìn kỹ bỗng cảm thấy đầu óc mê man toàn thân bất giác không tự chủ được lùi lại phía sau một bước hắn trong lòng kinh hãi vô cùng vội vàng định thần thế nhưng nhìn thấy những chữ đó vẫn ở trên tấm bia hoàn toàn bất động chỉ là quỷ khí ấy quả thật ghê gớm trương tiểu phàm trong lòng kinh hãi nhìn thấy bích dao đã đi vòng qua tấm bia tiến về phía sâu bên trong sơn động liền cũng đi theo vòng qua tấm bia, chỉ thấy phía đằng sau, tất cả mọi nơi đều là các khối thạch nhũ hình thù kỳ quái, hai người đi vòng vèo bên trong thạch lâm, bích giao đi phía trước đột ngột dừng lại, thất thanh kêu lên kinh hãi và gần như ngay lúc đó, Trương Tiểu Phàm đột nhiên phát giác, thiêu hỏa côn bản thân dùng để bó cánh tay, đột nhiên bừng lên ánh sáng kỳ dị, đặc biệt là hạt châu gắn ở đầu thanh thiêu hỏa côn, hơn nữa thanh quan phát ra lại không giống với thường ngày, thế nhưng là thứ ánh sáng nhu hòa giống như gặp lại người bạn già, một người quen lâu năm đã nhiều năm nay không gặp, tỏ ra tình cảm nhớ nhung triều mến bất tận. Trương Tiểu Phàm bối rối đưa mắt nhìn về phía trước, ánh mắt xuyên qua bên cạnh thân hình của Bích Giao, hắn nhìn thấy ở đằng trước cảnh tượng đã khiến Bích Giao kinh hãi. ở cuối động có một bức thạch bích bóng loáng, hai bên thạch bích mỗi bên có một đường hầm, không biết thông đến tận chỗ nào, thế nhưng phía dưới thạch bích, là một phiến đá phẳng màu xanh, trên mặt có một bộ xương khô, trong tư thế ngồi thẳng, yên lặng ngồi ở đó, và hạt châu trên thiêu hỏa côn, lúc này lên hướng về bộ xương khô ấy, phát ra ánh sáng màu xanh nhu hòa. Bích dao đứng trước mặt, không hề chú ý đến biểu hiện kỳ quái của Trương Tiểu Phàm và sự biến hóa của thiêu hỏa côn trên tay hắn, sau khi nổi kinh sự ban đầu qua đi, nàng tức tốc trấn định trở lại, xếp cho cùng nàng là người trong ma giáo, lại há có thể sợ một bộ xương khô, lập tức đi đến phía trước, xem xét kỹ lưỡng, nhưng cũng chẳng nhìn thấy điều gì khác thường, quay hẳn đầu lại cười, nói với Trương Tiểu Phàm có lẽ đây đúng là quần áo của hắc tâm lão ma uy chấn thiên hạ 800 năm về trước. Trương Tiểu Phàm tự nhiên đối với người trong ma giáo không hề có chút hảo cảm nào, hừ một tiếng, nói, chúng ta vẫn phải nhanh chóng tìm kiếm xem có đường nào thoát ra hay không. Bích giao lường hắn một cái, miếng môi, nói, cần tìm thì ngươi tự mình tìm đi. Trương Tiểu Phàm ngẩng người ra, mặt hơi vênh lên, hừ một tiếng, bất giác quay mình rồi hướng về đường hầm bên trái tiến bước đi chưa được hai bước, hắn thầm lắc đầu đối với bản thân, chỉ cảm thấy bản thân tại sao lại mất bình tĩnh đối với nữ nhân ma giáo ấy như vậy, vừa mới bị kích động đã phản ứng mạnh như vậy, chỉ sợ lúc này nàng đang nhìn theo, trong mắt đang cười dễ cợt cũng không chừng. Thế nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, đã cất bước đi rồi thì không thể quay đầu trở lại, đi được vài bước, phía sau lưng vẫn không có động tĩnh gì, xem ra bích giao không đi theo, trương tiểu phàm không biết làm sao. Trong lòng dường như có chút gì mất mát, nhưng tức thì thầm mắng mình một tiếng không phải nhọc sức, lấy lại tinh thần, thận trong tiếng vào phía sâu bên trong đường hầm ấy. Đường hầm Trương Tiểu Phàm đang đi lúc này chẳng hề có chút gì khác biệt với đường đi phía bên ngoài, thế nhưng quả là u thâm tĩnh mịch hơn nhiều, nhìn xa xa phía sâu bên trong, phần lớn là một bầu hôn ám, hơn nữa đường đi dường như cũng khá dài, không thể tưởng được năm đó đám người của ma giáo luyện huyết đường ấy làm thế nào lại gây dựng được công trình lớn đến như vậy. Đi được một lúc, Trương Tiểu Phàm đột nhiên phát hiện, trước mặt dần dần sáng dần lên hắn trong lòng vui mừng gia tăng cước bộ tiến lên phía trước chỉ thấy phía trước ở cuối con đường phát ra vần ánh sáng nhu hòa trong bóng tối vô cùng sáng sủa giống như cái chạm tay ôm nhu cám dỗ con người ta trương tiểu phàm hít sâu một hơi bước vào bên trong vần sáng ấy bích dao nhìn thấy thân ảnh trương tiểu phàm biến mất bên trong đường hầm đó kinh hãi một chút sắc mặt trầm xuống phụ thân nàng là một nhân vật có quyền cao chức trọng trong ma giáo bản thân từ bé đã như một công chúa chẳng có người nào dám trái ý nàng, không ngờ hôm nay, tại tuyệt địa này, bất ngờ gặp một thằng cha trong chính đạo tuổi thì không cao nhưng gan lại không nhỏ, khiến nàng không thể không nổi giận. Mặc dù khi ở Thanh Vân Sơn, Trương Tiểu Phàm cũng là một thiếu niên hiền lành, vì sau khi ở chung với bích giao liền va nhau chan chát, ngoại trừ môn hộ khác nhau, chỉ sợ hắn bản thân cũng chẳng thể nói rõ được. Những chuyện đó bích giao tự nhiên không biết được, nhưng thấy Trương Tiểu Phàm năm lần bảy lượt xung đột với mình, trong lòng rất khó chịu, thế nhưng trước mắt cả hai người đang lâm vào tuyệt địa, cũng không tiện động thủ giáo huấn tên tiểu tử này, hừ một tiếng, ghi vào trong lòng, tuy vậy bảo bích giao dẹp bỏ tự ái đi theo trương tiểu phàm thì tuyệt nhiên là không thể, chỉ thấy nàng dường như chẳng hề suy nghĩ gì, xoay mình, rồi tiến vào đường hầm phía bên phải, đi được mấy bước, bích giao liền cảm thấy đạo lộ này chẳng khác so với đường hầm bên ngoài là mấy. Thế nhưng ánh sáng do thạch bích hai bên phát ra thì yếu ớt hơn một chút, đường hầm dường như có chút hôn ám, tuy nhiên cũng may, đường hầm này không quá dài, bích dao chẳng mấy chốc đã đi đến cuối đường hầm, một lần nữa lại đặt chân vào bên trong một gian thạch thất, gian thạch thất này kích thước vừa phải, một bên có đặt rất nhiều những cái giá, nhưng bên kia chỉ có một đống chồng chất, phần nhiều là các đồ bằng sắt như đao, kiếm, thương, đại đa số đều gãy nát không dùng được. Phía trên có một chiếc rìu lớn được quản tùy ý trong khá lạ thường, toàn thân gỉ sét và vẫn còn nguyên vẹn xem ra hình như được đúc toàn bằng sắt bích dao nhìn qua rồi chẳng có chút hứng thú quay mình đi đến bên cạnh mấy cái giá kiểm tra sơ qua một lượt trên khuôn mặt ban đầu lộ vẻ rất vui mừng thế nhưng chỉ một lát sau lại không ngăn chuyển thành vẻ thất vọng chỉ thấy trên mỗi giá đều có dán nhãn phía trên có mấy chữ đã mờ từ lâu thế nhưng vài chữ vẫn miễn cưỡng có thể nhìn rõ khiến người ta thấy kích động trong lòng đó là ngũ nhạc thần kích quan nguyệt sách ly nhân trùy bích dao từ nhỏ đã ở ma giáo hơn nữa phụ thân là một kỳ tài thông kim bác cổ, gia học uyên bác, tự nhiên biết mấy thứ đó đều là bí bảo pháp khí thuộc hàng nhất đẳng lưu truyền trong ma giáo, tại sao lại không vui? Đáng tiếc trên những cái giá ấy, tất cả đều trống rỗng có nhãn mà không có vật, một nỗi sự hoang hỉ hảo. Nàng thở dài một tiếng, tuy nhiên vẫn muốn cầu may, xem xét cẩn thận từng chiếc giá ấy, chỉ thấy cái nào cái nấy trống rỗng như nhau, thế nhưng đến cuối cùng, có lẽ trời cao không phụ lòng người không ngờ trên ô cuối cùng nàng phát hiện thấy có đặt một hộp sắt nhỏ tuy nhiên cái giá đó lại không có nhãn nên cũng chẳng biết bên trong là vật gì bích dao trong lòng vui sướng thận trọng đưa tay ra nắm lấy chiếc hộp đó chỉ cảm thấy nó cầm khá nặng khe khẽ lắc thử vài cái nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra bích dao hơi chút trầm ngâm liền đặt chiếc hộp ấy xuống đất hít sâu một hơi ngưng thần giới bị hữu thủ vung lên lập tức trong thạch thất bừng lên ánh sáng màu trắng một đóa hoa như ngọc hiện ra trong không trung, đồng thời tỏa ra một mùi u hương thoang thoảng. Bích dao thần sắc nghiêm nghị, hữu thủ phất ra, đóa hoa nhỏ đang lơ lửng trên không quan mang đại thịnh, bay đến phía trên chiếc hộp sắt ấy, quan mang màu trắng bao trùm toàn bộ chiếc hộp sắt. Sau đó, bích giao hết sức thận trọng đưa tay ra mở chiếc hộp sắt. Tay vừa chạm vào chiếc hộp, bích dao liền cảm thấy chiếc hộp ấy dường như không bị khóa, nàng nhíu máy, trong mắt vô cùng cảnh giác, bấm chặt vào khe hở nghiến răng mở chiếc hộp sắt ra, chỉ nghe thấy một tiếng cách khẽ vang lên, vẫn chưa trông thấy rõ vật gì bên trong chiếc hộp sắt, một luồng hắc khí xông ra, bích dao khuôn mặt biến sắc, gần giống như điện giật ngã lăn ra, nhưng đóa hoa nhỏ màu trắng phía bên trên chiếc hộp sắt tức thì lao xuống, hắc khí ngay tức khắc bị bạch quan bao phủ, tiếp động mấy lần tuy nhiên không thể thoát ra được. Giây lát sau, thì thấy hắc khí dần dần co lại, và đóa hoa nhỏ trắng như ngọc ấy dần dần chuyển thành màu đen không ngờ nó đã hút lấy hắc khí ấy. Ngay sau khi hắc khí hoàn toàn tiêu tán, Bích Giao đợi một lát rồi mới tiến lại, nàng ngưng thần nhìn về hướng đóa hoa nhỏ của mình. Nó vốn dĩ là kỳ bảo thương tâm kỳ hoa do phụ thân nàng phí bao nhiêu tâm huyết chế tạo riêng cho nàng. Lúc này cánh hoa vốn như bạch ngọc đã hoàn toàn biến thành màu tím đen, trông có đến mấy phần hung dữ, bích dao mặt mày biến sắc, nói nhỏ, cổ thi độc. Hắc tâm lão quỷ quả thật là tim đen nên mới luyện ra thứ quỷ quái này nàng vừa thấp giọng trù rủa ma giáo tiền bối hắc tâm lão nhân, vừa nhìn vào trong chiếc hộp sắt, lòng hộp đơn sơ, chỉ chứa đứng một vật, là một cái chuông nhỏ vẫn còn nguyên vẹn như thứ dùng cho cúng bái, chỉ là vàng ống một màu, bích dao ngây người ra, không tưởng rằng bên trong chiếc hộp sắt này thiết kế chất kịch độc hiếm có là cổ thi độc chỉ để bảo vệ cái chuông nhỏ kia, nàng nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy gì quái lạ, trầm ngâm một lúc rồi từ từ đưa tay cầm lấy cái chuông nhỏ kia lên, đinh đang một âm thanh trong trẻo vang lên, như vọng ra từ lòng người, vang vọng khắp nơi ở trong thạch thất bí mật và yên tĩnh của 800 năm trước này. Bích dao cầm cái chuông lên thấy quả lắc bên trong làm rất tinh xảo, một sợi dây sắt rất nhỏ thòng xuống từ nóc chuông, mỗi lần rung lên, quả lắc nhẹ nhẹ đánh vào thân chuông, âm thanh từ đó mà ra, đinh. Đinh đang, nhìn ở nơi mắt bích dao đầy vẻ thích thú, đúng là tâm tính thiếu nữ, những thất vọng khi nãy đã tan biến khá nhiều lúc này nàng xem xét kỹ lưỡng cái chuông đó, quả thật không có gì khác lạ, nhìn rất giống một cái chuông nhỏ bình thường được làm tinh xảo mà thôi. Nhưng mà hắc tâm lão nhân đem cất giấu cẩn thận và bí mật thế thì cái chuông này tất có chỗ dịu dụng, để khi rồi khỏi nơi đây rồi sẽ hỏi phụ thân sau. Bích giao nghĩ đến đó thì quyết định vậy nhưng càng nhìn cái chuông nhỏ thì càng thấy thích, nàng liền buộc nó vào bên hông, khi chuyển động thân mình quả nhiên phát ra từng đợt âm thanh trong trẻo, rất vui tai. Bích Giao vừa ý vô cùng cứ gật gù không ngớt. Sau đó, nàng lại kiểm tra qua gian thạch thất lần nữa, song không có thu hoạch nào khác, thậm chí cả những đống phế dụng đầy bụi bặm nàng cũng xem qua, vẫn không có vật gì đáng chú ý để từ đó tìm ra lối thoát. Sau một lúc bận rộn tra xét, Bích Giao từ từ đứng lên, nhìn qua phía tên tiểu tử khờ kia xem tình huống thế nào. Trước khi đi ra phía trước của thạch thất nàng còn quay đầu lại nhìn lần cuối, chỉ thấy bên trong thạch thất, mọi vật vẫn lộn xộn, đống đồ phế dụng nàng đã lục lọi qua cũng trở nên hỗn loạn, các loại binh khí nằm rải rác trên đất, ngay ngọn búa lớn nàng cũng tùy ý quăng ở góc tường. Sau đó, nàng bước ra khỏi gian thạch thất, Trương Tiểu Phàm khi nãy đi vào đường hầm bên trái, so với đường hầm bên phải mà bích giao đi coi bộ dài hơn, bích giao đi một hồi thì thấy ánh sáng mập mờ, nhưng không nhìn rõ được tình huống bên trong, thế nhưng không hiểu sao ngay cả một chút động tịnh cũng chẳng có, trong lòng nàng cảm thấy có chút lo lắng, ở nơi mờ mịt đầy những thứ cổ quái tàn nhẫn này, quỷ dị khó lường, có thể nào, nàng bước nhanh hơn theo tiềm thức, đi vào trong gian thạch thất nọ, nhìn kỹ một lượt rồi thấy yên lòng, chỉ thấy trương tiểu phàm đứng giữa gian thạch thất, nhìn lên trên vách đá, ngẩn ngơ xuất thần, bích dao thở vào một hơi nhẹ nhõm, giờ đây mới quan sát căn thạch thất này kỹ càng hơn, chỉ thấy căn phòng đá này không lớn hơn căn phòng nàng đã xem qua bao nhiêu, tuy nhiên nơi đây lại trống không, chẳng có một thứ gì. Thế nhưng trên tường đá cứng rắn của thạch thất lại khắc chi chít đầy chữ, Trương Tiểu lúc này cao mày nhìn xem cẩn thận những văn tự ấy, bích giao châu mày lại, tiến về phía trước nhìn xem, tức thì lộ nét vui mừng trên mặt, chỉ thấy ở phần đầu của đoạn văn tự khắc trên đá là hai chữ to lớn, thiên thư, thiên thư, đây là thiên thư á. Bích giao không nhịn được treo lên mừng rỡ, Trương Tiểu phàm rung động thân mình, lúc này phát giác bích giao đã đến cạnh bên mình, thế nhưng hắn tự hồ như chỉ chú ý đến lời nói vừa rồi của nàng, thiên thư. Cô biết thiên thư là thứ gì ư? Bích Giao nhìn hắn chầm chầm, nói, ta làm sao lại không biết, thiên thư này là kinh điển thánh giáo bọn ta, tương truyền từ xưa tới nay, tất cả thần thông đại pháp của đệ tử thánh giáo đều là từ thiên thư này mà lĩnh ngộ ra cả. Toàn thân Trương Tiểu Phàm lại rung động lần nữa, trên mặt lộ rõ vẻ mâu thuẫn lầm mê, xoay đầu đầu nhìn chồng chọc vào chỗ khắc trên tường, hơn cả nửa buổi mới nói lẩm bẩm rằng, không thể nào, không thể nào được. Sắc mặt bích dao chìm xuống, nói, đây là kinh điển của thánh giáo ta, là điều tối mật của đạo ta, không phải ngươi nói bọn ta là tà ma ngoại đạo ư. Thế sao giờ lại coi trộm, Trương Tiểu Phàm tự hồ như không nghe những lời đó, trong mắt chỉ có những chữ khắc trên tường, thiên thư đệ nhất quyển, phù thiên địa tạo hóa, cái vị hỗn độn chi thời, mông muội vị phân, nhật nguyệt kỳ huy, thiên địa hỗn kỳ thể. Quyết nhiên ký biến, thanh trọc nải trần, thiên địa sở dĩ năng trường thả cửu giả, dĩ kỳ bất tự sanh, cố năng trường cửu, nhiên thiên địa vạn vật, giai hữu kỳ tướng, chúng sanh trầm mê, hoặc vu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, dĩ vi chúng tướng cố, tâm sanh tam độc tam cụ tam khủng bố, bất khả cửu hỷ, thiên tượng vô hình, đạo bao vô danh, thì cố thuyết vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, tức đạt quang minh. Trì nhất chánh đạo, nội thể tự tính, thiên địa dĩ bổn vi tâm giả giả, cố động tức địa trung, nải thiên địa chi tâm kiến giả, cố vô thật vô hư giả, cố thiên địa nhậm tự nhiên, vô vi vô tạo giả, cố vật bất cụ tồn, tắc bất túc dĩ bị tai, bích giao hứa một tiếng, vốn tưởng phát giận nhưng lại thay đổi ý niệm, không nói thêm gì nữa, rồi cũng nhìn lên tường xong chỉ đọc được mấy câu thì thấy đầu óc choáng váng nên ngược lại lấy làm bội phục trương tiểu phàm. Không ngờ những văn tự khô khan thế này mà hắn vẫn nuốt nổi nhưng khi xoay đầu qua nhìn trương tiểu phàm thì lẫy bẫy giật mình chỉ thấy trên mặt hắn đầy vẻ mâu thuẫn, lầm mê, thống khổ, nguyên cả người cứ run lên nhẹ nhẹ, cảm giác quỷ dị không thể nói được. thật ra nếu đổi lại là một người nào khác chỉ sợ không có được tình cảnh kích động như trương tiểu phàm vào lúc này. cái gọi là thiên thư kinh điển của ma giáo, cái đoạn gọi là tổng cương của văn tự ở trong mắt trương tiểu phàm cứ từng chữ từng chữ như những nhát đao đâm thẳng vào đáy lòng của hắn thậm chí so với lúc nhỏ khi hắn phát hiện ra sự tương phản rõ ràng giữa pháp môn tu chân của thanh vân môn đạo gia và đại phạm bàn nhược pháp môn tu tập của phật môn do phổ trí truyền thụ theo hắn thì sự kích động này mãnh liệt hơn cả trăm lần theo trong đoạn văn tự kia hắn đột ngột phát hiện ra lúc nhỏ hắn nghĩ thầm rằng pháp môn tu chân của đạo phật hai nhà vốn hoàn toàn khác biệt song giờ đây tự chung hình như đều dẫn đến cùng một cảnh giới mặc dù là vậy hắn vẫn thấy sửng sốt song vẫn có thể tiếp nhận được nhưng khi đọc tiếp xuống dưới thì sắc mặt hắn từ từ tái ra bởi vì từ trong cái gọi là thiên thư kinh điển của ma giáo mà hắn phát hiện ra một bí mật to lớn tất cả thần thông dị pháp trong ma giáo vô cùng đặc dị thế nhưng về căn bản đều từ trong thiên thư này cả đạo gia giảng giải nghiên cứu về việc bản thân chế ngự tự nhiên tạo hóa phật môn chú trọng tới thể ngộ tự tính nhưng trong thiên thư dường như lại động chạm đến tất cả các khía cạnh vừa có tư tưởng của đạo gia lại cũng bao hàm cả đại pháp Phật môn, nếu là người khác tỷ như Bích Giao nhìn những văn tự ấy tự nhiên chẳng có khái niệm gì, luôn nghĩ rằng đó là đại thần thông do tổ sư của mình lưu lại, thế nhưng dưới mắt của Trương Tiểu Phàm, người duy nhất trên thế gian này thông hiểu chân pháp của cả hai nhà đạo Phật, sự việc này lại vô cùng kinh hải, một ý nghĩ từ trước đến nay chưa từng có, cứ lẫn vẫn mãi không thôi xoắn xít trong đầu hắn, cuối cùng thì cái gì là đúng đây? Hắn không tự chủ được tiếp tục xem, sắc mặt nhợt nhạt, tâm tư kích động, tỏ rõ ham muốn hiểu biết một cách cuồng nhiệt và kỳ dị, chỉ lờ mờ cảm thấy rằng một sự bí mật to lớn đang ở ngay trước mắt mình, thế nhưng Thủy chung lại tìm không ra, nhìn không thấy thì lại càng lôi kéo bản thân chạy theo mục đích ấy, chỉ là, trong lòng hắn, cũng đã có vài phần sợ hãi, chuyện này có nên làm hay không? Bích Giao nhìn Trương Tiểu Phàm một hồi lâu, thấy hắn vẫn toàn tâm tập trung nhìn lên các chữ khắc trên tường, nét mặt cổ quái, gần như quên hẳn mình đang đứng ngay bên cạnh hắn, trong lòng bùng lên một cơn tức giận vô cớ, hứa lạnh một tiếng, không ngờ Trương Tiểu Phàm lấp chặt tai chẳng nghe, cũng chẳng có động tĩnh gì cả. Bích dao khóe miệng miếm chặt, vô cùng tức giận, nhưng không biết tại sao không muốn xuất thủ giáo húng con người đó, tức tốc quay lưng đi thẳng, hơn nữa khi bước đi còn dẫm chân cho kêu thật to, tiếc là tiểu tử ngốc đó chẳng hề có chút phản ứng. Bích Giao nộ khí trùng trùng bước ra khỏi thạch thất, quay trở lại nơi động có các nhũ đá hình chung, đối với bộ khô lâu ở đó sinh ra ý bực tức, vốn tưởng cũng chẳng có gì, thế nhưng nhìn tiểu tử ấy thế nào cũng không thuận mắt, càng nghĩ càng tức, lại nhìn thấy bên cạnh tay mình đóa thương tâm kỳ hoa vốn dĩ đẹp để lúc này đã đen xì, tức thì trút nổi tức giận lên đầu hắc tâm lão nhân, chỉ tay vào bộ xương khô ấy mắng mỏ, người cái lão quỷ chết toi này, chết đã 800 năm rồi vẫn muốn hại người hại ta, hại đóa ngọc hoa của ta biến thành, biến thành. Chưa nói xong hết một câu, bích dao lửa giận mỗi lúc một lớn, rồi chẳng nói năng nhiều, tụ bào vung lên, thương tâm kỳ hoa bay ra lượn một vòng phía trên bộ khô lâu ấy, dây lát sau, chỉ nghe vang lên tiếng xương vỡ điếc tai, kêu răng rắc, bộ xương khô ấy cuối cùng gãy vụn thành bốn năm mảnh, xuất thủ xong, bích dao tâm tư nhẹ nhàng đôi chút, trong lòng cũng không ngăn được có một chút hối hận, không biết bản thân ở đâu ra lại có sự nóng giận đó, đưa mắt nhìn qua, liền thấy giật mình. Trên bức tường vốn bị bộ xương khô che khuất, không ngờ có một vài hàng chữ, lập tức bước đến gần xem kỹ, chỉ thấy trên tường đó viết bốn hàng chữ, chung nhỏ tắt liệm, trăm hoa héo tàn, nhân ảnh dần gầy mòn tóc mai như sương, thâm tình khổ, suốt đời khổ, si tình chỉ vì vô tình mà khổ. Bích giao kinh ngạc, lại nhìn kỹ thêm một lượt, chỉ thấy bốn hàng chữ bút thế mạnh mẽ khá tinh tế, so với những chữ khắc trên thiên thư trong gian thạch thất ban nãy thì hoàn toàn khác biệt, xem ra là tuồng chữ của một người khác, nhưng nhìn ý tứ trong đó, lại giống như lời nói u oán của một nữ nhân si tình, chỉ là không biết tại sao lại xuất hiện trong tích huyết động trọng địa của ma giáo, quả thật kỳ quái, nàng ngẫm nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn chẳng nghĩ ra được kết quả gì, tức thì lắc lắc đầu, chẳng buồn nghĩ ngợi thêm, bất giác xoay mình lại, giật mình nhìn thấy trương tiểu phàm chẳng biết từ bao giờ, đã lặng lẽ rời khỏi gian thạch thất đó, đang đứng ngay sau lưng mình, hơn nữa trên mặt hắn lộ ra nét cổ quái, vừa đau khổ lại vừa mơ hồ giống hệt như có gì đó khó hiểu, nhìn lông mày hắn nhíu chặt, mặt mũi hơi nhăn nhó, thực có vài phần hung ác, bích dao sợ giật bắn mình, không nén được hét lên một tiếng ối, rồi lùi lại một bước, chiếc chuông nhỏ tinh xảo bên hông nàng khe khẽ chấn động, phát ra một âm thanh trong trẻo vui tai đinh đan, vang vọng thấp trong sơn động, trương tiểu phàm nghe thấy tiếng chuông ấy, trùng mình một cái, dường như đột ngột choàng tỉnh, sắc mặt cũng dần dần bình tĩnh trở lại, tuy nhiên vẫn còn vẻ ngơ ngác. Ban nãy đúng lúc hắn đang ở trong gian thạch thất nghỉ ngợi miên man về thiên thư, đột nhiên thiêu hỏa côn bên tay như bừng tỉnh, tỏa ra ánh sáng, cái cảm giác băng lạnh ấy gần như ngay lập tức lan khắp toàn thân hắn, sau đó, hắn dường như bước đi một cách vô thức, đến tận lúc nhìn thấy bộ khô lâu gãy nát ấy, Trương Tiểu Phàm đưa mắt nhìn thanh thiêu hỏa côn buộc bên tay mình, chỉ thấy nó vẫn tỏa sáng, phát ra thanh quang mờ mờ, đúng là đối với bộ khô lâu đã nát vụt đổ vật dưới đất ấy giống như là có phần thương tiếc cố nhân trương tiểu phàm không biết tại sao bản thân đột nhiên có thể có ý nghĩ đó nhưng nhìn bộ khô lâu ấy trong thâm tâm hắn quả thật cũng có chút thương cảm mặc dù biết rõ ràng người chết ở chỗ này nhất định là nhân vật quan trọng trong ma giáo luyện huyết đường có thể chính là hắc tâm lão nhân đúng như bích dao đã nói thế nhưng không hiểu tại sao hắn lại còn có vài phần cảm giác thân cận đối với bộ khô lâu ấy ánh sáng của thiêu hỏa côn dần tắt trở lại một màu đen xì xấu xí im lìm Trương Tiểu Phàm vẫn đang chăm chú nhìn bộ khô lâu, sau đó từ từ bước tới dưới ánh mắt nhìn chầm chập của Bích Giao. Bích Giao hứa một tiếng, nhảy ra trắng trước mặt hắn, cười lạnh nói mặc dù ta đối với hắc tâm lão quỷ không có chút hảo cảm, hơn nửa hệ phái khác nhau, nhưng chúng ta đều là thánh giáo đệ tử, đều đã lập trọng thể trước U Minh Thánh Mẫu Thiên Sát Minh Vương, nếu ngươi vô lễ với pháp thân của hắn, ta chẳng thể thuận theo được. Trương Tiểu Phàm nhìn nàng, không nhịn được bật lại, hắn hiện tại thân thể xương cốt nát vụn, chỉ sợ là do ngươi ban cho đó. Bích giao khuôn mặt đỏ bừng, thế nhưng lời nói chẳng nhượng bộ chút nào, quả quyết nói, ta tự nhiên có thể sám hối trước minh vương thánh mẫu, nhưng quyết không để ngươi cũng vô lễ. Trương Tiểu Phàm nhìn nàng, bất chợt nói, ta không có ý định đó, bích giao ngây người ra, nhìn hắn sắc mặt hiền lành, tịnh không có chút cừu hận chỉ cảm thấy rằng thiếu niên thanh vân môn này dường như không giống với phần lớn các nhân sĩ chính đáo luôn miệng nói chuyện nhân nghĩa đạo đức mà nàng đã từng gặp trước đây, trong khi nàng đang do dự, bị trương tiểu phàm lách qua bên cạnh người đi tới. Nàng lưỡng lự dây lát, rồi quay mình nhìn theo hắn, trương tiểu phàm đi đến trước mặt bộ khô lâu ấy, chỉ thấy khô lâu tuổi tác đã rất lâu rồi, trên bộ xương trắng đã lên nước bóng loáng màu hơi xanh mờ mờ, dưới cú đánh mạnh ban nảy của bích dao, phần xương phía dưới phần ngực đều đã gãy nát chỉ có xương đầu vẫn còn nguyên vẹn, nằm ở phía trên cùng, dương đôi mắt rỗng không, chiếu thẳng vào Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm chân tay run lập cập, lờ mờ cảm thấy, trong đôi mắt đó dường như vẫn có tồn tại một thứ hồn phách, chăm chú nhìn hắn, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn bước tới, từ từ đưa tay ra gom bộ xương đang toán loạn ấy thành một đống, cảm giác băng lạnh từ bộ xương truyền sang, nhưng hắn không hề có cảm giác nghe sợ, khủng bố, dường như là một người bạn già lâu năm. Trương Tiểu Phàm trong thâm tâm, giống như tràn đầy cảm giác muốn nói, một thứ tâm trạng muốn thoát khỏi việc hắn đang làm, mặc dù kỳ lạ, nhưng hắn đúng là có thứ cảm giác đó, trong lòng kính đáo nghĩ rằng, thiêu hỏa côn này thật là vô cùng kỳ quái, nếu bây giờ toàn mạng quay về, xem ra nhất định cần phải hỏi sư phụ cho rõ, hắn làm xong việc, đang trực đứng thẳng dậy, thì ngay lúc đó, hắn liếc thấy chỗ ban nảy bộ khô lâu đó ngồi, không ngờ do hắn gong xương lại. Dần dần làm hiện ra dấu tích mấy chữ không kiềm chế được hắn kêu ồ lên một tiếng bích dao đứng một bên vốn dĩ lạnh lùng nhìn trương tiểu phàm làm cái việc cổ quái đó đột nhiên nghe thấy hắn kêu khẽ một tiếng giống như có phát hiện gì đó long hiếu kỳ nổi lên cũng bước lại nhìn xuống chỗ đó chỉ thấy ở đó quả thật cũng có khắc mấy hàng chữ trái tim thiếu nữ đau khổ cố không nhớ về ngày xưa hối cũng đã muộn khó mà có thể bên nhau kim linh ngân nga vệ huyết hững hờ cả cuộc đời đến câu thứ tư Úc thế mỗi lúc một vô lực, đặc biệt chữ cả ở vị trí thứ ba, chữ viết ngoạch ngoạc, gần như không nhận ra được, cuối cùng chỉ là một nét bút, rồi thì dừng lại, xem ra đến đây, người viết cũng đã không còn sức lực để viết tiếp, trong sơn động. Trương Tiểu Phàm và Bích Giao đều trầm ngâm không nói, cả hai lờ mờ cảm thấy, trong mấy hàng chữ này, chỉ sợ chứa đựng một câu chuyện tình thương tâm, nữ nhân đau khổ, nam nhân cũng hối hận không nguôi. Trương Tiểu Phàm hơi chút xuất thần, mặc dù chưa hề gặp qua đôi tình nhân vô danh này thế nhưng không hiểu tại sao một nghìn năm sau nhìn thấy những dòng tuyệt bút không chút toan tính này hắn vẫn có chút đau buồn tuy nhiên bích dao đứng ở bên cạnh thì lông mày nhíu chặt mắt dán vào mấy hàng chữ đó miệng lẩm nhẩm kim linh thanh thúy vệ huyết ngộ kim linh thanh thúy vệ huyết ngộ kim linh thôi đúng rồi kim linh nàng hình như nghĩ ra chuyện gì đó hét lên sung sướng trông rất vui vẻ trương tiểu phàm bị giật mình bởi tiếng kêu của nàng ngạc nhiên nói kim linh là sao bích giao dường như vô cùng hưng phấn mặt mày hớn hở nói đó là kim linh phu nhân người không biết sao trương tiểu phàm ngây ngô lắc đầu bích giao hướng một tiếng trừng mắt nhìn hắn rồi vui vẻ nói kim linh phu nhân là đại nhân vật của thánh giáo chúng ta một nghìn năm trước tương truyền bà ấy thông tuệ tuyệt đỉnh đạo hạnh tinh thâm có hiểu biết sâu sắc về thánh giáo kinh điển thiên thư một mình sáng lập ra hợp hoang phái trong thánh giáo là nhân vật nữ thuộc hàng nhất đẳng trong giáo của ta trương tiểu phàm lập tức chẳng có chút hứng thú nghe nàng nói thì biết rằng kim linh phu nhân là một nhân vật trong ma giáo một nghìn năm trước dường như rất là lợi hại thế nhưng nghe nói bà ấy sáng lập ra một hệ phái gọi là hợp hoang liền biết rằng lão bà đó không phải là người tốt đẹp gì cả xem ra bích giao có vẻ rất sùng bái cái bà kim linh phu nhân nào đó trương tiểu phàm hừng một tiếng không muốn nghe tiếp câu chuyện của nàng quay mình ngắm nghía bộ khô lâu đã được sắp xếp nghiêm chỉnh trở lại, trong lòng xuất hiện một ý nghĩ cổ quái, xem ra ngươi cũng là một kẻ si tình, có lẽ cũng đã chết vì một nữ nhân nhỉ, cố nhiên không phải người chết nói với hắn, chẳng qua Trương Tiểu Phàm tự tưởng tượng ra như vậy, rồi không ngờ lại có đến mấy phần cảm tình đối với bộ khô lâu ấy, bích giao ở bên cạnh vui thích hồi lâu, tự lẩm bẩm một mình. Không ngờ Kim Linh phu nhân và Hắc Tâm lão quỷ đáng chết này lại có tình ý, hừ nhất định hắc tâm lão quỷ phụ bạc là người vô tình sống ắt bị sét đánh chết là đáng kiếp cô ăn nói quàng xiên trương tiểu phàm ở bên cạnh đột nhiên quát to bích dao ngay người ra nhất thời chẳng nói được gì một lúc sau mới có phản ứng tức thì nhìn hắn hồi lâu ngạc nhiên nói người nói cái gì trương tiểu phàm nói ra khỏi miệng liền biết rằng mình không phải hắn một người trong chính đạo không ngờ thật kỳ quặc lại mở mồm biện hộ cho một tên ma giáo hôn nhân cùng hung cực ác 800 năm trước, nếu chuyện này truyền đến tai sư trưởng Thanh Vân Môn, lập tức sẽ bị trừng phạt rất nặng, thế nhưng ban nãy cũng không biết tại sao, hắn trong lòng kích động buộc nói ra miệng, lúc này bị Bích Giao hỏi ngược lại một câu, xấu hổ chẳng nói được gì. Bích Giao kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên nghĩ đến một việc, tức thì quên luôn trương tiểu phàm, túng lấy cái chuông vàng đang đeo ở bên hông, kích động không ngừng, cười lớn nói, a. À, cái này há không phải là hợp hoang linh của kim linh phu nhân sao trong lúc đang nói liền cầm cái chuông vàng ấy đưa lên xem xét kỹ cần quả nhiên trên thành chuông phía bên trong nhìn thấy ba chữ nhỏ hợp hoang linh trương tiểu phàm thấy bích dao gương mặt hết sức vui sướng chỉ thiếu nước cười rung cả người lên mà thôi xem ra nó là thứ pháp bảo vô cùng lợi hại được nàng ta vô tình lấy được trong lòng thấy khó chịu lành lạnh nói cô tìm được đường ra chưa trong mắt bích giao chỉ có mỗi chiếc chuông nhỏ xinh xinh đang ở trước mặt, nàng liền đáp, vẫn chưa. Trương Tiểu Phàm quay đầu sang, lạnh nhạt nói, vậy tốt rồi cô cứ cầm chiếc chuông vàng ấy rồi chết tại sơn động này nhé. Bích giao sững người, nghĩ quả nhiên như vậy, bây giờ điều quan trọng hơn cả là cần phải tìm ra đường thoát khỏi chỗ này, lập tức hỏi, người tìm thấy rồi à. Trương Tiểu Phàm khe khẽ lắc đầu, hai người nhìn nhau, bích giao không cười nữa, nghiêm mặt nói, chúng ta trước hết tìm đường đã, sinh tử trước mặt. Trương Tiểu Phàm lặng yên gật đầu. Lập tức hai người cùng nhau tìm kiếm trong sơn động đó, từng ly từng tí xem xét mỗi một bức tường, mỗi một khe hở, Trương Tiểu Phàm thậm chí bất chấp đích giao phản đối kịch liệt, tiến hành kiểm tra một lượt cả hai pho thần tượng Tôn Kính U Minh Thánh Mẫu và Thiên Sát Minh Vương, thế nhưng cũng vẫn chẳng phát hiện ra điều gì. Đến khi bọn họ gặp lại nhau phía trước bộ khô lâu, nhìn thấy đối phương khuôn mặt lộ vẻ buồn rầu, sắc mặt ảm đạm, bích giao giọng chua chát nói: lẽ nào chúng ta phải chết ở chỗ này sao? Trương Tiểu Phàm cúi đầu, không nhìn rõ sắc mặt hắn ra sao, bích dao cũng trầm ngâm, đột nhiên, hình bóng của cái chết bao trùm lên tính mạng của hai người trẻ tuổi bọn họ. Rất lâu, trong bầu không khí tịch mịch, trong khi hai người chẳng ai nói gì, Trương Tiểu Phàm đột ngột đứng phát dậy, xoay mình bước đi, bích dao kinh hãi, nói, người làm gì thế? Trương Tiểu Phàm nghiến răng nói, ta tìm lại một lần nữa, nhất định phải có đường ra chúng ta nhất định không thể chết ở nơi này và trong lòng hắn còn có một câu vẫn chưa nói ra vang vọng mãi trong đó không thôi ta nhất định phải gặp lại linh nhi sư tỷ dù có chết cũng phải được chôn trên đại trúc phong bích dao chẳng hề động đậy chỉ ngồi trên bình đài nhìn trương tiểu phàm gương mặt nghiêm trọng vào giây phút sinh tử này trên đó bừng lên đầy ham muốn được sống rất mãnh liệt đang không ngừng tìm kiếm khắp nơi một lần hai lần ba lần bốn lần Bích Giao không nhớ rõ Trương Tiểu Phàm quả thật đã ra vào gian thạch thất này bao nhiêu lần, lần nào hắn cũng hoài công vô ích, thế nhưng hắn không ngờ vẫn chẳng nản lòng, cũng không biết tại sao tính khí hắn quật cường đến thế, có lẽ ý chí cầu sinh của hắn rất là mạnh mẽ, hắn liên tục không ngừng tìm kiếm lối ra, liên tục, liên tục, đến khi, cước bộ của hắn bắt đầu loạn choạng, đến khi hắn chẳng còn khí lực, đến khi hắn đi đến bên cạnh Bích Giao, thân hình run run, nặng nề ngã vật xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Bích Dao rung rung nhìn coi, lưỡng lự một lúc rồi bước qua, lật người hắn lại, thăm dò một lượt, biết không đáng ngại, chỉ là hắn mệt mỏi quá độ, lại thêm đói khác cho nên mới ngất đi, nàng thấy nhẹ nhõm trong lòng. Thế nhưng nàng lại đột nhiên ngẩn người ra, đối với chính mình, ở sâu trong lòng tự hỏi một câu, ta vì cái gì mà thấy thanh thản, vì sao hắn vô sự thì ta thở vào nhẹ nhõm? Ý niệm này như lửa chớp điện xẹt, thoáng qua trong đầu nàng. Nàng nhìn hắn triều mến giờ đây trên khuôn mặt non trẻ của thiếu niên này do bị thương cộng thêm đói khát mà trở nên tiều tụy, đôi môi khô đến nước nẻ. Bích dao nhẹ nhàng đặt hắn xuống, chầm chầm nhìn hắn một lúc lâu, khe khẽ nói, đã như chúng ta nhất định phải chết cùng ở nơi đây, ta không tưởng là chỉ còn một người sớm vậy, ít ra có một người bầu bạn cũng tốt chứ. Nàng bước ra, đi qua cửa động đến bên cái đầm nhỏ lấy ít nước rồi trở lại, rồi đem ra chút lương khô hòa vào nước rồi cho vào miệng Trương Tiểu Phàm. Không ngờ Trương Tiểu Phàm có lẽ do hôn mê, ngay cả một chút lương khô cũng không ăn, chỉ là mơ mơ hồ hồ uống một chút nước bên trong túi nước của Bích Giao, thế nhưng vẫn không hề tỉnh lại. Hơn nửa ngày bận rộn, Bích Giao cũng thấy mệt, nhìn thấy tình trạng của Trương Tiểu Phàm hình như đã ổn định lại, nàng cũng từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Ngủ một giấc không biết bao lâu đến khi Bích Giao tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là nhìn về hướng Trương Tiểu Phàm nằm khi nãy, chỉ thấy hắn yên ổn nằm đó, không chút động đậy đang ngủ ngon giấc, nên nàng thấy yên lòng, không kìm được nói nhỏ trong miệng một câu, không khác nào một con heo chết. Nói xong cũng không khỏi tủm tỉm cười, hình như tâm tình nàng cũng tốt hơn khi nhìn thiếu niên này, ngay cả cái chết chóc đang đợi phía trước không xa nàng cũng tạm thời quên mất. Chỉ là nàng đột nhiên phát giác rằng Trương Tiểu Phàm tuy đang ngủ say nhưng sắc mặt lại đỏ lên, có gì đó không phải, nàng liền đưa tay ra dò xem, vừa đụng vào liền cảm thấy rất nóng, tức thì kêu lên một tiếng, nàng không nghĩ nổi rằng Trương Tiểu Phàm sớm không bệnh, muộn không bệnh, lại ngay lúc này phát sốt. Những người trong đạo tu chân nói chung, thân thể tự nhiên cường tráng, lúc thường thì bách bệnh bất sinh nhưng Trương Tiểu Phàm mấy ngày liền thọ trọng thương, tâm lực hao tổn vô cùng, thân thể cũng bị yếu đi rất nhiều. Cuối cùng thì ở trong tích huyết động lại không màng thân thể tính mạng để tìm lối ra, kiệt sức mà ngất đi nên phát sốt, nhìn bệnh tình của hắn quả không nhẹ, qua một thời gian lâu cũng chưa bớt sốt, trong sơn động, Bích Giao không biết đã qua bao nhiêu ngày rồi, Bích Giao bó tay vô cách, chỉ biết lấy nước lạnh làm giảm nhiệt cho hắn xong lại không tác dụng. Về sau, Trương Tiểu Phàm vẫn không bớt sốt, thình lình mở miệng nói nhảm, Bích Giao nóng nảy lo rầu trong lòng, nghĩ tới sau này chỉ còn lại một mình cô lẽ đợi chết trong hang động tịch mịch này, gần như khiếp sợ đến cùng cực. Một câu nói nhảm của Trương Tiểu Phàm lúc này, nào sợ một tiếng khò khè, so với ngày sau khi sắp chết thì hồ như một tiếng tiên nhạc nhưng bất cứ phương pháp nào bích giao cũng đã nghĩ hết, kỳ thật cũng đã lấy nhiều nước đem lại, ở trong hang động này, một không thầy thuốc hai không dược thảo, làm sao mà chữa trị được, bệnh tình trương tiểu phàm mỗi ngày càng thêm nặng, mức độ nói nhảm càng nhiều hơn. Một ngày nọ, bích giao canh chừng ở bên mình trương tiểu phàm đang hôn mê bất tỉnh, lòng nóng như thiêu, đột nhiên thấy hắn trở mình, toàn thân co rút lại, trong cơn mê sản la lên rằng, quỷ, 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 rồi chợt nghiến răng ngươi giết cha mẹ ta giết hết toàn bộ người trong thôn của ta ta liều mạng với ngươi bích dao la hoảng lên lập tức ôm chầm lấy hắn luôn miệng nói không có không có đâu nơi đây không có quỷ cũng không biết có phải là do lời nói của nàng có tác dụng mà trương tiểu phàm từ từ yên tĩnh lại nét sợ hãi trên mặt cũng dần dần tan mất nhưng theo đó lại biểu hiện thần sắc đau lòng tuyệt vọng hai mắt hắn cứ nhắm chặt miệng nói nho nhỏ sư tỷ sư tỷ người không hề để ý tới đệ, đệ, đệ nghĩ, không thèm để ý tới đệ. Bích giao ngẩn người ra, trong lòng bỗng nhiên chua chát, song cũng không biết dũng khí ở đâu ra, dịu dàng nói, không đâu á. Sư tỷ đệ ở đây này, không thể nào không để ý tới đệ. Trương Tiểu Phàm nở nụ cười trên mặt tức thì, phản phất như lúc này là lúc hắn hạnh phúc nhất, miệng không ngừng kêu, sư tỷ, sư tỷ. Bích Giao nhìn gương mặt hạnh phúc nhưng suy nhược của hắn trong lúc đau ốm thế này, trong lòng nàng có một chút đau khổ thoáng qua, người con gái được hắn yêu nhớ trong lòng, ngay cả khi hoàn toàn bất tỉnh cũng không quên được vị sư tỷ này, rốt cuộc là một người như thế nào, nàng bỗng nhớ đến ngày nọ ở dưới tử linh Nguyên trương tiểu phàm hết mình bảo vệ nữ đệ kia của thanh vân môn, nơi tay cầm lam sắc tiên kiếm, lẽ nào, lại là nàng ta, bích giao cao mày, nàng nhớ rất rõ, người con gái đó có một gương mặt tuyệt đẹp, nói là khuynh quốc khuynh thành cũng không phải là quá, đâu lại gì trương tiểu phàm vì nàng ta mà điên đảo thần hồn chỉ là dù bích giao có thông minh thế nào đi nữa tự nhiên cũng không thể biết được người mà trương tiểu phàm không lúc nào quên đó là điền linh nhi hiện đang ở tại đại trúc phong trên núi thanh vân suốt ngày hôm đó bích giao luôn túc trực bên mình trương tiểu phàm từ những lời nói nhảm mà biết được sự việc của hắn nàng biết hắn sinh ra tại một nơi gọi là thảo miếu thôn biết được thảm họa diệt thôn đáng sợ kia cũng biết được người con gái hắn thương nhớ trong lòng là sư tỷ của hắn ở Đại Trúc Phong. Bất quá nàng không chắc là vị sư tỷ kia có phải là thiếu nữ tay cầm lam sắc tiên kiếm ngày nọ hay không thôi. Chỉ là, ở những ngày gần đây chăm sóc cho Trương Tiểu Phàm, chính bản thân Bích Giao cũng cảm giác được rằng nàng đối với thiếu niên này có một chút cảm giác kỳ lạ. Mỗi ngày nhìn lấy dung nhan tiều tụy của hắn, đối với nàng như là một cách giết thời gian duy nhất. Nàng thường thường ngưng động nhìn hắn, rất lâu rất lâu, mà chưa từng nghĩ qua, ở trong căn phòng đá bên kia còn có ma giáo kinh điển kỳ thư thiên thư có lúc sau khi nàng nghỉ ngơi bên trương tiểu phàm chầm chậm bước đi đến trước nơi kim linh phu nhân để lại văn tự nhìn xem cả nửa ngày sau đó run run nói phu nhân người xưa trong giáo truyền lại phu nhân người từng dạy rằng thế gian nam nhân đều là kẻ phụ lòng nhưng nay người cũng thấy đó nam nhân gọi là trương tiểu phàm này thực ra rất mực si tình ở trong hang núi lặng yên này không ai hồi đáp lời nàng chỉ là trong lúc nàng chuyển mình, cái chuông vàng nho nhỏ kia, phát ra tiếng chuông trong trẻo vui tai, ở bên cạnh nàng, trong lòng hang động, nhẹ nhàng vang lại, như thuật lại chuyện gì, hình như ở trong bóng tối, một đôi mắt dịu dàng, một làng u hồn cuốn quyết chưa tan, chầm chầm nhìn bọn họ, tràn rịch lấy bọn họ, kể từ lần nói mê đó, không biết là do thân thể trương tiểu phàm vốn khỏe mạnh, hay là sự chăm sóc của bích dao có hiệu quả. Cơn sốt kéo dài liên tục của Trương Tiểu Phàm từ từ giảm đi trương tiểu phàm nhờ vậy dần dần khôi phục thần trí người cũng tỉnh lại bất quá bệnh tình quả thật không nhẹ đa phần vẫn còn phải nằm yên nghỉ ngơi một ngày nọ bích giao rảnh rỗi đi tới đi lui trong lòng động cuối cùng lại đi về phía bốn câu nói của kim linh phu nhân lưu lại cẩn thận nhìn xem không khỏi khe khẽ thở dài trương tiểu phàm ngồi cạnh không nhịn được hỏi cô thở than cái gì thế bích giao hứa một tiếng bảo ta thấy buồn cho phu nhân người tài sắc vẹn toàn như vậy mà bị tên nam nhân xấu xa của môn phái ta phụ rẫy, một đời đau khổ, mới thấy trên đời biết thế nào là đủ, trương tiểu phàm bật cười khang, bích giao chú tâm nhìn hoài mấy câu thoại đó, đột nhiên kêu ô chao. Lên một tiếng, phát hiện một chỗ kỳ quái, từ cuối cùng trong câu cuối cùng của bốn câu đó là khổ, chữ ở góc dưới không ngờ ăn sâu vào trong, khác hẳn cái chữ khác, mắt cô đảo quanh một lượt, tự hồ lập tức nghĩ ra điều gì đó, lấy cái chuông đeo bên hông ứng thử, quả nhiên vừa khiếp không nhịn được treo lên một tiếng, Trương Tiểu Phàm đằng sau lấy làm lạ hỏi, gì thế? Bích Giao quay đầu về phía hắn cười mà nói, có cách thoát rồi, Trương Tiểu Phàm kinh ngạc, lập tức lấy lại tinh thần, vui vẻ hỏi, thật chứ? Bích Giao đang nghe chuyện trên TV audio CV cầm cái chuông đặt vào hốc, không thấy có phản ứng nào, rồi đột nhiên thấy nó xoay chuyển tả hữu, một khắc sau, trong thạch động vang lên tiếng ầm ầm, vách đá chấn động, Bích Giao kinh hoảng, tóm lấy cái chuông vội vã lùi lại, chỉ nghe một tiếng ầm rất lớn, một lớp vách đá vốn nguyên lành chợt sập xuống, làm lộ ra một lớp nữa, bên trên có khắc những văn tự giống như thiên thư trong nội thất. Trương Tiểu Phàm mới đầu vui sướng, nhưng sau đó xem xét kỹ tả hữu vách đá đó, sắc mặt lại dần dần xấu đi, có vẻ như cơ quan này được thiết lập chỉ vì Kim Linh Phu Nhân muốn giấu những văn tự trên vách đá, không hề có đường ra, trong một lúc cảm thấy buồn bã thất vọng vô cùng. Tuy vậy Bích Giao lại ngưng thần nhìn kỹ văn tự trên vách đá, thứ do kim linh phu nhân lưu lại tất dấu kỹ thế này nhất định không phải vật tầm thường một lúc lâu trên mặt cô thần sắc âm tình bất định nhưng phần lớn là cảm thán nhỏ giọng nói nguyên lai like đây là si tình chú trương tiểu phàm bên cạnh mất kiên nhẫn bước lại nhìn chỉ thấy những câu đầu như sau cửu u âm linh chư thiên thần ma lấy máu thân mình ta nguyện hy sinh ba kiếp bốn đời mãi đầy diêm la chỉ bởi vì tình chết không hối tiếc hắn nhìn qua đã thấy đó là chú ngữ ác độc của tà đạo, nhưng nhìn thần sắc bích giao, nhiều phần hoan hỷ, không nhịn được hừ một tiếng, bảo, trong này lối ra ở chỗ nào đâu. Bích giao thẩn thờ nói, không có, trương tiểu phàm nhạt nhẽo nói, vậy cô nghiên cứu nó làm cái gì? Bích giao vẫn không nói, một lúc lâu sau mới bảo, ngươi không biết lai lịch của si tình chú này, nó được truyền lại trong thánh giáo ta từ xưa đến giờ. Nhưng theo truyền thuyết thì chưa có ai nguyện ý thử qua, Trương Tiểu Phàm nghe vậy, trong lòng hiếu kỳ trỗi dậy, hỏi, sao vậy? Bích giao giọng buồn bã, nói, đoạn chú văn này trong truyền thuyết kể lại là do một vị nữ tổ sư thông tuệ đã lĩnh ngộ thiên thư mà viết ra, nhưng chỉ cho phái nữ tu luyện, nghe nói là lấy tinh huyết từ người của nữ tử, hóa thành lệ chú, quy lực tuyệt luân. Cô chưa nói xong, Trương Tiểu Phàm đã ngắt lời, trong mắt tràn ngập vẻ kinh thường, nói, vậy sao không gọi là lệ huyết chú, lại gọi là si tình chú cái gì đó, tà ma ngoại đạo giả làm phong nhã, bích giao mặt biến sắc, nhưng liền đó giật mình, hạ giọng nói, ngươi nói vậy cũng đúng, cứ nhìn kim linh phu nhân lão nhân gia, cuối cùng không phải là đã không có công dụng gì sao, trương tiểu phàm không cãi lại cô, hai người ở lại đó mấy ngày, trương tiểu phàm giải khoay bằng cách đọc thiên thư, nhưng bích giao lại cứ hay ngơ ngẩn xuất thần nhìn văn tự trên vách đá mà cô gọi là si tình chú, trong thiên thư đệ nhất quyển, kỳ thật không có phương pháp tu luyện thực sự nào chỉ có văn tự thâm sâu khó hiểu ngút trời có thể coi như phần tổng cương nhưng trương tiểu phàm đã học được chân pháp của hai nhà phật đạo với văn tự này lại hiểu được bất quá chỉ là hiểu mà thôi về học thuyết trong thiên thư để hợp nhất phật đạo thành một cảnh giới trương tiểu phàm tuy nhiên suy nghĩ hoài vẫn không giải thích được làm sao mà thái cực huyền thanh đạo với đại phạm bát nhã hai đại chân pháp lại có thể đồng thời dung hòa thi triển hy vọng sống sót chẳng còn lại bao nhiêu nhưng vẫn còn vương vấn dụ hoặc trong lòng hắn trương tiểu phàm cũng đã thử ngồi xuống đất đối chiếu với phương pháp trong thiên thư mà tu luyện nhưng đồng thời vận dụng hai đại chân pháp ban đầu thì cũng dễ nhưng hắn cứ thấy khí huyết mạnh lên chưa được một khoảnh khắc lại tản mát đi liên tục như vậy cả ngày một chút tiến triển cũng không có tiếp đó không ngờ trước mắt hai người lại nảy sinh một vấn đề nan giải hết thức ăn những người tu chân luyện đạo tuy là lên trời xuống biển được nhưng cuối cùng cũng là xác thịt người phàm thuật bế quan của những tiền bối đạo hạnh cao thâm trong truyền thuyết, không ăn không uống, thật ra đâu có ai thấy. Từ sau lúc vào động này, lương khô của Trương Tiểu Phàm bị rơi đâu mất, tuy là may mắn trong động có nước trong có thể uống được, nhưng lương khô của Bích Giao chỉ để một người dùng được vài ngày, dù là hai người ăn dè dặt đi nữa, thì cũng đã hết nhanh chóng. Cứ như thế Trương Tiểu Phàm và Bích Giao ngây ngây dại dại nhìn cái túi thức ăn trống không, ở trong động không biết đã được bao lâu, chỉ sợ bất quá mới được hai ngày. Ôi! Bích dao ngồi trên bình đài, bên cạnh đống xương khô đã được gom lại, tuy nhiên không có cảm giác sợ hãi nào, xem chừng nữ tử ma giáo quả nhiên không giống lắm với người bình thường. Bất quá trong lúc này, toàn bộ dáng dấp của cô đều buồn bã thảm đạm. Bệnh tình của Trương Tiểu Phàm đã nhanh chóng khá lên, cơn sốt cũng hạ rồi, trừ thân người vô lực ra, còn không có gì đáng ngại. Lúc này hắn nghe tiếng thở dài của Bích Giao, quay đầu nhìn cô gái ma giáo đó, soi vào trong mắt hắn, người con gái toàn thân mặc y phục xanh biếc như nước ngồi trên mép bình đài, hai chân vắt vẻo trong không trung, thỉnh thoảng lại đung đưa, làm hợp hoang linh bên hông cô cũng vang lên đinh đinh đang đang. Nếu không phải trong hoàn cảnh này và không biết thân phận cô, Trương Tiểu Phàm chắc đã tưởng cô là một thiếu nữ ngây thơ vô hại, chỉ là nhìn kỹ, bích giao tuy nhiên so với lúc mới vừa gặp đã tiều tụy đi nhiều. Cô gái ấy, mỗi ngày đều ra ngoài thác nước tắm rửa chải đầu, cho nên dung mạo vẫn đoan lệ, tịnh không có chút cảm giác dơ bẩn nào, chỉ là ngày qua ngày, cô cứ gầy mòn đi thấy rõ. Nghĩ đến đây, Trương Tiểu Phàm giật mình, từ lúc ấu thơ đã nghe sư phụ sư huynh giáo huấn, những người trong ma giáo ai ai cũng tự tư tự lợi, tâm hận thủ lạc. Nhưng bây giờ trong lòng động này, vì cái gì, cô gái ma giáo ấy vẫn chia sẻ với hắn từng mẫu thức ăn. Trương Tiểu Phàm nghĩ đến xuất thần, không chú ý bích dao đang nhìn sang, thấy Trương Tiểu Phàm không biết tại sao lại ngây ngây ngốc ngốc nhìn nàng, mặt đột nhiên đỏ lên, cáo kỉnh hỏi, ngươi nhìn cái gì? Trương Tiểu Phàm giật bắn mình, vội vã quay đầu đi nơi khác, bối rối nói, đâu, đâu có gì? Bích giao sau lưng hắn, tuy vậy không hề to tiếng mắng mỏ gì hắn như hắn tưởng tượng, một lúc rất lâu, thay vào đó lại nghe một tiếng thở dài, nói, chúng ta bị vây khốn trong động này, cái chết cũng không còn xa, ngươi bất tất phải câu thúc như vậy nữa. Trương Tiểu Phàm ngẩn người, từ từ quay mình, nhìn về phía Bích Giao, chỉ thấy trên khuôn mặt gầy mòn nhưng vẫn rất đổi xinh đẹp của cô, có một nụ cười nhẹ nhẹ bất cần, không nhịn được mở miệng, kỳ thật ta sau khi bị trọng bệnh, cô bất tất phải mang phần lớn lương khô chia cho ta, như vậy cô có thể trụ thêm nhiều ngày, nói không chừng, nói không chừng thế nào. Bích giao đột ngột ngắt lời hắn, Trương Tiểu Phàm nao nao trong lòng, lắc lắc đầu, hạ giọng, nói không chừng cô có thể được cứu thoát, Bích giao nhẹ nhẹ lắc đầu, trên mặt hiện lên một thoáng cười, nói, ta không nghĩ đến chuyện chết, càng không muốn trong lòng động này. đối mặt với bộ xương khô và cùng với một cái tử thi từ từ thối rửa khác mà từ từ chờ chết. nếu như vậy mà vẫn không có ai lại cứu ta, chỉ sợ ta hóa điên trước. trương tiểu phàm nghe cô hình dung cảnh tình đó, không chịu được cũng phát rét rung. ngày tháng như thế quả thật không phải là con người nữa. bích giao nhìn hắn một cái, nhạt nhẽo nói, sao thế, ngươi sợ à? trương tiểu phàm tức khắc vương thẳng vai lên, cao giọng nói, đâu có bên khóe miệng của bích dao đã hé một nụ cười, nhìn nhìn hắn rồi từ từ trong mắt có một chút ôn nhu mơ hồ như có như không, nói dịu dàng, ngươi đáp ứng ta một việc, được không? Trương Tiểu Phàm nhíu mày hỏi, việc gì? Bích dao cười nhẹ, nói, chúng ta hiện tại đã ăn hết toàn bộ lương khô, trừ nước lã ra còn không có gì để ăn nữa, chỉ sợ không quá bảy ngày đã chết đói rồi, Trương Tiểu Phàm mặt nhiên không nói gì. Bích Giao sắc mặt bình tĩnh, nhưng khi nói tiếp những lời sau đó lại làm trương tiểu phàm như nhìn thấy ma quỷ kinh hãi thất sắc đến ngày nào đó ngươi thấy ta không ổn nữa thì giết ta trước nhé trương tiểu phàm há hốc miệng chỉ nhìn cô nhất thời không thốt được lời nào không có ý nghĩ nào trong đầu bích dao thì sắc mặt vẫn bình tĩnh nói như không hề nghĩ những lời kinh thiên phá thạch sau khi ta chết rồi xác ta còn đó nếu như ngươi nhất tâm muốn sống thì ăn luôn thịt của ta đại khái có thể sống sót được ít ngày giờ trương tiểu phàm gần như té nhào tại chỗ một lúc rất lâu sau, thần trí hắn mới hồi tỉnh lại sau cú chấn động khủng khiếp, lập tức trong lòng tự nói với mình, bọn người ma giáo này quả nhiên ai nấy đều là yêu nghiệt, những việc như vậy cũng làm được. Nhưng nhìn thần sắc Bích Giao vẫn hết sức bình tĩnh, trong lòng không ngờ phát lạnh, không kìm được thụt lùi một bước, trở về phía nàng mà vẫn như còn run lập cập, "Cô, cô nói gì?" Bích Giao nhìn nhìn hắn, nét dịu dàng trong mắt phản phất đậm dần, nhưng trong mắt Trương Tiểu Phàm lại tự hồ độc địa đến nỗi không có một độc vật nào trên đời so sánh được. Ngươi không phải là muốn quay lại đại trúc phong của Thanh Vân Sơn để gặp lại vị sư tỷ đó sao, ngươi còn có mấy vị đồng môn trong vạn bức cổ quật, họ nhất định sẽ đến đây tìm ngươi, ngươi sống sót được càng lâu chừng nào, thì hy vọng họ đến tìm càng nhiều chừng đó không phải sao. Bích Giao hơi hơi cúi đầu, trong giọng nói lại trở về vẻ bình đạm cũ, nhưng Trương Tiểu Phàm lúc này không những không đoái hoài gì đến giọng nói của cô, thậm chí còn không hề chú ý đến chuyện cô nhắc đến sư tỷ, chỉ nhìn cô mà giận dữ nói, "Cô, cô không ngờ lại bảo ta ăn, ăn, ăn." Môn giáo của cô tà ma ngoại đạo, đơn giản là không có đạo lý gì. "Vô sĩ, ác tâm, ta, ta, cô, cô." Hắn càng nói càng giận, nhưng không biết cách nói, "Ta, ta, ta, cô, cô, cô" một hồi thì không nói được gì nữa. Bất quá phản ứng của hắn như vậy tự hồ cũng đã nằm trong tưởng liệu từ trước của bích giao, cô không nổi giận, cũng không chê trách dễu cực gì, chỉ lặng lặng nhìn hắn một lúc lâu, chờ trương tiểu phàm đang thở hồng hộc vì tức giận nguôi bớt đi, mới chậm chậm nói, ăn thịt ta hay không, cái đó tùy ngươi, bất quá ngươi nhất định phải giết ta trước, lại vậy nữa, trương tiểu phàm lại bất ngờ nổi giận đùng đùng, ngươi đừng vọng tưởng ta cũng ô hợp với tà ma đồng đạo của môn giáo ngươi, ngươi cho ta lương khô. Ta sẽ dùng thân xác này trả lại cho ngươi còn hơn, muốn kéo ta xuống nước cùng với ngươi hả không thể nào bích dao chậm chậm lắc đầu nói không phải vậy ta chỉ sợ hãi thôi trương tiểu phàm nói theo quán tính nói nhảm ta đã nói là ngươi á à, ngươi nói cái gì hình như tại ngưỡng cửa sanh tử này tâm tình của bích dao có biến hóa trước giờ chưa từng có chỉ thấy cô tự hồ rơi vào một hồi ức xa xăm trên mặt hiện lên một nỗi sợ mà trương tiểu phàm từ lúc gặp cô đến giờ chưa hề thấy sau đó cô lắc mạnh đầu Tự hồ rủ bỏ một ý nghĩ nào đó Ngươi không biết cái tư vị một người đợi chết nó như thế nào phải không Cô nhỏ giọng hỏi Trương tiểu phàm giật mình Mơ hồ phát giác Cô tự hồ có ẩn tình gì Trong lòng nổi hiếu kỳ Hỏi thế nào Bích dao khóe mắt phản phất có một chút co giật Trên mặt có nét chết chóc Nhìn lại một tuổi thơ chỉ có đối mặt với tử vong làm bạn Cô không ngờ không khống chế nổi những hoài ức của mình Thậm chí cả trong giọng nói cũng vương mang một khoảng trống mông lung Lúc ta 6 tuổi, mẹ ta mang ta về Lục Hồ động ở Hồ Kỳ Sơn để gặp bà ngoại, không lường được đó là lúc chánh đạo đến tập kích môn giáo của ta, phương ác tăng của Thiên Âm tự vận dụng pháp bảo phù đồ kim bát, làm Lục Hồ động đang vững vàng phải chấn động mà sụp đổ, khiến ta, mẹ ta với bà ngoại ba người bị chôn sống trong lòng đất. Trương Tiểu Phàm bỗng rùng mình, có một chút dự cảm không lành, thậm chí một cảm giác lạnh lẽo nào đó từ trong lòng trỗi dậy, lạnh xuyên từ đầu đến chân. Bích giao lúc này phản phất đã hoàn toàn lạc trong hồi ức thống khổ ngày xưa, mắt đăm đăm nhìn xa xôi phía trước, hư hư không không, nhất là giọng nói của cô, bình đạm và trống rỗng, vướng vất một nỗi đau sâu hút, lúc đó, ta sợ hãi gào khóc, kinh hoảng vô cùng. Đó quả là một cái sơn động rất nhỏ, nhưng vì một khối đá lớn chống giữ, mà chúng ta có thể chui nhủi sống sót được, nhưng bà ngoại ta thương thế nặng quá, không lâu thì mất mẹ ta ôm ta khóc một hồi trong bóng tối mịt mù nơi đó, rồi mai táng bà ngoại, chúng ta bị vùi sâu trong lòng đất, trừ những giọt nước động từ nham thạch nhỏ xuống, chung quanh chỉ thấy toàn nham thạch lạnh lẽo, ta sợ quá chừng, nhưng mẹ ta một mực khuyên nhủ, tiểu giao đừng sợ, nhất định rồi phụ thân sẽ đến cứu chúng ta, trương tiểu phàm lúc này ngưng thần nín thở, chăm chú lắng nghe, lại mơ hồ có một chút sợ hãi lạ lùng không nói được, phản phất cảm giác có chuyện gì đó sẽ phát sinh. Nhưng mà, cái nơi vĩnh viễn tối tăm đó, cha ta vẫn không hề đến, ta ở trong lòng động mịt mù, sợ hãi cùng cực, bụng thì lại đói, không ngừng gào khóc, ta còn nhớ, mẹ ta bên cạnh thở dài, ông ta thật chặt vào lòng, không ngừng thủ thỉ, tiểu giao đừng sợ, tiểu giao đừng sợ, mẹ không để cho cái gì xảy ra với con đâu, cha con nhất định sẽ lại cứu chúng ta mà. Sắc mặt bích giao từ từ biến thành màu trắng thảm, nhưng vẫn nói tiếp, nhưng mà, cha vẫn chưa đến. Ta thì đã đói đến mức không thể làm gì được nữa, chỉ mãi nhìn mẹ mà khóc đòi ăn. Mẹ ta tìm kiếm trong động hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn không tìm được thứ gì. Rồi sau đó, ta đói quá khóc đến nỗi kiệt sức, chỉ nằm trong lòng mẹ mà rên rỉ. Đột nhiên có một lần, mẹ ta tìm được một miếng thịt, Trương Tiểu Phàm tự hồ cùng lúc với lời bích giao nói, thấy thân mình cô run lên, ta đói quá rồi, cái gì cũng chẳng chú ý nữa, ăn liền sau đó hình như thư thái nằm xuống đất ngủ thiếp đi, hình như lúc đó nghe tiếng mẹ cười trong bóng tối. Cứ như vậy, mẹ ta cứ cách một thời gian lại tìm ra một miếng thịt cho ta, ta nhờ vậy mà sống sót, nhưng mẹ ta thì nghe giọng càng ngày càng yếu ớt. Cuối cùng một ngày, ta gọi mẹ, bà không hề đáp lại, từ đó về sau, ta còn lại trong bóng tối, một mình chờ chết. Bích dao chậm chậm quay đầu, nhìn chăm chăm Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm bị ánh mắt cô chiếu đến, không đừng được sợ run lên, ngươi có biết cái tư vị của một mình chờ chết không? Ngươi có hiểu cái khí vị khi mà thi thể của mẹ bên cạnh ta từ từ thối rửa không? Ngươi có biết sống một mình trong nỗi lo sợ khủng khiếp, vĩnh viễn không nghe một âm thanh nào chung quanh, nó như thế nào không? Mỗi câu hỏi của cô, Trương Tiểu Phàm toàn thân lại rung bắn lên một lượt, bích dao trở nên trầm mặt, Trương Tiểu Phàm liền cảm thấy không khí nặng nề không thở nổi, cuối cùng, cô dường như tỉnh ra dần từ trong mộng mị, rồi như choàng tỉnh hoảng hốt nói tiếp những lời dở dang cuối cùng có một ngày đột nhiên trên trần động rọi xuống một luồng ánh sáng ta hoảng sợ kêu to trốn vào góc tối tâm nhất sau đó ánh sáng ấy càng lúc càng tăng lỗ hổng trên cao càng lúc càng to ta nghe tiếng cha gọi to tên mình và mẹ rồi tiếp đó thấy cha nhảy xuống đứng trước mặt ta ông ấy không hề nhìn ta trước mà nhìn mẹ ta lúc ánh sáng mới lóe lên ta chỉ chú ý nhìn lên phía trên không ngờ quên mất không nhìn mẹ Ta còn nhớ lúc đó ta bị cha che khuất, không thấy được thi thể mẹ, nhưng vẫn thấy rõ ràng cha ta thân mình rung lên một lượt, rồi cả người đường như hóa đá, sau đó, tiếp tục thấy thanh thúc thúc, bạch hổ thúc thúc và huyền vũ thúc thúc nối gót nhảy xuống, ai ai cũng đều bàn hoàng tại chỗ, không hề động đậy một cái. Ta đột nhiên hoảng sợ, thậm chí so với lúc đợi chết trong bóng tối còn sợ hãi hơn, ta gọi nhỏ: "Cha!" Cha ta chậm chạp quay lại, ba vị thúc thúc làm thành một hàng, đứng sau lưng ông che mất thi thể mẹ ta, ta vẫn không thể nhìn thấy mẹ. Ta hỏi nho nhỏ, cha ơi, mẹ sao vậy? Trương Tiểu Phàm thấy rõ rõ ràng ràng, bích giao lúc này mỗi một lời nói ra, thân mình lại rung lên một lượt, phản phất như chính là đứa bé gái ngày xưa đang đứng trước mặt hắn mà cất lời hỏi, cha không nói lời nào với ta, nhưng sắc mặt rất đáng sợ, ta dù nhỏ tuổi, nhưng ta biết, ta biết, lúc đó ông thật sự muốn giết chết ta, muốn giết chết đứa con gái do chính mình sinh ra nhưng mà ông cuối cùng không hề động thủ ông đã cứu ta ông ta vào lòng mà ly khai sơn động đen tối mịt mùng đó ngay trước lúc đi ra ta len lén nhìn qua bên hông cha mà ngó lại phía sau thi thể của mẹ đang được ba vị thúc thúc chôn cất chỉ lộ ra một cánh tay nhưng không hiểu sao cánh tay đó cánh tay đó cánh tay đó giọng nói của bích dao đột nhiên lặng đi trương tiểu phàm hoảng hồn nhìn về phía cô thấy mặt cô trắng toát như đã chết hai mắt nhắm chặt cả người không ngờ cứ thế quỵ xuống đất không ngờ đã ngất đi ý thức của trương tiểu phàm lúc đó mới bừng dậy vội đỡ lấy cô chỉ thấy tay chạm vào lạnh ngắt tựa hồ không phải là người còn sống sau khi hắn khỏi bệnh thân thể vô lực cố hết sức đặt bít dao nằm ngay ngắn trên bình đài nhìn khuôn mặt trắng xanh của cô trương tiểu phàm đột nhiên kinh hoàng hiểu ra toàn thân hắn từ trên xuống dưới hoàn toàn bị một cơn lạnh xuyên thấu đêm đó kỳ thật không biết có phải là đêm hay không nhưng theo trực giác của Trương Tiểu Phàm thì đã muộn rồi, Bích Giao cứ thế hôn mê, nhưng trong giấc mơ bất thình lình kêu lên những tiếng mẹ, cha, hai người không ngờ lại đổi vị trí cho nhau, biến thành Trương Tiểu Phàm phải chăm sóc cho cô, nhưng thấy Bích Giao sâu thẳm trong lòng chôn giấu những chuyện quá đổi đau thương đã qua, trong lúc hôn mê, mấy lần kêu hoảng, mồ hôi ướt đẫm, Trương Tiểu Phàm bó chân bó tay không làm gì được, mãi đến khi cuối cùng, Bích Giao vô ý quơ tay loạn, nắm lấy vai hắn, tựa vào sau eo lưng hắn, Phản phất như tìm được cái gì đó để nương tựa, dần dần bình tĩnh lại, an tĩnh ngủ thiếp đi trên nền đất, nhưng hai bàn tay ấy không ngờ lại vẫn nắm chặt lấy áo Trương Tiểu Phàm, thậm chí móng tay đâm vào da thịt hắn. Trương Tiểu Phàm đau đến cắn nát môi, nhưng không biết tại sao, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Bích Dao, hắn không ngờ không thể bất nhẫn mà ly khai, lại càng cố chịu đựng, để cho cô tựa vào người mình mà ngủ yên lành. Những việc xảy ra trong quá khứ này đã để lại một vết thương sâu hoắm trong lòng Bích Dao cô tự nhủ với bản thân, những năm tháng đó mãi mãi sẽ vùi chôn trong tâm khảm, nhưng không hiểu sao trong những giờ phút đối mặt với sinh tử, lại hồi tưởng về những chuyện xưa cũ, có lẽ do tâm thần kích động, cộng thêm với mấy ngày thiếu ăn, tinh thần và thân thể cũng yếu đi nhiều, nửa mê nửa tỉnh mà nói ra hết, Trương Tiểu Phàm cầm chặt tay bích dao, thiếu nữ ma giáo này trong nhất thời vẫn chìm trong giấc ngủ say, bất giác lắc đầu cười khổ, chỉ mấy phút trước. Bản thân hắn vừa từ quỷ môn quan trở về sau cơn bệnh, Vậy mà lần này không ngờ lại đến lượt Bích Giao. Hai kẻ trong hang động, người nọ nối tiếp người kia lâm bệnh, thực sự không chết đã là may lắm rồi. Trương Tiểu Phàm qua hết mấy cơn dùng dập, tự nhiên mắt cũng díp lại, song không thể ngủ được, hắn phải giữ tư thế ngồi thẳng cứng đơ cả người chỉ vì Bích Giao đang nằm dài ra tựa vào người hắn, nhìn cô ấy với gương mặt tiều tụy nhợt nhạt lại pha lẫn vẻ đau khổ bi thương, Trương Tiểu Phàm thật không muốn rời xa chút nào, nhưng ngồi như thế chẳng phải dễ dàng gì hắn ngồi trên sàn một chân co lại một chân duỗi ra, ngồi nghiêng mà thân thẳng như một cây bút dựng đứng, chẳng phải chỗ đó khó ngồi, vì ngồi lâu quá mà mỗi chỗ trên người trở nên tê bút, đau đớn không nói nên lời, lại thêm bích dao nắm chặt người hắn, ngón tay ấn mạnh, trong giấc ngủ liên tưởng tới quá khứ đau thương của mình, sức mạnh ấy không những giảm mà còn tăng lên bội phần, trương tiểu phàm bất giác cảm thấy đau nhói tận xương tủy. Chỉ vì hắn bản tính vốn là người kiên nhẫn giỏi chịu đựng, hai hàm răng cắn chặt mà chịu đau, chứ đổi lại là người khác chắc nhảy dựng lên từ lâu rồi bất quá vì lòng khoan dung mà phải thế nhưng tự nhiên nhận lấy đau khổ vào mình thật không phải nhẹ nhàng gì cho cam trương tiểu phàm trong lòng kêu khổ song không chịu rời đi mà vẫn ngồi yên ở đó giây lát sau cơn buồn ngủ mạnh mẽ ập tới cùng với cái tê cứng của toàn thân vẫn trong tư thế như vậy trương tiểu phàm từ từ chìm vào giấc ngủ a à, trương tiểu phàm duỗi người thức dậy thấy toàn thân đau nhức bất giác thở dài một cái đột nhiên nhận ra rằng bản thân mình không biết từ lúc nào đã nằm dài ra trên sàn còn bích dao bên cạnh đã biến mất không một dấu vết trương tiểu phàm vô cùng kinh ngạc quay người nhìn khắp bốn phương tám hướng tuy nhiên một cái bóng của bích dao cũng không thấy cả cái sơn động trống rỗng nhất thời cả một tiếng động cũng không nghe trương tiểu phàm đột nhiên rúng động trong đầu xuất hiện ý nghĩ rất đáng sợ có khi nào bộ xương khô trong sơn động tự nhiên sống lại hay không hắn nhíu mày lại cố không nghĩ tới chuyện đó nữa đoạn đứng dậy đi tìm bích Giao hắn tìm trong thiên thư thạch thất rồi cả đến gian bảo thất cất giấu kho tàng cũng không thấy bóng bích dao đâu trương tiểu phàm dừng lại nghĩ ngợi một lúc rồi đi ra phía ngoài quả nhiên như dự đoán đến nơi đặt hai bức tượng tà thần của ma giáo thì thấy bích dao đang ở đó cô đang quỳ trước bức tượng u minh thánh mẫu gương mặt hiền từ và thiên sát minh vương nhe nanh múa vuốt đôi vai đang rung lên bần bật tuy đã hết sức kìm nén xong không khỏi phát ra những tiếng nấc nghẹn trong cổ hình như là đang khóc rất nhiều. Trương Tiểu Phàm đứng ở bên cạnh, dù cho có trí tưởng tượng phong phú thế nào, cũng không dám nghĩ cô gái ma giáo nhất mực kiên cường, háo thắng trước mặt mà hắn gặp lúc trước, lại gục đầu khóc than không dứt như vậy. Hắn đứng ở bên cạnh, phút chốc cũng không biết phải làm gì nhưng cũng từ từ bước lại, ngại ngùng cất lời, cô, khiếp, cô, cô đừng, đừng khóc nữa mà. Trương Tiểu Phàm nói chưa hết câu, bích giao nghe mấy lời đó của hắn, tận sâu trong cõi lòng đau khổ cố nén bấy lâu đột nhiên vỡ hòa, tuôn trào hết ra bên ngoài, tiếng nấc mỗi lúc một nhiều, rồi bất chợt khóc to lên thành tiếng, vô cùng bi thương. Khuôn mặt bích giao vốn đã đẹp như ngọc, trong giây phút này những giọt nước mắt động lại trên đó là không khác gì những hạt châu long lanh. Trương Tiểu Phàm trơ mắt nhìn ngây dại, hắn về tuổi tác vốn chỉ là một gã thiếu niên, làm sao hiểu được hết tâm tư của người con gái, tự nhiên tinh thần bấn loạn, nghĩ rằng Bích Giao vì sự xuất hiện của hắn mà khóc to thêm, liền nói bằng một giọng lắp bắp, cô, cô không muốn, cái, cái này, ta, ta, cô, cô không, ý ta là ta. Bích Giao nước mắt ròng ròng, nhìn bộ dạng lúng túng của Trương Tiểu Phàm, khẽ lắc lắc đầu, miệng cắn chặt không nói một lời nào, song nỗi thương tâm đã vượt ra ngoài giới hạn của sự chịu đựng, những giọt nước mắt dường như nén lại cả vạn năm rồi, nội trong một lúc đó thôi, tuôn trào hết ra ngoài, trong lúc đó buộc miệng nói, có phải ta phải chăng chính ta đã giết hại mẫu thân ta? vết thương dường như đã hằn sâu trong quá khứ của Bích Giao làm cho lời nói trở nên thương tâm một cách kỳ lạ. Trương Tiểu Phàm lập tức lắc đầu, nhìn thấy bộ dạng vừa suy nhược vừa đau khổ của Bích Giao, trong lòng chợt thấy hoảng hốt, hình ảnh của quá khứ chợt hiện, tự nghĩ không biết có giống với thời khắc này hay không, liền nói, "Không có đâu." Hắn bước đến gần bên Bích Giao, nói bằng một giọng nhẹ nhàng và sâu lắng, "Mẫu thân là người thương cô nhất trên đời." vả lại lúc ấy cô còn bé quá, chưa hiểu biết nhiều, làm sao có thể đã thương người khác được. Bích giao nước nở, nhưng, cha ta hận ta vô cùng, ta biết ông ấy hận ta sao không chết đi, mà lại hại chết thân mẫu ta. Trương Tiểu Phàm khẽ nói, không có đâu, cô đừng nghĩ quẩn, nếu cha cô trách hận cô, ông ấy đã chẳng cứu cô làm gì, mấy năm qua, ông ấy đâu có lần nào đối xử tệ với cô, đúng không? Cả người bích giao rung lên, gương mặt bỗng trở nên trắng bệch, Trương Tiểu Phàm đứng yên nhìn Bích Giao, tự nhiên thấy cô đẹp một cách lạ lùng, như hoa như ngọc, lại thêm nét thương tâm phản phất trên mặt, thật là làm xúc động lòng người. Đến khi Bích Giao ngước lên, bằng đôi mắt ướt đẫm nhìn Trương Tiểu Phàm, hắn không dám nhìn thẳng vào mặt cô, mới liếc đi chỗ khác. Một lúc lâu sau, Bích Giao đột nhiên mở lời, bằng một giọng xa xôi, ngươi thật là một người tốt. Trương Tiểu Phàm nếu không chìm trong suy tư, nhất thời có lẽ đã nhảy cẩn lên rồi, nhưng hắn lập tức trấn tĩnh, cười nói không có đâu chỉ vì chúng ta sớm muộn gì rồi cũng sẽ chết tại nơi đây tại lúc này trước khi đối diện cái chết ít nhiều ta chỉ muốn làm an lòng cô nương thật không có tính toán chi cả bích giao ngưng thôi không khóc nữa từ từ đưa tay lên gạt nước mắt đoạn thở dài nói chúng ta thật phải chết ở nơi này sao nói đến đây bích giao đột nhiên như nhớ ra điều gì đó liền hỏi trương tiểu phàm ta và ngươi cùng chết tại nơi này trong lòng người có chút nuối tiếc gì không trương tiểu phàm khẽ run lên trong tâm tưởng thoáng qua không biết bao nhiêu hình ảnh đẹp của quá khứ, tự hồ trong giây phút, hắn được trở về lại Thanh Vân Sơn, Đại Trúc Phong, ta tự nhiên thấy có chút nuối tiếc, hắn nói bằng một giọng vừa nhẹ lại vừa rất sâu thẳm, nghe những lời đó, phản ứng của Bích Giao lập tức trùng xuống, cô nói, hừng, trong thánh giáo, thiệt không biết bao nhiêu người muốn được cùng chết với ta, ngươi thật không biết mình là ai, Trương Tiểu Phàm nộ khí sung thiên, nhưng liếc nhìn Bích Giao một cái, cơn giận tự nhiên tiêu biến đi đâu mất vừa thở dài vừa lắc đầu, có lẽ chỉ cần được chôn trên đại trúc phong, thật sự chết không hối tiếc. Bích Giao vẻ mặt thâm trầm, đưa mắt nhìn Trương Tiểu Phàm, im lặng một lúc lâu rồi nói, ngươi làm việc cùng với Linh Nhi sư tỷ của ngươi trong đó à? Trương Tiểu Phàm nhảy dựng lên, tay chỉ vào Bích Giao, hỏi bằng giọng vô cùng kinh ngạc, cô, làm sao mà cô biết? Bích Giao quay đầu lại nói, thì ngươi trước đây ít lâu, trong lúc trọng bệnh nói mớ nên ta nghe được, Trương Tiểu Phàm mặt mày ngây dại, muốn nói lời cải chính với bích dao song nghĩ thầm sớm muộn gì hắn cũng chết tại nơi này với cô ta lúc đó chẳng những không có cơ hội nào gặp lại sư tỷ chỉ sợ sau khi chết đi biến thành oan hồn rồi chẳng có mắt để nhìn lại đại trúc phong lần nữa cũng chẳng biết rằng sư tỷ liệu rồi có còn nhớ đến hắn nữa hay không trương tiểu phàm nghĩ đến đây tự nhiên trong lòng trống vắng thở dài một cái tâm hồn đau khổ không gì vơi đi được bèn quay đầu bỏ đi nhìn theo sau lưng trương tiểu phàm bích giao bần thần không biết phải nói gì. Phải một lúc sau, cô mới từ từ quay đầu lại, nhìn hai bức tượng tôn thần, lại rồi khấn rằng, thánh mẫu nương nương, chủ lòng tha tội nhân gian, xin bảo vệ và giúp đỡ cho hắn, minh vương tôn thượng, người nắm giữ quyền lực của trời, xin cứu. Lời bích giao nói ra đến đây đột nhiên đứt đoạn, cô bất động quỳ trên mặt đất, giây phút đó tưởng chừng như bốn phương tỉnh lại, nhưng trong đầu cô như giữa biển rộng, sóng to gió lớn, song hình như có một tia sang lóe lên giữa đầu ngọn sông ấy, thoát ẩn phát hiện, bích dao muốn nắm chặt và ghi lấy nó bằng tất cả sức mạnh ý chí. Đoạn cô ngước đầu lên, nhìn chăm chú vào cánh tay phải của bức tượng thiên sát minh vương, nhìn tới rồi lại nhìn lui, trong đầu như có ai nói lớn, không đúng, không đúng trên tượng thần hình như thiếu mất cái gì đó. Bích dao nhìn chầm chầm xuống đất, không khí chợt trở nên nặng nề khó thở, cuối cùng, cô đưa mắt nhìn lên bức tượng thần thiếu mất cánh tay phải đột nhiên đôi chân mày của cô dựng ngược lên, không kềm nổi nói thật to, cây búa khai thiên, đúng rồi, cây búa khai thiên biến đâu mất rồi. Vốn trong ma giáo truyền thuyết, U Minh Thánh Mẫu tạo ra vạn thiên thần linh, còn thiên sát Minh Vương khởi tạo ra trời đất, là hung thần nắm giữ hình phạt, so với thuyết thần bàn cổ khai thiên lập địa truyền lại cho đến ngày nay thật khác nhau nhiều lắm. Tục truyền rằng thiên sát Minh Vương tay phải cầm một cây búa rất lớn gọi là khai thiên cự phủ, cố nhiên sau đó đời sau tạc tượng tật nhiên phải theo hình dạng cây búa đó mà làm, nhưng tức thời bức tượng tôn thần đó, cánh tay phải lại hoàn toàn trống. Bích Giao ở trong ma giáo đã lâu, thiên sát minh vương là đệ nhị tôn thần một trong hai tôn thần lớn nhất, quyết không thể có ý bất kính được, song người xây dựng nên tích huyết động và luyện huyết đường cũng là một phái hệ của ma giáo, tất nhiên phải có cùng tín ngưỡng. Trương Tiểu Phàm trở về động, ngồi lại xuống sàn, yên lặng không nói một lời nào, trong lòng đang nhớ về cố nhân nơi đại trúc phong, chợt thấy bích giao chạy vội vào, mặt đầy vẻ vui mừng, nhìn thấy trương tiểu phàm ngồi đó liền nói lớn, nếu ngươi còn muốn sống, thì phải nhanh nhanh lên, cái gì thế? Trương tiểu phàm nói bằng một giọng rất kinh ngạc, ngước nhìn bích giao như một cơn gió lao vào gian tàn bảo thất, hắn nhất thời do dự, nhưng vì khát vọng muốn sống mà phải đứng dậy, vừa vào đến gian thạch thất, đã nghe thấy tiếng bích giao reo lên, chỉ thấy cô đang cố gắng nhặt lấy một cây búa lớn từ trong đống binh khí rỉ sét nhìn bộ dạng bích dao cố sống cố chết cây búa đó chắc phải nặng lắm trương tiểu phàm vội chạy lại giúp bích dao đỡ cây búa lớn đó lên quả nhiên nó nặng ghê gớm cả hai người liên thủ chỉ có thể nhấc lên từ từ mà thôi cô định làm gì thế trương tiểu phàm hỏi bích dao cô chẳng thèm nhiều lời chỉ nói nếu ngươi còn muốn sống mau giúp ta khiêng cái búa này đến chỗ hai tượng thần đằng kia đi Trương Tiểu Phàm hít vào một cái mạnh, đoạn nói: "Cô, cô làm cái gì thì phải nói chứ." Bích Giao chẳng nói chẳng rằng, chỉ vừa kéo lê cây búa vừa đi, nhưng chỉ bước được vài bước thì thấy đã mệt nhoài, dừng lại thở dốc. Trương Tiểu Phàm lắc đầu thở dài, chẳng muốn nghĩ đến mấy chuyện trong quá khứ nữa. Hai người hợp sức, bằng một sức mạnh ghê gớm, cuối cùng cũng kéo được cây búa đến trước hai bức tượng tà thần. Lát sau Trương Tiểu Phàm khinh khỉnh nhìn Bích Giao, trăm ngàn lần chẳng muốn nghe cô nói gì hết chỉ im lặng gắn cây búa nặng khủng khiếp lên cánh tay bức tượng, vốn rằng Trương Tiểu Phàm trong lòng đã hoài nghi, nay vạn bất đắc dĩ phải làm theo những việc của ma giáo, tự nhiên thấy giận điên lên, nhưng chẳng muốn trách bích giao, lại thấy cô ấy một mình nỗ lực như thế, lòng bỗng trùng xuống, nghĩ rằng trước sau gì cũng chết nơi đây chi bằng hoàn thành tâm nguyện của bích giao cũng tốt, nghĩ đoạn bước lên trước, tận tình giúp sức, cây búa đó đặc biệt to lớn, lại phải kéo đi một đoạn dài, sức nặng không tưởng tượng nổi cộng thêm cả hai người đã mấy bữa không ăn, hoàn thành việc này có thể nói đã là một kỳ tích, nhìn lại tưởng chừng như là một nhiệm vụ bất khả thi. Sau khi gắn cây búa lớn lên cánh tay bức tượng, Trương Tiểu Phàm ngồi bệt xuống, thở dốc, cô, học học, cô, nếu cô không xuất hiện, học học, ta khả dĩ có thể sống thêm được ba ngày nữa, hiện tại sống được ba giờ cũng nhiều lắm rồi, bích dao miệng cũng há miệng thật to mà thở, vẻ hưng phấn trong ánh mắt phần nào liệm đi vì đuối sức, nghĩ một lát, cô di đến bên cạnh bức tượng tôn thần, cẩn thận nhìn nắm kỹ càng, chỉ thấy bức tượng thiên sát minh vương sau khi đã gắn cây búa lên, quả nhiên nhìn rất vi phong, khí thế bừng bừng. Bích Giao đứng trước bức tượng cung kính hành lễ, khấn rằng, minh vương tôn thương, xin tha thứ cho đệ tử vô lễ. Nói xong, cô đưa tay nắm lấy cán búa, thử lay động xem sao, kéo lên kéo xuống, chẳng có tí động tĩnh nào. Cây búa to thế này, Bích Giao tự nhủ. Nếu có động tĩnh gì thì phải có rồi chứ. Trương Tiểu Phàm ngồi dưới đất, nhìn thấy hành động kỳ lạ đó của Bích Giao, chỉ biết lắc đầu. Bích Giao níu mày, thấp giọng nói, không đúng rồi, cơ quan ở đây đúng ra phải. Lời nói khiến lòng càng lúc càng nóng nảy, khí lực tập trung hết ở tay, kéo mạnh chiếc búa một cái, đột nhiên tay phải cửa thiên sát minh vương dịch chuyển một bên, mấy giây sau. Từ trong thạch thất vang lên những âm thanh hết sức kỳ lạ, Trương Tiểu Phàm nhảy dựng lên, còn bích giao mặt mày hoan hỉ, hai người bốn mắt nhìn nhau, tiểu phàm chạy đến hợp sức cùng bích dao dùng lực kéo mạnh chỉ thấy cây búa khổng lồ nơi cánh tay phải của bức tượng dịch chuyển đến giữa không trung thì ngừng giây lát sau từ trong động vang ra những âm thanh đinh tai nhức óc cả hai người vô cùng ngạc nhiên tưởng như sấm lỗ chớp giật cảm thấy hai tay đau nhói không chịu được liền đưa tay bịt chặt lại giây phút sau âm thanh sấm động đó chỉ tăng mà không giảm nhưng đằng sau hai bức tượng tôn thần hai phiến đá cứng đột nhiên tách ra hai hướng để lộ một thông đạo những bậc đá tạo thành những bậc thang nối dài, dẫn thẳng lên phía trên như muốn chọc thủng vào bóng tối. Lúc này, hai bức tượng tôn thần trong thạch động bỗng rung lên dữ dội, đầu tượng vỡ toan rơi xuống cùng với những khối đá khác, hai người chẳng nói với nhau lời nào, nhất thời đồng lòng chạy về phía những bậc thang đá, mất hút vào trong bóng đêm. Kỳ thực là 800 năm trước, ma giáo luyện huyết đường xây dựng tích huyết động. Nghĩ rằng ngày sau nhỡ xảy ra biến cố, trong tình cảnh bị quân địch bao vây tấn công vạn nhất không biết thoát thân thế nào, nên cố tình sẽ trong lòng núi mà xây nên thông đạo này, lúc địch tấn công vào, chính là con đường thoát thân, chỉ lát sau đó, tích huyết động sẽ tự động sụp đổ, đem vô số những bí mật của luyện huyết đường cùng kẻ địch chôn vùi mãi mãi. Trương Tiểu Phàm với bích giao hai người chạy trong thông đạo, đằng sau không ngừng gia tăng những âm thanh dữ dội, đất đá trên đầu ầm ầm rơi xuống, nếu chạy chậm một bước, chắc đã bỏ xác ở lại, thực sự đem hết sức lực còn sót trong người mà chạy thật nhanh phía trước hai người là một màu đen như mực, đường hầm vừa hẹp lại vừa tối, cả hai không biết đã té ngã bao nhiêu lần, phải chừng lại bao nhiêu lần, chỉ nghe bốn bề ầm ầm sấm động, các vỡ đá bay, như thể cả ngọn không tan sơn đột nhiên nổi cơn thịnh nộ, trung lên liên tục, rồi cuối cùng bằng một thứ khác vọng sinh tồn mãnh liệt, cả hai người từ phía cuối đường hầm nhìn thấy một tia ánh sang le lói. Nơi thông đạo mở ra là giữa lưng chừng không tan sơn, ăn sâu vào phía dưới một ghè đá nhô ra, phía trên cây mọc ung tùng, cực kỳ bí ẩn, quả nhiên vì thế mà 800 năm nay không ai tìm thấy, đến cả con cháu đời sau của ma giáo cũng không hay không biết. Trương Tiểu Phàm với bích giao loạn choạng té ngã cùng một lúc, người này đè lên người kia, chỉ nghe một tiếng ầm ầm, thật lớn, những phiến đá ngàn cân rơi từ trên cao xuống, bụi bay mù mịt, bịt kín lối vào thông đạo. Từ nay về sau sẽ chẳng ai có thể nhìn thấy hang động bí mật giữa lưng chừng núi này nữa. Trương Tiểu Phàm bò lồng cồn trên mặt đất, miệng há to thở dốc, ngón tay bám chặt đám cỏ xanh ẩm ướt, vừa chạy thoát khỏi làn ranh giữa sự sống và cái chết, ai mà không thở gấp cho được. Giây lát sau, tinh thần hắn dịu xuống, ngước lên nhìn xung quanh, nhìn thấy bích dao bên cạnh, mặt dính đầy bụi đất, hình như cảm giác được Trương Tiểu Phàm đang nhìn, cũng từ từ ngước lên nhìn hắn, cảm giác như được tái sinh từ từ hiện lên trên mặt hai người, đôi môi bích dao khẽ lay động. Phản phất trong ánh mắt dường như có dòng nước đang tuôn chảy, mờ mờ ảo ảo như châu ngọc cô thở ra một tiếng hoan hỉ cảm thấy giải thoát khỏi thứ áp lực tưởng chừng như vô hạn nhất thời chẳng muốn nhớ lại gì cả chỉ thấy trước mắt bầu trời sao mà xanh quá núi kia sao cao quá gió thổi ào ào núi non ánh lên một màu xanh biết hiền hòa như chứa đầy châu ngọc cành đào khẽ rung động trong gió khắp thế gian đâu cũng nhìn thấy những cảnh đẹp mỹ lệ xúc động lòng người chúng ta chúng ta sống rồi bích dao sung sướng hét lên giữa những ngọn núi xanh thẳm cùng bầu trời cao vợi Trương Tiểu Phàm bên cạnh cười lớn, nhìn Bích Giao hét lên sung sướng, bất giác như nhìn thấy nụ cười đẹp nhất thế gian. Lép bép, ngọn lửa bốc lên từ đống củi khô, phát ra tiếng kêu bép bép, khói bay mù mịt, Bích Giao ngồi cạnh đống củi chất cao, nhìn Trương Tiểu Phàm dùng rễ cây cột chặt con thỏ rừng vừa mới bắt vào một cành cây to, đoạn vùi vào đống lửa đang cháy. Từ từ quay trên lửa nóng, thịt thỏ chuyển sang màu vàng, mở chảy ra ngoài động lại thành từng giọt, rơi xuống như nước thịt thỏ quay mùi thơm nứt mũi, tỏa ra bốn phương tám hướng. Lúc còn trong sơn động đã đói ngấu đói nghiến, bích dao ngồi yên không hé môi, cố ngăn không cho nước bọt chảy ra, nuốt vào ừng ực, chỉ thấy trương tiểu phàm động tác chả lấy gì làm vội vàng, đang tính toán thời gian và độ chín của thịt, cánh tay như thói quen đặt ở ngang hông, đột nhiên sắc mặt trở nên hoan hỷ. Bích dao liền hỏi, thế nào rồi? Trương tiểu phàm hài lòng, lấy ra một túi nhỏ đeo ở lưng, vừa cười vừa nói, không thể tin được cái đói khác đã biến đi rồi thứ này bên ta đã lâu nhưng chẳng thèm chú ý nay lại đem ra dùng bích dao chồm tới nhìn cái túi nhỏ đó chỉ thấy trương tiểu phàm mở túi ra để lộ bên trong một cái bình nhỏ xíu trong lòng vô cùng tò mò Dỗng dậy để nhìn cho rõ trương tiểu phàm nói không ra hơi cái này cái này chính là gia vị trương tiểu phàm mãn nguyện cười nói ta xuống núi vốn mang theo thứ này bên mình nhỡ như có lúc phải qua đêm ngoài trời thì cũng có đồ ăn ngon mà thưởng thức, không ngờ ngày hôm nay lại dùng đến, bích dao nhìn chầm chầm trương tiểu phàm, chỉ im lặng nhìn hắn cẩn thận rắc đều lên thịt thỏ thứ bột không biết là ngũ vị hương hay muối, đoạn từ từ quay con thỏ trên đống lửa, mùi hương mỗi lúc một nhiều thêm, cô chưa từng thấy qua chánh đạo nhân sĩ ra ngoài mà mang theo gia vị nấu ăn, nhìn bộ dạng hắn, chắc chắn trong danh môn chánh phái là đệ tử chuyên lo việc bếp nút, một lát sau, trương tiểu phàm cúi đầu ngửi ngửi, vui mừng nói, được rồi, có thể ăn được rồi nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bích Giao ngồi bên cạnh chờ mãi không được cảm thấy buồn bực, mùi thơm như tô như vẽ sọc vào mũi, bất giác nổi cả da gà khắp người, ngửi thấy mùi thơm ấy, cả người bụng rũng, như nhẹ đi mất mấy phần. Bích Giao ngồi im không nói, nếu không cẩn thận che giấu chỉ sợ Trương Tiểu Phàm nghe thấy bụng nàng đang sôi lên ùng ụt. Đúng lúc đó thì nghe Trương Tiểu Phàm bảo rằng đã ăn được rồi, trước mắt Bích Giao là một con thỏ quay vàng rực mùi thơm không ngừng bốc lên, tí nữa là nước bọt trào hết ra ngoài, chịu không nổi thò tay chụp lấy, tức thì rụt tay lại kêu lên một tiếng á. Rất to, do quá nóng vội mà bị bỏng, Trương Tiểu Phàm thấy thế vì cười, đừng vội vàng chứ, đoạn lấy thịt thỏ ra khỏi đống lửa, lắc qua lắc lại cho mỡ chảy ra hết, thịt cũng từ từ nguội lại, rồi cẩn thận xé một cái đùi thỏ đưa cho Bích Giao, cô ăn đi. Bích Giao lập tức xuề bàn tay ra, đóng lấy miếng thịt bỏ ngay vào miệng, bất chợt nhìn thấy Trương Tiểu Phàm nở một nụ cười thầm, ánh sáng xuyên qua những kẻ lá trên cao, nhảy múa trên gương mặt Tiểu Phàm, trông xinh xắn vô ngần. Không hiểu vì sao, mặt bích dao trở nên đỏ lựng, nàng xoay người ra phía sau, không nhìn Trương Tiểu Phàm nữa. Tiểu Phàm bụng đói cồn cào, chẳng thèm để ý làm gì, liền xé một cái chân thỏ ăn ngấu nghiến, mới ăn được phân nữa, hắn đã thấy bích dao xoay người lại nhìn hắn, ngạc nhiên nói, nhà ngươi làm sao, làm sao mà thịt này lại ngon vậy trên gương mặt bích dao ánh lên một màu hồng hồng ánh sang phát ra từ đống củi cô đang cháy lép bép nhẹ nhàng lướt trên mái tóc dài mềm mại của cô bích dao hạ giọng nó ngon lắm sao thế tiểu phàm ngạc nhiên hỏi ta ta đã ăn xong rồi gương mặt bích dao trở nên ôm nhu vừa pha chút ngại ngùng e thẹn trương tiểu phàm miệng há hốc nhất thời im lặng không biết nói gì bích dao cúi đầu cũng im lặng mất một lúc lâu giây lát sau trương tiểu phàm như choàng tỉnh á lên một tiếng hắn ngẩng đầu lên gượng gạo lắp bắp nói không thành câu ta ta không nhìn cô 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 nhìn ta cái này cho cô nè vừa nói tay vừa chìa cái đùi thỏ ra hai mắt vẫn nhắm chặt giây lát sau bích dao dường như không động đậy gì trương tiểu phàm thu hết can đảm mở mắt ra chỉ thấy bích dao đang nhìn hắn vẻ mặt hình như đang cười hai mắt dịu dàng bất giác hắn cảm thấy có gì đó thật nhẹ nhàng thoáng qua trong tim cúi đầu thấp giọng vừa nói vừa nở một nụ cười Cô ăn giúp ta hết phần này đi nhé." Trương Tiểu Phàm không biết phải giải thích sao, chỉ biết chìa miếng đùi thỏ ra, mặt đỏ lên như trái gấc, cảm thấy vô cùng xấu hổ, thật ra cánh tay mà hắn chìa ra cho Bích Dao là tay phải, vốn đang cầm miếng đã ăn một nửa, phần thịt còn lại thì cầm phía tay trái. "Trương Tiểu Phàm lý nhí, không phải." Rồi bẽn lẽn đổi tay, đưa phần thịt mới cho Bích Dao, miệng lắp bắp, "Ta, ta nghĩ là, rằng ta biết" Bích Giao nói rồi nhận lấy miếng thịt quay, xé ra bỏ vào miệng nhai ngon lành, ngon quá, trong đời ta món ngon nhất mà ta đã từng ăn chính là miếng thịt thỏ mà ngươi làm cho ta hôm nay. Trương Tiểu Phàm trong lòng sung sướng tột cùng, ngước nhìn Bích Giao gương mặt thanh tú mỹ lệ, nửa vì nụ cười của nàng, nửa vì lời khen chân thành mà trái tim đột nhiên sao động, chẳng dám nhìn nàng lâu, há miệng ngoạm cái đùi thỏ nhai ngấu nghiến, con thỏ xấu số, gặp hai kẻ đói ăn lâu ngày, chẳng cần nói nhiều trong phút chốt đã biến mất sạch sẽ không còn dấu tích. Được ăn no thỏa thích sau mấy ngày đói lả, thật là niềm hạnh phúc lớn lao, Bích Giao tìm thấy giữa lưng chừng núi một cái khe nước nhỏ, cả hai người bên cái khe đó tắm rửa sạch sẽ, dây lát sau buồn ngủ không chịu nổi, căng nguyên vì mấy ngày qua trong sơn động thần kinh căng thẳng quá độ, luôn nghĩ rằng bản thân đang vật lộn giữa làn ranh của sự sống và cái chết, đến khi thoát ra rồi, cả cơ thể và tinh thần đều thư giãn, cơn buồn mạnh mẽ ập đến không một lời báo trước. Bích dao nằm trên bãi cỏ xanh xanh bên khe nước, ngủ trước tiên, Trương Tiểu Phàm cũng thấy buồn ngủ dữ dội, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh bích dao, ánh mặt trời chói loáng, nhảy múa lấp lánh trên thân thể hai người. Tiểu Phàm bất chợt quay sang nhìn mái tóc và gương mặt nàng sau khi tắm gội sạch sẽ, tóc nàng sổ tung ra, lòa xòa phủ lên gương mặt dần dần sáng lên như ngọc, nước da nàng trắng hơn cả tuyết, nguyệt thẹn hoa nhường. Nàng nhắm nghiền đôi mắt, bình yên nằm trên thảm cỏ xanh vời vợi, gió nhẹ nhẹ lay, mái tóc cũng vì thế mà sao động, dưới ánh mặt trời lấp lánh, trông lại càng rực rỡ diễm lệ hơn bội phần. Bất thần trong giấc ngủ của mình, bích giao hình như mơ thấy điều gì, chân mày nhíu lại, tay phải như quán tính duỗi thẳng ra, nắm lấy bờ vai trương tiểu phàm, bấu víu vào người hắn, dây lát sau, đôi môi nàng nở một nụ cười mãn nguyện. Như thể đã tìm thấy cho bản thân nàng sự bình yên tĩnh tại vậy, Trương Tiểu Phàm cả người ngây dại, nhìn sang gương mặt bích giao tuy tiều tụy vì mấy ngày gian khổ nhưng vẫn ngời ngời vẻ mỹ lệ vô ngần biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra nhưng hắn chưa lần nào đủ dũng khí cầm lấy bàn tay nàng giờ chỉ biết nằm yên nơi đó bất động cơn buồn ngủ phút chốc ập tới mắt hắn díp lại tựa hồ như quên hết những gì xảy ra chung quanh trong phút chốc chẳng còn phiền não gì nữa giữa khu rừng những cơn gió vẫn không ngừng chơi đùa thổi rì rào qua những tán cây qua đầu ngọn cỏ xanh rì nước trên mặt nước trong vắt đang lững lờ trôi, phát ra những tiếng rít nhẹ nhẹ, dây lát sau, chính ngọn gió ấy đến phản phất đùa chơi trên thân mình của hai người trẻ tuổi đang chìm đắm trong ngủ bình yên nhất thế gian. Khi Trương Tiểu Phàm tỉnh lại, trời đã tối, chỉ sợ hắn đã ngủ ít nhất 5-6 canh giờ, bích dao vẫn chưa dậy, hai tay đang nắm chặt cứng áo của hắn, trông giống như là một đứa trẻ bẽn lẽn nhút nhát. Lúc này không ai có thể nghĩ nàng lại là một nhân vật quan trọng của ma giáo, Trương Tiểu Phàm gối đầu lên tay, lắng nghe tiếng xào xạc vang lên trong rừng mỗi khi gió núi thổi qua, đột nhiên, tự hỏi không phải rừng trúc bạc ngàn trên đại trúc phong cũng phát ra thứ âm thanh này sao, mấy ngày nay, ta mất tích bên dưới vạn bức cổ quật, tin tức sợ rằng đã truyền về đại trúc phong rồi, không hiểu Linh Nhi sư tỷ biết được, nàng có chút thương tâm nào không nhỉ, thế nhưng, nếu ta đột ngột xuất hiện trước mặt, Nàng nhất định sẽ vui vẻ vô cùng, nhất định sẽ nắm chặt lấy tay ta, cao hứng mãi không thôi, cười mà mắng ta rằng, tiểu tử thối, Ta biết ngươi không dễ dàng chết như vậy đâu." Trên mặt hắn, trong bóng đêm dần dần trở nên đen kịt, hiện lên một nụ cười, thế rồi đôi mắt hắn, trong đêm tối ấy, cũng sáng bừng lên, nhưng hắn không nhìn thấy, bên cạnh hắn, có một đôi mắt long lanh khác chẳng biết từ bao giờ đang mơ màng nhìn hắn. Trời đã sáng, khắp trên núi vang lên tiếng chim hót ríu rít, trong trẻo vui tai. Trương Tiểu Phàm đi đến bên khe nước nhỏ, hai tay chụng lại, vụt nước lên rửa mặt, cảm giác mát lạnh ngấm thẳng đến tâm can hắn xem xét cánh tay bên trái tháo băng tay ra đoạn xương gãy ấy không ngờ cũng đã lành lại rất nhiều trong lòng cao hứng cầm lấy thanh thiêu hỏa côn buộc ở trên tay dắt vào bên hông dùng sức cử động tay trái một chút quả nhiên không có gì quá đáng ngại tay khỏi rồi à bích dao từ phía sau bước đến nhìn hắn một cái sau đó cúi xuống dùng nước trong khe rửa mặt khỏi rồi trương tiểu phàm cao hứng nói không còn trở ngại gì không đau đớn nữa rồi Bích Giao dùng ống tay áo khe khẽ lau những giọt nước bám trên mặt, căng dặn, ngươi cũng không được loạn động, ảnh hưởng đến gân cốt, nghỉ ngơi thêm mấy ngày sẽ khỏe hẳn. Biết rồi Trương Tiểu Phàm thuận miệng đáp lời, ngay sau đó nhìn Bích Giao, do dự một lúc, rồi nói, Bích Giao tiểu thư, lúc này chúng ta may mắn giữ được tính mệnh, thoát được khỏi lòng núi, cô và ta cũng tính, tính giao kết bằng hữu, nhưng dù sao đi nửa con đường không giống nhau không thể đi chung, chúng ta hôm nay chia tay nhau ở đây thôi. Bích Giao ngồi bên cạnh khe nước, vẫn chưa đứng dậy, nhưng thân hình dường như rung lên, Trương Tiểu Phàm không nhìn thấy sắc mặt của nàng, một lúc sau, mới nghe thấy nàng trầm tư nói, ồ, con đường không giống nhau ư, Trương Tiểu Phàm gật đầu đáp, đúng, ta là chính đạo, cô thuộc ma giáo, từ nhỏ sư trưởng dạy ta, chính ta không thể đứng chung, lần tới gặp lại, chỉ sợ cô và ta đã là kẻ địch chứ không còn là bạn nữa, lúc bên trong lòng núi cô đã chiếu cố ta, cứu ta, ta trong lòng vô cùng cảm kích, phần ân tình này, ngày sau có duyên, ta tự nhiên có thể, báo đáp cho cô. Bích Giao run run nhìn bóng dáng lờ mờ của mình đang phản chiếu dưới làn nước trong vắt, khe khẽ lẩm bẩm, báo đáp ta ư, Trương Tiểu Phàm đáp, đúng, chúng ta ân oán phân minh. Nếu không phải cô cứu ta, ta nhất định không thể còn sống, mai này nếu có chỗ nào ta làm được, ta tự khắc hết sức báo đền. Nói đến đây, hắn đột nhiên cảm thấy bất an, vội vàng nói thêm một câu, tuy nhiên cô không được yêu cầu ta làm những việc trái với sư môn đạo nghĩa. Bích Giao đột ngột đứng phát dậy, quay đầu lại, nói, ta xem người cũng là một nhân tài, tốt hơn là gia nhập thánh giáo chúng ta, ta sẽ tiến cử ngươi cho phụ thân đại nhân, lão nhân gia rất trọng người tài, chắc chắn sẽ trọng dụng ngươi, còn hơn ngươi là một tên nấu bếp vô danh tiểu tốt trên đại trúc phong. Trương Tiểu Phàm tức thì sắc mặt sầm xuống, nói, Bích Giao tiểu thư, cô không cần phải nói lăng nhăng, ta là người trong chính đạo, thà chết chứ không nhập vào ma đạo, ta dù chỉ là một tên nấu bếp nhỏ nhoi trên đại trúc phong, cũng còn tốt hơn nhiều so với việc hô phong hoán vũ trong ma giáo của cô. Bích dao khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lẽo, lời nói cất lên cũng chua cây lãnh đạm, người trong chính đạo, tội ác do người trong chính đạo bọn ngươi gây ra cũng không bằng một phần nhỏ so với người trong ma đạo chúng ta ư, năm xưa chính ma đại chiến, các thần tiên tổ sư của người chẳng cần phân biệt thấy người là giết, già trẻ lớn bé, phụ nữ trẻ con cũng đều giết hết chẳng tha, nói láo. Trương Tiểu Phàm phừng phừng tức giận những việc tốt đẹp do ma giáo của ngươi làm, ngươi đừng tưởng ta không biết, năm xưa các ngươi giết người vô số, sinh linh đồ tháng. Bích Dao tức giận nói, những việc ấy người đều tận mắt nhìn thấy hay sao? Hay chỉ là sư trưởng của ngươi nói vào tai ngươi, bọn họ vì giữ thể diện, làm sao lại nói thật với ngươi? Trương Tiểu Phàm cười lạnh một tiếng nói, thế ngươi đã từng nhìn thấy tận mắt rồi sao? ngươi ở đây nói với ta vốn dĩ chính đạo là tà, ma giáo là chính, lại há chẳng phải là lời nói trưởng bối ngươi tự tô vẽ cho tổ bối của ngươi ư. Bích giao lặng đi một lát, nhất thời chẳng nói được câu nào, Trương Tiểu Phàm nhìn hai mắt nàng, nhớ lại mấy ngày trước cùng nàng sống chết, trong lòng dịu lại, hạ thấp giọng, nhẹ nhàng nói, Bích giao tiểu thư, không cần biết tiền nhân như thế nào, chúng ta không đề cập tới họ thì hơn, chỉ là thanh vân môn môn quy khắc khe nghiêm cấm đệ tử qua lại với người trong ma giáo ta ở thanh vân đã lâu không dám làm trái hôm nay chúng ta từ biệt sau này có duyên sẽ gặp lại nếu cô có thể hối ngộ bỏ chỗ tối theo chỗ sáng ta trương tiểu phàm nhất định lấy tính mạng nhà mình ra bảo đảm cho cô để cô có thể nhập chính đạo hắn nói một thôi một hồi nhưng cứ nói cứ nói đến khi dừng lại chỉ thấy bích dao mặt đầy chế nhạo cười khẩy mãi không thôi chính đạo thối tha của các người có cầu xin ta cũng không vào nói gì là bỏ chỗ tối theo chỗ sáng thôi ta chỉ cho ngươi một con đường sáng mà ngươi không đi hãy làm nhân sĩ chính đạo của ngươi đi nhé ngày khác gặp lại ta trước hết sẽ lấy đầu của ngươi đó trương tiểu phàm ngạc nhiên cảm thấy rằng nữ nhân này trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay nhưng chung quy chẳng có lòng dạ nào mà tranh luận hơn nữa đối với bích giao hắn thủy chung cảm thấy có chỗ mang ơn nàng tức thì chắp tay nói bảo trọng nói xong quay mình đi thẳng đầu không hề ngoảnh lại Bích Giao nhìn hắn đi xa, chẳng thèm quay đầu lại lấy một lần, sau khi bóng dáng hắn biến mất trong rừng cây, đột nhiên, trong lòng trống trải vô cùng, giống như đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng, toàn thân chẳng có một chút ít tinh thần, quể oải ngồi xuống. Ánh mắt lơ đã nhìn trời nhìn đất, tình cờ nhìn thấy đống cho tàn tối qua trương tiểu phàm đốt lên để nướng con thỏ, vẫn còn nguyên đó, bất giác nước mắt tuôn trào, nàng nhìn đống cho thang ấy, ngồi lặng đi, cũng chẳng biết bao lâu đã trôi qua đến khi nàng chợt phát hiện, tiếng chim hót ngân nga trong khu rừng phía sau mình đột nhiên đã hoàn toàn tâm bạch, dường như cảm thấy một mùi vị đại hung nào đó, nên không dám cất tiếng. Sau đó nàng cảm thấy một bóng đen, di chuyển chầm chập từ phía sau lưng nàng, bao phủ lấy nàng, mặc dù đang giữa ban ngày, nhưng không hiểu tại sao, trời cũng dường như trở nên u ám. Bích giao vội vã quay đầu lại, trung trung nhìn người phía sau lưng mình, một lúc lâu sau, đột nhiên tức tưởi kêu lên, cha rồi lao vào trong lòng người đó. Âm ảnh đó hình như cũng ngạc nhiên, như thể là vốn không nghĩ rằng Bích Giao có thể có hành động như vậy, chỉ là ông ta nhìn thấy con gái thoát khỏi đại nạn, nỗi vui sướng ấy quả thật cũng không giấu được nữa. Trương Tiểu Phàm đi trong rừng núi suốt một ngày trời, mới ra khỏi địa giới của không tan sơn, tất nhiên nếu hắn ngự không vi hành, thì chưa đến nửa ngày đã có thể ra được, thế nhưng hắn ngại thương thế bên tay trái, nên vẫn đi bộ thêm mấy đoạn đường, chỉ là không tan sơn không có người ở, suốt quãng đường đó chẳng hề thấy một bóng người. Sau một đêm nghỉ nơi hoang sơn giả lĩnh, Trương Tiểu Phàm đi đến đường Cái quan đạo lộ rộng rãi khỏi phải nói, người đi lại cũng dần dần nhiều hơn. Hắn hỏi thăm khách bộ hành trên đường, rồi nhắm hướng bắc mà đi. Lúc giờ ngọ, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, vô cùng nóng bức, Trương Tiểu Phàm đi trên đường đã nửa ngày, trong bụng rất đói và khát, nhìn thấy bên đường có một quán trà nho nhỏ, nằm dưới một bóng cây to ven đường, bên trong đã có năm, sáu người khách đang ngồi. Hắn thấy râm mát, bèn tiến lại, mua một bát nước trà để uống, tiện thể cũng để ngồi nghỉ một lát, cũng nói thêm, nước trà của cái quán nho nhỏ này không ngờ thật là sạch sẽ mát mẻ lại giải khát, Trương Tiểu Phàm uống một bát, tức thì toàn thân thư thái, giống như ngày hôm nay chẳng lấy gì làm nóng, trong lòng liền cân nhắc nghĩ ngợi, nhìn thương thế trên tay đã khỏi hẳn, quá trưa định bụng sẽ kiếm một chỗ nào đó vắng vẻ không người, rồi ngự không bay về đi nhanh một chút, sẽ sớm được gặp lại sư phụ. Nghĩ vậy, hắn tự nhiên nghĩ rằng cần phải đi gấp để gặp sư tỷ Điền Linh Nhi, không nén nổi sự sốt ruột. Đúng lúc đó, nghe thấy bên cạnh đường cái, truyền đến một âm thanh ôn hòa, chủ quán, cho ta một bát nước trà. Một cơn gió nhẹ hiếm có vào lúc ban trưa thổi qua, làm lay động cành lá trên cây đại thụ, mấy tia nắng mặt trời xuyên qua, nhảy nhót trên mặt đất. Chủ quán trà chạc độ trên 50 tuổi đáp lời, nghiêng mình rót trà. Trương Tiểu Phàm trong lúc vô tình đưa mắt nhìn ra, rồi cũng chẳng quay đi. Một văn sĩ trung niên, mày mỏng mặt vuông, mặt mũi trông nho nhã, nhưng đôi mắt sáng rực, tráng cao, trong cái vẻ văn nhã ấy tự có khí thế không giận mà có uy, bên ngoài mặt nho bào, bên hông đeo một miếng ngọc bội màu tím nhạt, lung linh trong suốt, ẩn hiện khí lành, mới nhìn đã biết là vật không tầm thường. Trương Tiểu Phàm nhìn một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy kinh ngạc, bản thân quả thật bị phong độ của người văn sĩ trung niên ấy bẻ gãy chỉ cảm thấy từ lúc người đó bước vào vốn dĩ năm sáu người khách kể cả hắn đang ngồi uống trà trong quán đều im lặng không thể nói được bị khí thế của người ấy áp chế trương tiểu phàm thu hồi một quan nhưng trong lòng quả thật khe khẽ kêu lên kinh ngạc đồng thời hết sức bội phục khí độ của văn sĩ trung niên ấy mặc dù nhìn người đó cũng chẳng hề tuấn tú chút nào nhưng khí chất phát ra từ bên trong đúng là hiếm có văn sĩ ấy tiến đến bên quầy nhận lấy nước trà do chủ quán đưa cho, tùy tiện ngồi xuống, rồi bắt đầu chậm chậm nhấm nháp nước trà. Xung quanh đám khách vốn đang huyên náo đàm tiếu, hiện giờ ai nấy đều trầm ngâm không nói, bên trong quán trà, không khí nhất thời yên tĩnh và có đôi chút kỳ quái, thế nhưng văn sĩ trung niên ấy điềm tĩnh tự nhiên, chẳng hề phát hiện tình trạng xung quanh mình, một mình ngồi đó uống trà nghỉ chân. Qua một lúc sau, những người khách khác hoặc là đã nghỉ ngơi đủ, hoặc là đã uống hết trà, từng người từng người đứng dậy thanh toán rồi đi chủ quán bước lại thu dọn các chiếc bát nhỏ uống trà dưới cây đại thù ấy lúc này chỉ còn hai người trương tiểu phàm và văn sĩ trung niên ấy trương tiểu phàm chẳng hề cảm thấy có gì bất tiện cả nhưng ngồi thêm một lúc nữa liền cảm thấy bản thân nghỉ ngơi đã đủ rồi đang lúc định thanh toán tiền rồi đi bất chợt nghe thấy sau lưng mình đột ngột có một âm thanh vang lên tiểu huynh đệ trương tiểu phàm ngạc nhiên nghe âm thanh ấy ôn hòa quen thuộc quay đầu nhìn lại chỉ thấy văn sĩ ấy đang cười hòa nhã với hắn kinh ngạc nói vị tiên sinh này gọi ta hả văn sĩ ấy vẫn cười gật đầu đáp đúng rồi nói rồi đứng dậy chậm rãi bước tới trương tiểu phàm đứng dậy theo đợi ông ta đi đến gần vòng tay nói xin hỏi tiên sinh có chuyện gì văn sĩ trung niên ấy nhìn trương tiểu phàm từ trên xuống dưới nói không có chỉ là đi một mình buồn chán lại thấy tiêu huynh đệ thuận mắt đến để nói chuyện mấy câu tiểu huynh đệ không phiền chứ trương tiểu phàm vội vàng lắc đầu nói không vấn đề gì tiên sinh mời ngồi văn sĩ ấy cười gật đầu nói tiểu huynh đệ ngươi cũng ngồi xuống đi hai người ngồi xuống văn sĩ ấy nhìn trương tiểu phàm nói xin hỏi tôn tính đại danh của tiểu huynh đệ trương tiểu phàm hồi nhỏ ở thôn thảo miếu sau lại được thanh vân môn thu lưu vài năm gần đây ngoại trừ đồng môn đại trúc phong gần như không hề nói chuyện với người ngoài đương nhiên không kể mấy ngày vừa rồi bị khốn đốn dưới tử linh viên cùng với bích giao thiếu nữ ma giáo lúc này nói chuyện với văn sĩ ấy hắn trong lòng không biết tại sao đối với với người văn sĩ ấy có mấy phần kính trọng lập tức cung cung kính kính nói không dám tại hạ trương tiểu phàm xin hỏi đại danh của tiên sinh văn sĩ ấy lẩm nhẩm một câu trương tiểu phàm gật gật đầu cười tủm tỉm nói ta họ vạn tên là nhân vãn vạn nhân vãn trương tiểu phàm nhủ thầm trong bụng cái tên này đọc lên thì bình thường nhưng khiến người ta có cảm giác kim qua thiết mã Trương Tiểu Phàm không nén được nhìn về phía người đó, khuôn mặt vạn nhân vãn hết sức ôn hòa, thế nhưng uy thế giữa hai chân mày dường như do trời sinh, thật là cực kỳ to lớn, phối hợp với cái tên ấy, ẩn chứa cái ý cai trị vạn người. Vạn nhân vãn nhìn Trương Tiểu Phàm thấp một lượt, cười miễn nói, thứ lỗi cho ta nhiều lời, xin hỏi Trương Tiểu Huynh nếu không nhầm chắc là người tu chân phải không? Trương Tiểu Phàm kinh ngạc, hắn và đám tề hạo bốn người sau khi hạ sơn, để tiện đi đường, tất cả đã thay đổi y phục của Thanh Vân bằng quần áo thông thường, nhìn chẳng có chút gì khác người bình thường, cũng không biết người trung niên này tại sao lại nhìn ra được. Đúng lúc hắn đang kinh ngạc, định hỏi người trung niên ấy tại sao lại biết, thì lại nhìn thấy người đó tủng tiễn cười, chỉ tay về hướng Bắc, nói, xin hỏi Trương Tiểu Huynh, chắc là môn hạ Thanh Vân Sơn đệ nhất chính đạo đại phái ngày nay. Trương Tiểu Phàm càng ngạc nhiên hơn, không kìm được đứng bật dậy, nhìn vạn nhân vãn, kinh ngạc hỏi, xin hỏi vạn huynh, huynh, Hưng tại sao lại biết vậy? Vạn nhân vãn vừa cười vừa vẫy vẫy tay, nói mời ngồi xuống, mời ngồi xuống, đợi Trương Tiểu Phàm từ từ ngồi xuống. Vạn nhân vãn mỉm cười nói, ta thấy Trương Tiểu Huynh thần khí sung túc, đi đường chẳng có chút mệt mỏi, nhìn tuổi còn rất trẻ, thế mà hơn hẳn những người tráng niên. Trong thiên hạ thời nay, phong trào tu đạo đang thịnh hành, nghĩ rằng các hạ nhất định là người thân mang tuyệt kỹ. Trương Tiểu Phàm cúi đầu khiêm tốn đáp lễ, nhưng lại không nén được hỏi, về môn phái của ta tiên sinh tại sao lại cũng biết vậy vạn nhân vãn thích chí cười đáp không có gì lạ ta thấy tiểu huynh đệ cũng đã sương gió vất vả nhưng không thôi nhìn về hướng bắc trên mặt có ý nhớ nhung giống như mũi tên bay về đích mà ở phương bắc môn phái tu chân nổi tiếng và gần đây nhất chính là thanh vân môn nói vậy chứ tại hạ cũng phỏng đoán bừa bài thuận miệng nói đùa đã làm trò cười cho trương tiểu huynh rồi trương tiểu phàm vội đáp đâu có đâu có tiên sinh xét rõ tận chân tơ kẻ tóc, tiên sinh và ta vốn chưa hề gặp nhau, chỉ nhìn một cái đã trông ra, quả thật bội phục, bội phục, mấy câu nói của hắn hết sức thành thực, vạn nhân vãn tủng tiễn cười, nói thanh vân môn, nổi danh đã lâu trong giới tu chân đạo, nguyên nguyên lưu trường, đạo pháp tinh thâm, làm người trong thiên hạ ngưỡng mộ, tiểu huynh đệ tuổi còn rất trẻ đã ra nhập danh môn, tương lai tiền đồ, không sao lường được. Trương Tiểu Phàm nghe thấy bốn chữ không sao lường được ấy, trong lòng rung động, chẳng hiểu sao nghĩ đến tề hạo của long thủ phong sau đó trong đầu thoáng hiện ra hình ảnh của lâm kinh vũ lắc đầu nói tiên sinh quá khen rồi đệ tử trong thanh vân môn ngoạ hổ tàn lòng tại hạ chẳng qua chỉ là thứ gốc cây mục nát chẳng dùng được việc gì vạn nhân vãn ngạc nhiên ngừng cười nói không ngờ trương tiểu huynh cũng khéo nói đùa trương tiểu phàm không muốn tranh luận với người đó về chủ đề ấy bèn hỏi người đó vạn huynh dáng vẻ vất vả phong trần không biết định đi đến nơi nào vạn nhân vãn buồn bã đứng dậy hai tay chắp sau lưng ngửa mặt nhìn trời nói thiên hạ này rộng lớn mênh mông bát ngát vô biên ta đi du lịch thế gian đại sơn cổ trạch tùy ý mà đi ồ trương tiểu phàm kinh ngạc kêu lên một tiếng nói hóa ra là vậy vạn nhân vãn quay đầu nhìn trương tiểu phàm đột nhiên trên mặt thoáng hiện một nét cười kỳ dị nói trương tiểu huynh đã là thanh vân môn hạ chắc hẳn đạo pháp cao thâm trương tiểu phàm vội vàng lắc đầu nói không có không có, tại hạ là một người chẳng ra gì trong thanh vân môn, có chỗ nào để nói là đạo pháp cao thâm đâu. Vạn nhân vãn cười mỉm, nói, Trương Tiểu Huynh khách khí rồi, tại hạ có một yêu cầu quá đáng, đoái mong Trương Tiểu Huynh thành toàn cho. Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên, nói Vạn Huynh cứ nói, Vạn nhân vãn đáp, tại hạ từ nhỏ đã ngưỡng mộ các cao nhân tu chân giống như các hạ, khổ nổi cơ duyên không đủ, không thể gia nhập kỳ môn. Hơn nữa tại hạ đối với việc bọn cao nhân có thể ngự pháp bảo đi trên chín tầng mây, vẫn ngày đêm mơ ước, mấy chục năm nay, không ngày nào không khát vọng được nhìn thấy pháp bảo tiên gia. Trương Tiểu Huynh là danh môn đệ tử, không biết có thể hoàn thành cái tâm nguyện nho nhỏ ấy cho ta không? Nói xong, hắn ta cúi rạp xuống, hành một đại lễ, Trương Tiểu Phàm lặng lặng không nói gì, thấy vạn nhân vãn hành lễ, tay chân luống cuốn, liền vội vàng đỡ dậy, hắn trong lòng quả thật khó xử, do dự một lát, nhìn thấy vạn nhân vãn vẻ mặt mong đợi nhìn mình bèn thở dài nói không sợ vạn huynh chê cười tại hạ lẽ nào không muốn đưa cho huynh xem chỉ là chỉ là pháp bảo không lên được sảnh e rằng có trở ngại vạn nhân vãn lập tức nói thế thì có gì đâu tiên gia pháp bảo đương nhiên đáng mặt thượng đài chứ trương tiểu phàm trên mặt hơi ửng đỏ cuối cùng vẻ mặt miễn cưỡng rút thanh thiêu hỏa côn từ bên hông ra đưa cho người đó trong lòng cảm thấy rất xấu hổ nhìn cây côn hắn đưa ra Vạn Nhân Vãn trên mặt cũng thoáng hiện một nét kinh ngạc, nhưng tức thì biến mất, trịnh trọng tiếp lấy. Trương Tiểu Phàm nhìn thần sắc người đó, cười khổ nói: "Chẳng cần nói gì huynh, ngay cả mọi người trong sư môn ta cũng thường hay chê cười ta." Nói xong câu này, Trương Tiểu Phàm đột nhiên thấy kinh ngạc trong lòng, chỉ cảm thấy bản thân hôm nay thật là kỳ lạ, trước mặt một người bình sinh chưa gặp bao giờ, tại sao hắn lại tự nguyện nói chuyện thân mật với người đó? Vạn Nhân Vãn chẳng hề chú ý đến Trương Tiểu Phàm, ánh mắt tập trung cả vào thanh thiêu hỏa côn, khuôn mặt ông ta vẫn trịnh trọng, nhưng trong mắt có nét hài lòng, tuy nhiên dần dần, ông ta hình như nhìn thấy cái gì đó, không chỉ sắc mặt trầm xuống, mà cặp mắt dán chặt vào cái gậy đen xì xấu xí ấy. Trương Tiểu Phàm ở bên cạnh nhìn thấy, chỉ cảm giác rằng vạn nhân vãn trông rất kỳ quái, cầm thanh thiêu hỏa côn dài một thước đưa lên trước mặt, xem xét kỹ càng, tay phải nâng thanh côn, năm ngón tay mảnh khảnh bên tay trái khẽ khàng vuốt ve trên thân cây gậy, khe khẽ gõ gõ vô cùng cẩn thận, hắn nhịn không được bèn hỏi vạn huynh, xin hỏi có chuyện gì không ổn sao, vạn nhân vãn như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, do dự một lát, cầm thanh thiêu hỏa côn ấy trả lại cho Trương Tiểu Phàm, rồi nói, Trương Tiểu Huynh, tại hạ nhân vì ngưỡng mộ tiên đạo, vì thế về phương diện này cũng có nghiên cứu đôi chút, có mấy lời, muốn thỉnh giáo Trương Tiểu Huynh, Trương Tiểu Phàm nói, xin huynh cứ nói. Vạn nhân vãn nhãn quan chiếu vào thiêu hỏa côn, nói, xin hỏi Trương Tiểu Huynh, trong pháp bảo này, phải chăng có chứa tinh huyết của các hạ trương tiểu phàm hết sức kinh ngạc trong giây lát trong đầu hiện lên hình ảnh đáng sợ năm đó dưới u cốc phía sau đại trúc phong vụt đứng dậy chỉ vạn nhân vãng nói huynh huynh nói cái gì vạn nhân vãn nhìn hắn chạm rãi nói xin hỏi trương tiểu huynh phát bảo này có phải do hai vật hợp lại thành một không bí mật trương tiểu phàm chôn chặt ở nơi sâu thắm nhất trong lòng hôm nay cuối cùng đã bị người này nói ra nỗi kinh hãi không hề nhỏ chỉ cảm thấy trong đầu o o quả thật không nói được câu nào cả vạn nhân vãng nhìn thấy nét mặt sửng sốt của trương tiểu phàm tự nhiên biết rõ sở liệu của bản thân quả không sai chỉ thấy ông ta dường như hơi cúi đầu có vẻ nghĩ đến chuyện gì đó rồi kín đáo thở dài nói ngươi không biết à cái hạt châu trên cây gậy đó vốn là tà vật của ma giáo trương tiểu phàm mỗi lúc một kinh hãi gần như ngay cả đến hơi thở cũng ngưng lại nhưng trong thâm tâm có một âm thanh dường như đang cười lành lạnh nói ngươi đã sớm biết rồi ngươi đã sớm biết rồi, thanh côn này tà khí ấy, tự nhiên là tà vật của ma giáo, huynh, huynh nói cái gì? Trương Tiểu Phàm thở gần từng hồi, nhìn thẳng vào vạn nhân vãn, nói từng tiếng một, hạt châu ấy là di vật của hắc tâm lão nhân ma giáo tổ sư 800 năm trước. Vạn nhân vãn nói, mỗi chữ mỗi chữ giống như từng chiếc đinh cắm sâu vào trong tim Trương Tiểu Phàm, tên gọi là vệ huyết châu, Trương Tiểu Phàm toàn thân ngây ra, quên cả thở. Trong đầu hắn muôn vàng ý niệm đang quay cuồng, nhưng thủy chung có một hình ảnh mãi không tan biến, bộ khô lâu trong mật động bên trong lòng núi không tan sơn. Vạn nhân vãn trong bộ dạng chấn động kinh hải của hắn, ngưng lại một lát, rồi lại lãnh đạm nói tiếp, Trương Tiểu Huynh, ngươi không biết lai lịch của viên châu ấy, không biết ngươi có muốn biết lai lịch của cây gậy ngắn màu đen đó không? Trương Tiểu Phàm thân hình rung lên, chẳng nói được câu nào, chỉ là chăm chăm nhìn thẳng vào vạn nhân vãn. Trương Tiểu Phàm chăm chăm nhìn văn sĩ trung niên tên gọi vạn nhân vãn, trong lòng trào dân một dự cảm không tốt, thế nhưng đồng thời nơi sâu thẳm trong tim, lại có một sự thúc giục khác, khiến hắn không kìm được nói, xin tiên sinh chỉ giáo, vạn nhân vãn nhìn hắn đầy thâm ý, thông thả nói, cây hắc bổng đó sát khí cực kỳ trầm trọng, hắc quan ẩn vào bên trong, con người nếu đến gần, trong vòng ba trượng, khí huyết toàn thân nhất định sẽ bị sát khí đó bức bách, chạy ngược vào tim mà chết, trương tiểu phàm trong lòng rúng động, buộc miệng nói, không sai, lúc ta gặp nó, từ xa thân thể đã cảm thấy nặng nề ác tâm nổi lên suýt nữa đã hôn mê rồi vạn nhân vãn khẽ thở dài nhìn hắn nói đúng rồi quả là như vậy nói rồi đôi mày hình như hơi nhíu lại rồi khẽ than thở ngươi không ngờ không chết quả thật là kỳ lạ trương tiểu phàm không nghe rõ câu nói sau của ông ta liền hỏi cái gì vạn nhân vãn hơi mỉm cười nhưng không trả lời hắn chỉ chỉ vào thanh thiêu hỏa côn nói cây hắc bổng này vốn là một đại hung vật trời sinh tên gọi nhiếp hồn nhưng không phải là vật của ma giáo mấy nghìn năm nay chưa hề xuất thế chỉ thấy duy nhất có ghi lại trong sách cổ trương tiểu huynh phúc duyên thâm hậu không ngờ có được hai vật chí bảo của thế gian nhiếp hồn trương tiểu phàm sắc mặt đờ đẫn khe khẽ lẩm bẩm một câu đúng vậy vạn nhân vãn khuôn mặt đã khôi phục vẻ bình tĩnh nói trong cổ thư dị bảo thập thiên từng có ghi lại kỳ thiết trên trời rơi xuống chốn cửu u được u minh quỷ hỏa đốt cháy âm linh lệ phách để tôi luyện một nghìn năm mới nóng đỏ, một nghìn năm thành hình, một nghìn năm tụ khí quỷ lệ, một nghìn năm sau mới có khả năng nhiếp hồn, quả là một vật hung sát, người sống vốn không thể cầm được nó, không ngờ Trương Tiểu Huynh, khen. Một âm thanh trong trẻo vang lên, thanh thiêu hỏa côn màu đen trượt khỏi tay Trương Tiểu Phàm rơi xuống dưới đất, Trương Tiểu Phàm chân tay mềm nhũng, chỉ cảm thấy trong tim phiền muộn vô cùng, loạn choạng lùi lại mấy bước. Mắt dán chặt vào thanh thiêu hỏa côn luôn kề cận bên mình suốt mấy năm trời, miệng chẳng thể nói được câu nào. Vạn nhân vãn nhìn thần sắc kinh hãi của hắn, trên mặt đột nhiên thoáng hiện một nụ cười lạnh, nói, Trương Tiểu Huynh, ngươi sao vậy? Trương Tiểu Phàm cố gắng lắc đầu, gần như lời nói cũng cảm thấy vạn phần thống khổ, lẩm bẩm nói, tại sao, tại sao lại có thể như vậy, ta là thanh vân môn hạ, làm sao có thể sử dụng tà vật này được? Hắn lúc này cũng nhớ lại hôm đó dưới tử Linh Uyên, đám quái vật âm linh đó cũng e dè cây thiêu hỏa côn của hắn, chỉ sợ phần nhiều là do chúng sợ cây nhiếp hồn này. Vạn nhân vãn nhìn bộ dạng hắn, biết rằng gã thiếu niên này ở trong thanh vân môn đã lâu, chưa từng biết qua các việc trên thế gian, hôm nay bất ngờ gặp đại biện, dường như là rất hoang mang, chỉ là nhìn dáng điệu ông ta, dường như chẳng hề có ý muốn an ủi, chỉ lãnh đạm nói, tà vật. Ngươi nghĩ cái gì là tà vật? Trương Tiểu Phàm hình như có chút thất hồn lạc phách, trung trung nhìn thanh thiêu hỏa côn dưới đất nói, cái, cái thứ này không biết đã làm hại bao nhiêu sinh linh, không phải là tà vật sao?" Vạn Nhân vãn cười lạnh một tiếng, giết chết nhiều người thì là tà vật hả? Trương Tiểu Phàm gần như không cần suy nghĩ, đáp, "Đúng vậy." Vạn Nhân vãn trên mặt hiện lên nét nhạo báng, vẻ uy sát giữa hai chân mày dần dần lộ ra, toàn thân trông như biến đổi thành một con người khác, thế nhưng Trương Tiểu Phàm trong lòng đang tạp loạn nên không hề chú ý gì cả. Chỉ nghe Vạn Nhân vãn nói, "Xin hỏi các hạ, lợn được lợn cái?" lợn đen lợn trắng có phải là lợn không trương tiểu phàm không ngờ vạn nhân vãn đột nhiên phun ra câu đó ngạc nhiên nói tự nhiên là phải vạn nhân vãn lại hỏi thế sư tử tàn sát sơn dương mãnh hổ giết thỏ có coi là sinh linh không có phân được chính tà không trương tiểu phàm loáng thoáng cảm nhận được ý tứ ông ta muốn nói tuy nhiên trong lòng vẫn chưa thấy minh bạch chỉ nói đúng vạn nhân vãn hơn một tiếng nói vậy lại xin hỏi các hạ ngươi nói xem chính đạo tà đạo có phải là người không? Trương Tiểu Phàm ngẩn người ra một lát, trong lòng muốn phản bác, nhưng đến miệng thì chẳng phát ra được câu nào, lại chỉ nói được mỗi câu, đúng vậy, vạn nhân vãn sắc mặt nghiêm nghị, thâm trầm nhìn hắn, đến mức Trương Tiểu Phàm trong lòng thấy e ngại, chỉ nghe thấy ông ta chậm rãi nói, Trương Tiểu Huynh, thanh vân môn của ngươi có một vật danh vang thiên hạ, kỳ bảo trấn sơn nổi tiếng xưa nay, tru tiên cổ kiếm, người chắc có biết. Trương Tiểu Phàm đang nghe truyện trên TV audio CV lúc này tâm trạng gần như đã bị cho con người mới gặp lần đầu vạn nhân vãn này làm cho rối tung cả lên, cứ thế gật đầu đáp, biết, vạn nhân vãn khuôn mặt đột nhiên trầm xuống, giọng giận dữ nói, vậy ngươi có biết, tru tiên kiếm ấy trong cuộc đại chiến chính ma 800 năm trước, đã giết chết bao nhiêu sinh linh, đã làm hại bao nhiêu tính mạng không? Nếu nói trong thiên hạ ngày này, thế gian Pháp bảo giết người nhiều nhất, lệ khí nặng nề nhất chỉ sợ chẳng có thứ gì qua mặt được tru tiên cổ kiếm vốn được xưng tụng là thần minh của môn phái nhà ngươi. Trương Tiểu Phàm hai tay ù đi, không tự chủ được lùi lại đằng sau một bước, giống như bị người đàn trước mặt dán cho một quyền rất nặng, đồng thời, hắn dường như cảm thấy tại nơi sâu thẳm trong tim, loáng thoáng có điều gì đó, nơi mà từ nhỏ thần thánh cũng không thể xâm phạm được, giờ đây sau khi hồi âm thanh văn vẳng đó vang lên, lần đầu tiên xuất hiện những vết trạng nứt nho nhỏ, ánh mặt trời rực rỡ, từ phía trên cây đại thụ chiếu xuống xuyên quá đám lá cây rậm rạp làm thành rất nhiều điểm sáng nho nhỏ rơi trên mặt đất mỗi khi đám lá cây đu đưa thì lại khe khẽ nhảy nhót giống như một đứa trẻ nghịch ngợm tình cờ có mấy điểm sáng rơi trên người gã thiếu niên trương tiểu phàm đang quỳ trên mặt đất phía trước mặt là thanh thiêu hỏa côn nằm lặng lẽ trong bóng cây hiện ra vẻ xấu xí khó coi lời nói ấy của vạn nhân vãn về mặt ý tứ quả thật không có gì quá khác biệt so với điều Bích Giao đã nói bên trong không tan sơn hôn đó, thế nhưng khi do miệng ông ta nói ra, Trương Tiểu Phàm cảm thấy vô cùng khác biệt, nơi sâu thẳm trong lòng, lờ mờ có một thân ảnh, khe khẽ cười lạnh nói, ông ta nói đúng, ông ta nói đúng, vạn nhân vãn bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh, uống nốt chỗ trà sớm đã nguội lạnh, lão chủ quản trà già nua từ đàn xa bước lại chỗ đó đưa mắt nhìn, rồi lại quay đi. Hoàn toàn không biết trong lòng gã thiếu niên đang ngồi đó cơn giận đang trào dâng như những cơn sóng hung dữ, cũng không biết trôi qua bao lâu, sắc mặt của Trương Tiểu Phàm vốn đang từ vẻ lo lắng, vật lộn, thống khổ dần dần bình tĩnh trở lại, hắn chậm chậm đưa tay ra, nắm lấy thanh thiêu hỏa côn trên mặt đất, rồi đứng dậy đối diện với Vạn Nhân Vãn, lạnh lẽo nói: "Ngươi thực ra là ai?" Vạn Nhân Vãn lúc này cũng đã khôi phục lại phong cách tùy ý, sát khí vốn xuất hiện giữa hai chân mày đều đã biến mất, lạnh đạm cười khẽ trả lời: ta ư, ta là vạn nhân vãn, một kẻ phàm phu tục tử đi du lịch thiên hạ thế thôi. Trương Tiểu Phàm nhìn thẳng vào ông ta, từ từ nắm chặt thiêu hỏa côn trong tay, nói, phàm phu tục tử tại sao lại có thể biết nhiều chuyện như vậy? Người chẳng phải là yêu nhân của ma giáo sao, vạn nhân vãn chẳng hề phản ứng lại, chỉ nhìn hắn, vẫn lãnh đạm nói, việc phân rõ chính tà, đối với người mà nói, quả thật quan trọng vậy sao? Trương Tiểu Phàm hít thật sâu một hơi, nói chắc nịch, đúng. Vạn Nhân Vãn đột nhiên cười lạnh, hỏi đã như vậy, ngươi vì sao lại dùng tà vật vốn có nguồn gốc từ ma giáo? Trương Tiểu Phàm thân hình rung động, nhưng thần sắc cứng rắn, đáp: Thiêu Hỏa côn này có thể là một vật tà ma, nhưng ta dùng nó để trảm yêu trừ ma, đó là chính đạo, ta không hề thẹn với lương tâm, nó cũng giống như tru tiên cổ kiếm của môn phái chúng ta mà ngươi đã nói đến. Vạn Nhân Vãn hơi chút rối trí, từ từ đứng dậy, nhìn Trương Tiểu Phàm một lượt, giống như nhìn nhận lại con người này bên khóe miệng bất giác hiện ra một nét mỉm cười, nói, ngươi không ngờ có thể tự suy nghĩ đến mức đó, hiếm có, hiếm có, chỉ là cái thứ ý nghĩ này chẳng qua chỉ đúng với thanh vân của ngươi thôi, không dùng cho đại đa số người trong thiên hạ đâu. Trương Tiểu Phàm không hề lý gì đến, chỉ chầm chầm nhìn ông ta hỏi, ngươi thực ra là ai? Vạn nhân vãn không trả lời hắn mà hỏi ngược lại, ngươi đang nhắm hướng bắc mà đi, có phải muốn quay về thanh vân sơn của ngươi không? Trương Tiểu Phàm hơi ngạc nhiên, lại hỏi, ngươi có ý tứ gì? Vạn nhân vãn tủng tiểm cười, nói, ngươi vẫn không biết sao, ngày nay ma giáo đã lại cuộc khởi lần nữa, thế lực lan rất rộng, gần đây đã tụ họp trên Lưu Ba Sơn ở Đông Hải, thanh vân của người đã đi không ít người, cùng với các môn phái khác hội họp ở đó, sợ rằng đã có một trường đại chiến rồi, ngươi tại sao không đi mà xem? Trương Tiểu Phàm ngây ra một lúc, nói thật có chuyện đó. Nhưng hắn tức thì ngẩng đầu lên, trong miệng nói, điều đó chẳng quan hệ đến ta, ta hỏi lại ngươi một lần, lời chưa nói hết đã đứt ngang, đó là một công phu khiến người ta thất thần, vạn nhân vãn quả thật đã biến mất tựa như quỷ mị, thậm chí ông chủ quán trà ở đàng xa cũng chẳng thấy bóng dáng đâu cả, trong quán trà lẻ loi ấy, chỉ còn lại mỗi mình Trương Tiểu Phàm Trương Tiểu Phàm run run nhìn xung quanh, ngay dưới ánh mặt trời ban ngày, không hiểu tại sao, hắn vẫn cảm thấy ớn lạnh, hắn đứng nguyên đó một hồi lâu, cuối cùng thấy hắn cất bước, đi khỏi chỗ cây đại thụ, rồi nhằm hướng đông bỏ đi. Trương Tiểu Phàm bỏ đi chưa lâu, từ sau cây đại thụ xuất hiện ba bóng người, người đi đầu là vạn nhân vãn, một người là ông chủ quán trà, người còn lại là người sẽ khiến Trương Tiểu Phàm nhất định sẽ hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy, ma giáo thiếu nữ, bích giao. Vạn nhân vãn nhìn về hướng đông, khe khẽ gật gù, khóe miệng lộ ra nét mỉm cười, nói, gã thiếu niên này tính cách quốc cường, tâm trí kiên định, có mấy phần giống ta khi còn trẻ, ông chủ quán trà đứng bên cạnh ông ta, lúc này sớm đã không còn trong bộ dạng của một ông lão nữa hai mắt xạ tinh quang thần thái uy mãnh nói tông chủ vật hắn cầm trong tay vốn là trọng bảo của ma giáo chúng ta tại sao không lưu hắn lại vạn nhân vãn đối với việc bị người ta gọi là tông chủ thì hết sức thản nhiên chỉ lãnh đạm nói vệ huyết châu và nhiếp hồn chẳng biết vì lý do gì không ngờ đã bị tinh huyết của gã thiếu niên ấy dung hợp trở thành một vật huyết luyện ngoại trừ thiếu niên ấy ngày nay chẳng có ai khác có thể khu dụng pháp bảo ấy, chúng ta có chiếm lấy cũng vô dụng mà thôi. Bích Giao ở bên cạnh hứa lên một tiếng, nói, ta đã nói rồi hôm đó dưới tử linh uyên cây gậy đó trong cổ quái thế nào ấy, hóa ra là có lai lịch lớn như vậy. Vạn nhân vãn quay sang nhìn Bích Giao, thần sắc trên khuôn mặt vô cùng nhu hòa, nói, Bích Giao, con thấy gã thiếu niên ấy thế nào? Bích Giao mặt đỏ bừng, hờn dỗi nói, cha, hôm nay con nhường cho cha đấy. Vạn nhân vãn cười ha hả, rồi nói, gã thiếu niên ấy rất được, chỉ là từ bé đã nhiễm nặng cái thói của Thanh Vân Môn, muốn hắn ra nhập thánh giáo chúng ta, với bản tính quật cường của hắn, chỉ sợ khó khăn vô cùng. Bích giao sắc mặt tức thì ảm đạm, lặng lẽ thở dài, vạn nhân vãn đưa tay ra khe khẽ xoa đầu con gái, miễn cười nói, tuy vậy hắn đã giải khai được tâm sự chất chứa trong lòng con bao nhiêu năm, khiến cho cha con chúng ta lại hòa thuận, mối ân tình đó, chúng ta nhật định phải trả, bích dao thần sắc thay đổi, vui mừng hỏi cha cha có biện pháp vạn nhân vãn ngửa mặt nhìn trời cái uy thế từ từ tỏa ra chứng tỏ ông ta là một nhân vật nắm giữ quyền uy đã lâu thế nhưng không hiểu tại sao nhìn thần sắc của ông ta lại dường như có mấy phần bi sản chỉ nghe thấy ông ta chậm rãi nói cần phải cải biến cải biến tính cách con người đó mặc dù không dễ nhưng cũng không phải là không có biện pháp bích dao mặt mũi sung sướng vạn nhân vãn quay đầu nhìn vào mắt con gái rồi mỉm cười nét mặt đó giống hệt những người cha khác khi thấy con gái mình hạnh phúc. Bích Giao hân hoan vì nụ cười của cha, chẳng hề chú ý đến người ở bên cạnh đang nhíu mày, khẽ nói với vạn nhân vãn, tông chủ, chỉ là một tên tiểu tử vô danh của thanh vân môn, chúng ta có đáng hao tổn nhiều công sức như vậy không? Vạn nhân vãn lắc đầu đáp, gã thiếu niên ấy trong tay có pháp bảo đại hung chưa tùng có xưa nay, hơn nữa xem ra hắn lại có thể điều khiển một cách thoải mái. Tương lại nhất định không ở mãi trong ao tù đâu một nhân tài như vậy, nếu thu dụng được, nhất định sẽ giúp ích rất nhiều cho bá nghiệp của ta, vả lại chẳng cần nói thì hắn cũng sẽ đỡ cho cha con ta rất nhiều bận rộn. Bích Giao gật đầu lia lịa, nói đúng vậy, con hôm đó cũng đã nói với hắn, nếu hắn gia nhập thánh giáo chúng ta, cha nhất định xem trọng hắn, hắn lại không chịu nghe, vạn nhân vãn ngưng cười, hỏi, hắn tại sao không chịu nghe? Với tính cách của hắn, lại từ nhỏ ở Thanh Vân Môn đã lâu, sớm đã căm ghét thánh giáo chúng ta vô cùng. Mỗi tội, khà khà, vệ huyết châu và nhiếp hồn đều là vật chí hung trong thiên hạ, mặc dù ngày nay bị ngã thiếu niên ấy không biết bằng cách nào luyện thành huyết luyện pháp bảo, lệ khí ẩn vào trong không lộ ra ngoài, nhưng mang hai vật đại hung ấy bên cạnh, há chẳng bị ảnh hưởng sao. Theo ta thấy, gã thiếu niên ấy tu hành chưa sâu, sớm tối ở bên cạnh những vật đại hung ấy, lâu ngày sẽ bị lệ khí bên trong pháp bảo xâm nhập, tính tình tất nhiên thay đổi, trở nên hiếu sát. Đến lúc đó chính đạo tất không dung hắn, chúng ta lại thi hành một kế sách nhỏ, hắn không muốn gia nhập thánh giáo chúng ta cũng không được. Nói xong liền cười khanh khách, bích giao ngẩng người ra, tuy không nói ra nhưng nhất thời trong lòng vừa vui mừng lại vừa băng khoan lo lắng, cuối cùng chẳng nói câu nào, trung trung nhìn về phía đông, nhưng chỉ thấy ánh nắng rực rỡ, trời đang lúc chín ngọ, trên cổ đạo bóng dáng của gã thiếu niên ấy sớm đã mất dạng, trương tiểu phàm rời khỏi quán trà đó một thân một mình nhằm hướng đông mà đi. Lúc này đã đúng giờ ngọ, ánh nắng tràn ngập mặt đất, vượt qua sơn khu của không tan sơn là một cánh đồng màu mỡ, bát ngát và có đôi chút vết tích con người sinh sống. Chỉ có đúng một cổ đạo, không biết in dấu bao nhiêu vết chân của người xưa kẻ này, như một đường kẻ trên cánh đồng bằng phẳng ấy kéo dài về phía trước. Trương Tiểu Phàm không ngự không phi hành, một mình lặng lẽ bước đi trên cổ đạo, cuộc nói chuyện ban nãy với vạn nhân vãn quả là một cú đánh mạnh vào trong lòng hắn mặc dù lời nói của hắn khi ở trước mặt vạn nhân vãn thì chính nghĩa cứng rắn, nhưng giờ này phút này, khi chỉ có độc một mình, hắn không nén được tự hỏi bản thân, ta thực sự đúng sao? Thiêu hỏa côn màu đen vẫn yên lặng nằm sát bên hông hắn, lúc có lúc không, từ trên thân cây gậy truyền ra cảm giác lành lành. Bước đi, bước đi, bước đi, dưới bầu trời, trên cổ đạo, thiếu niêu trong lòng đầy tâm sự đột nhiên dừng bước, ngửa mặt nhìn trời, bầu trời xanh thẳm, cao vời vợi, nhìn thấy đúng là cao không thể với tới được. Trương Tiểu Phàm run run đứng nhìn, khóe miệng khe khẽ giật giật, chân mày chụm lại một chỗ, nhìn hướng lên bầu trời, dường như cũng là hướng về thâm tâm của ai đó, nói khẽ, con người sống ở trên đời, cuối cùng là vì cái gì chứ? Trên đường đi, Trương Tiểu Phàm màn trời chiếu đất, trên mình mặc dù chẳng có nhiều tiền bạc, nhưng khi đói thì bắt lấy giả điểu giả thỏ để ăn, mệt mỏi thì chọn lấy một gốc cây để nghỉ ngơi dù sao ngày trước trên đại trúc phong hắn đã từng trải qua khóa học chặt trúc thân thể cũng cường kiện vì vậy nên cũng không cảm thấy mệt nhọc kỳ thật nếu hắn ngự khởi thiêu hỏa côn rồi ngự không mà đi tự nhiên sẽ nhanh hơn rất nhiều nhưng không hiểu tại sao hắn lại không hề có ý như vậy luôn cảm thấy trong lòng phiền muộn luôn có một nỗi ám ảnh ràng rịt trong tâm trí nên thà cứ từ từ mà đi hy vọng sẽ làm rõ được những nghi vấn trong đầu mình nhưng nếu đề cập đến chỗ này Vấn đề trong lòng Trương Tiểu Phàm hiện giờ, một thiếu niên như hắn làm sao có thể hiểu rõ được, dù có nghĩ nát óc, hắn luôn cảm thấy những lời dạy dỗ của sư môn trước đây là bất khả xâm phạm, sinh ra phải đúng như vậy, tuyệt nhiên không thể sai được, nhưng lại nghĩ đến những lời nói của vãn nhân vãn, dường như cũng có mấy phần đạo lý, hắn chẳng biết đường nào mà lần, nên quả là cứ bối rối mãi không thôi, nếu đổi lại là người khác, chẳng hạn đổ tất thư lục sự huynh của hắn, thì sẽ cười láo cá một tiếng rồi gác chuyện đó ngay sang một bên dù sao ta là thanh vân môn hạ nên tự nhiên nghe theo lời nói của thanh vân môn nhưng nếu là đại sư huynh hắn tống đại nhân tính cách nghiêm khắc căn bản chẳng tin vào cái thứ gọi là tà ma ngoại đạo thậm chí việc nghĩ ngợi đến ý nghĩ đó cũng không thể có duy nhất trương tiểu phàm tính khí quật cường hơn ai hết gặp phải vấn đề gần như phủ nhận hoàn toàn niềm tin trước đây của bản thân thì cứ muốn suy nghĩ muốn hiểu cho rõ ràng cứ như vậy hắn vùi đầu trong những suy nghĩ đau khổ đi đã ba ngày nhưng vẫn chẳng nghĩ ra được kết quả gì ngày hôm nay trương tiểu phàm đột nhiên cảm thấy trên đường người bộ hành dần dần nhiều hơn liền ngưng mắt nhìn về phía đằng trước phía cuối cổ đạo có một thị trấn nhỏ trong quy mô mặc dù không lớn nhưng nằm trên cổ đạo này nên khả năng người cũng không ít trương tiểu phàm trong lòng vô cùng hoan hỉ tạm thời cũng muốn quên đi những nỗi phiền não suốt ba ngày đi đường vừa rồi chẳng thấy mấy bóng người lúc này nhìn thấy một tiểu trấn như vậy, cũng khiến cho con người tinh thần phấn chấn. Đi tới gần, nhìn thấy bên cạnh con đường dẫn vào trấn, có dựng một tấm bia đá, trên đó khắc ba chữ tiểu trì trấn, có lẽ đó là tên gọi của tiểu trấn này. Trương tiểu phàm thông dong tiến bước, chỉ nghe thấy tiếng người mỗi lúc một huyên náo, cổ đạo đi xuyên qua tiểu trấn này, bên đường có nhà cửa phòng ốc, cũng có một số cửa hiệu buôn bán nhưng chủ yếu vẫn là những người bán hàng trong bày sạp hàng ra ngay hai bên đường, đi dọc theo phố, Tiếng rao bán nghe liên miên bất tuyệt, đúng là một bức tranh sống động. Trương Tiểu Phàm đi trong đám đông, trên miệng dần nở nụ cười, hắn nhớ lại lúc còn sống ở thôn Thảo Miếu thời còn bé, tình cảnh cũng an án giống như vậy. Cuộc sống nhân gian, so với những năm tháng tu chân trên Thanh Vân Sơn, dường như cũng có chút tư vị khác biệt trong lòng. Đang 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 đang. Đúng lúc Trương Tiểu Phàm đang chìm ngập trong những hồi ức quá khứ, đột nhiên từ con đường phía trước mặt truyền đến một hồi thanh la vang dội, làm hắn giật nảy mình sau đó thấy dân trấn xung quanh ai nấy đều ra tăng cước bộ lục tục chạy về phía trước lại nghe thấy một vài người vừa chạy vừa nói chuyện chạy nhanh lên trưởng trấn triệu tập để nói chuyện ta thấy hình như có chuyện gì thì phải đúng rồi nghe nói tối qua trưởng trấn và lý bảo trưởng phạm tú tài bọn họ đã thương lượng suốt cả đêm không biết thương lượng có đưa ra được biện pháp nào không hy vọng là có biện pháp nếu không thì hôm nay chẳng có cách nào qua được trương tiểu phàm nghe thấy thế đổi lòng hiếu kỳ liền cũng hòa theo dòng người chạy về phía trước chỉ thấy dòng người lục tục kéo đến chẳng bao lâu sau đã có hai ba trăm người vây xung quanh một cái thạch đài ở giữa trấn trương tiểu phàm đứng trong đám đông hướng mắt nhìn về phía trung tâm chỉ thấy cái đài đó cao ngang lưng người trông khá bằng phẳng phía trên có ba người đang đứng hai già một trẻ chắc là ba người nghe nói lúc nãy trấn trưởng lý bảo trưởng và phạm tú tài trông thấy mọi người đến đã đông một người lớn tuổi nhất trong ba người trên thạch đài tiến ra đưa tay vẫy vẫy đám người ở phía dưới, tức thì đám dân trong trấn dần dần yên lặng, đến khi xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, lão nhân đó nhìn xung quanh một lượt, giọng trầm trọng nói, chư vị hương thân, hôm nay triệu tập mọi người đến đây, chắc hẳn mọi người cũng đều đã biết vì chuyện gì, từ ba tháng trước, yêu nghiệt chiếm lấy hắc thạch động cách trấn ta mười dặm, từ đó liên tục quấy nhiễu bản trấn, đến một tháng gần đây, lại càng hoành hành hơn. Tối nào cũng cướp bóc trâu bò da cầm vô số, hơn nửa ba ngày trước đây cha con họ Vương vì con trâu cuối cùng trong nhà nên đã phản kháng lại, không ngờ bị. Ôi, bất hạnh bị chết dưới tay yêu nghiệt ấy, đám dân xung quanh đông loạt thở dài, một số ít người còn buộc miệng chửi bới. Trương Tiểu Phàm trong lòng đã minh bạch quá nữa, nhưng vẫn chưa biết yêu nghiệt ấy cuối cùng là cái thứ gì. Lúc này lại nghe Trấn Trưởng nói, lão phu thân là Trấn Trưởng, nhưng lại không thể bảo vệ sự bình an cho Trấn, thực vô cùng hổ thẹn tối qua sau khi bàn bạc với Lý Bảo Trưởng và Phạm Tú Tài, thấy rằng vì yêu nghiệt không giống chúng ta, lẽ nào chúng ta lại trông chờ vào sức người thường để chống lại, chi bằng dáng cáo thị, mời mấy người cao nhân tu đạo đến trừ yêu, chi phí cho việc đó, rất mong chư vị cùng nhau đóng góp, ông ta nói xong, đám dân dưới đài nhau nhau tiếp lời, trấn trưởng nói có lý, phải mời cao nhân đến bắt yêu, còn chần trừ nữa. Chỉ sợ chúng ta đều bị yêu nghiệt ăn thịt hết cả, vậy còn lo lắng đến tiền nông làm gì? đúng đúng ba người trên đài thấy dân chúng đều đồng ý trấn trưởng dường như cũng thở vào nhẹ nhõm nói vì vậy tối qua ta cũng đã yêu cầu phạm tú tài viết bản cáo thị giờ sẽ đem nó dán lên nói xong quay sang gật gật đầu với người trẻ tuổi có bộ dạng tú tài tú tài đó lập tức đáp lời lấy từ trong ngực ra một tờ giấy trắng trên đó có ghi mấy chữ rồi đi xuống dưới thạch đài đem dán lên trên bức tường gạch cao ở bên cạnh dân trấn lập tức vây quanh Trương Tiểu Phàm cũng đi theo để xem, chỉ thấy trên tờ giấy đó có ghi, hiện nay yêu nghiệt hồ ly ba đuôi, ở trong hắc thạch động cách trấn 10 dặm, ngày trốn đêm ra, quấy nhiễu bản trấn, cướp bóc da cầm trâu bò, lại hại cả người, yêu pháp vô cùng lợi hại, nay đặt thỉnh hữu đạo cao nhân, vì dân mà trừ hại, tiểu trì trấn nguyện dân 520 lượng bạc để tạ ơn. Trương Tiểu Phàm mắt trông thấy dân tiểu trì trấn đóng góp khoản tiền đó, tai nghe thấy dân chúng xung quanh ai nấy đều biểu lộ vẻ tán đồng hắn do dự một lát, cũng muốn làm một việc thiện, nhưng nghĩ đến lời nói ban nãy của trấn trưởng với dân chúng, thì sợ rằng yêu nghiệt này lợi hại vô cùng, bản thân pháp lực thấp kém, đánh không lại yêu nghiệt chỉ là chuyện nhỏ, nhưng không cẩn thận sẽ mất mạng làm hại đến thể diện sư môn, trách nhiệm đó hắn gánh vách không nổi, hắn đang trù trừ do dự, bỗng nghe thấy dân chúng xung quanh đột nhiên ồn ào huyên náo, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, tức thì vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy một đại hán to lớn từ phía bên ngoài đang bước đến, Tới chỗ đó, chỉ dùng tay phất nhẹ một cái, đám đông như nước rẽ hết cả sang hai bên. Đợi đại hán to lớn đó đi đến gần, Trương Tiểu Phàm quan sát thật kỹ, chỉ thấy người này xem ra tuổi cũng không cao, cùng lắm chỉ trên dưới 20, lông mày rậm mắt to, mặt vuông tai rộng, kết hợp với vóc dáng to lớn kinh nhân của người đó làm toát ra một khí thế uy mãnh. Trong đám đông, người cao nhất cũng chỉ đứng đến ngang vai hắn ta, khí thế đúng là như hạt giữa bầy gà chỉ thấy người đó bước dài mấy bước đến bên bức tường, xem xét kỹ càng bản cáo thị một lượt, chẳng nói năng câu nào, bất ngờ cầm xé toạt nó ra, trong đám đông vang lên những hô kinh ngạc, đại hán to lớn ấy xoay mình lại, quét mắt nhìn đám người xung quanh, tức thì đám trấn dân im bặt cả lại, chỉ nghe đại hán to lớn ấy giọng ồm ồm nói, ta là thạch đầu truyền nhân duy nhất của kim cương môn môn chủ đại lực tôn giả, phụng sư mệnh ra ngoài tu hành, hôm nay đến đây, vì chư vị mà làm một việc công đức. Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên, lục tìm khắp trong đầu, cũng chưa từng nghe nói đến môn phái tu chân nào là kim cương môn. Mọi người xung quanh đều dán mắt vào người đó, lúc này đám người trấn trưởng cũng vội vã bước lại, đến trước mặt của đại hán to lớn tự xưng là thạch đầu ấy, trấn trưởng thận trọng nói vị, tráng sĩ này, yêu nghiệt đó thập phần lợi hại, trừ phi, khụ khụ, trừ phi khí lực mạnh mẽ thì còn khả dĩ, bằng không sẽ nguy hiểm đến tính mạng, ngài đã nghĩ kỹ chưa? Đại hán to lớn ấy gật gật đầu, nhìn trấn trưởng, rồi ồn ồn nói, ông không tin tưởng ta sao? Trấn trưởng bị con mắt to lớn của người đó nhìn chồng chọc, trong lòng bất giác có chút run sợ, lập tức gãi đầu nói, không, không có, ta chỉ muốn nhắc nhở ngài thôi. Đại hán to lớn quay đầu nhìn xung quanh, giây lát sau, ánh mắt dừng lại tại bức tường gạch dáng cáo thị, bức tường kia các người dùng để làm gì? Trấn trưởng bối rối giây lát, ngạc nhiên nói, bình thường chỗ đó cũng chẳng dùng làm gì cả, chỉ là để dán cáo thị mà thôi đại hán to lớn tên gọi thạch đầu ấy cười ha hả, đột nhiên quát to một tiếng, tránh ra, thanh âm như sấm, trương tiểu phàm trong tai thình lình vang lên những tiếng kêu vo vo, chẳng cần phải nói những người dân khác, ai nấy mặt mày thất sắc, chưa đầy một khắc, nhanh chóng dạt hết cả ra tạo thành một khoảng trống lớn, trên đó chỉ có mình đại hán to lớn đó đứng, chỉ thấy người đó ngưng mi hoành thủ, đột nhiên chân phải đạp mạnh xuống đất, đơn thủ kết ấn, miệng lẩm nhẩm đọc mấy câu chú ngắn, rồi hô to một tiếng lên, ào một trận cuồng phong thình lình xuất hiện quanh người hắn ta, trích lên bên tai mọi người, gần như khiến người ta không đứng vững. Mọi người thất sắc, thối lui liền mấy bước, chỉ thấy kim quang tràn ngập, đại hán to lớn ấy đã oai vệ tế xuất một thanh lan nha bổng to lớn toàn thân màu vàng, nằm ngang trên không trung, kim quang rực rỡ, bên trên có khắc hai chữ phá sát, trong ra có vài phần trang nghiêm. Mọi người lập tức hoang hô, Trương Tiểu Phàm đứng trong đám đông, cao mày, hắn năm đó được phổ trí truyền cho đại phạm bát nhã, mấy năm gần đây mặc dù không ai chỉ dạy, nhưng bản thân vào lúc đêm tối tu tập không hề trễ nải, đối với pháp môn tu chân của Phật môn hắn cũng hiểu đôi chút, nhìn thấy đại hán to lớn tên gọi thạch đầu tế xuất cây lan nha bổng, sắc vàng trang nghiêm lại trong thế tay thi pháp của hắn ta, có vài phần giống với phổ trí năm đó, chỉ sợ hẳn là có cùng gốc các Phật môn tu chân. Cây lan nha bổng màu vàng kim quang rực rỡ ấy, cực kỳ to lớn nhìn dường như còn to hơn chủ nhân của nó một chút, lúc này đang bị thạch đầu cầm giữ trên không trung, kim Quang đại thịnh, chỉ thấy thạch đầu đảo đôi mắt, pháp quyết chỉ ra một cái, lan nha bỗng trên không rít lên một tiếng, đâm đầu giả xuống, mọi người kêu lên kinh hãi, huỳnh huỳnh, trong âm thanh vang dội bui bay mù mịt, bức tường vốn đang nguyên đang lành, dây lát, dưới pháp lực của hắn ta, đã vụn ra như cám, hoa. Đám trấn dân có mặt sửng sốt chưa từng thấy, sau đó ai nấy mặt mũi hớn hở đại hán to lớn ấy có pháp lực mạnh mẽ như vậy việc diệt trừ con hồ ly ba đuôi đó tự nhiên rất dễ dàng trấn trưởng là người đầu tiên bước lại miệng cười ha hả không thôi nói thạch đầu tráng sĩ giỏi quá việc này xin nhờ tráng sĩ thạch đầu gật đầu trấn trưởng cúi xuống vái một vái trên mặt đột nhiên thoáng có chút do dự rồi lập tức nói chỉ có một chuyện hy vọng thạch tráng sĩ có thể hiểu cho tráng hán tên gọi thạch đầu ấy lời ăn tiếng nói sang sảng lúc này vẫn nói bằng giọng đó, lão nhân gia xin cứ nói, trấn trưởng liền nói, về phần khoản thù lao đó, bởi vì đều là tiền mồ hôi nước mắt của dân trong trấn, sở dĩ hy vọng bậc tráng sĩ sau khi trừ yêu nghiệt xong, sẽ lại, không ngờ thạch đầu nghe đến đó, liền xua tay nói, không phải cúng lên thế, ta trước khi xuất môn, sư phụ đã ra lệnh cho ta, chúng ta là nhân sĩ chính đạo, nếu gặp yêu nghiệt gây hại, thì vì nghĩa không được từ nang mà phải đem thân ra gánh vách, xem việc cọ sát bản thân là việc tu hành. Về chuyện tiền nông gì đó, bất tất nói lại làm gì, mọi người chỉ cần cho ta ăn no một bữa, ta ăn no rồi sẽ có khí lực để trừ yêu. Trấn trưởng nghe vậy vui vẻ vô cùng, có được tiện nghi như vậy, tự nhiên còn gì tốt hơn, lập tức nói liền một mạch, điều đó tự nhiên là được, tự nhiên là được, mời tráng sĩ theo ta, nhất định sẽ làm tráng sĩ hài lòng. Trương Tiểu Phàm ở bên cạnh nghe thấy lời nói của thạch đầu, trong lòng không hiểu tại sao, kích động vô cùng, lập tức thấy hổ thẹn, chỉ cảm thấy ngày trước sư phụ sư nương cũng đã từng giáo đạo đồng môn sư huynh đệ, lúc gặp bất cứ chuyện gì, bản thân sợ sệt không dám hành động, thì đúng là đã làm mất mặt sư phụ, nghĩ đến đạo lý ấy, hắn nhiệt huyết dân trào, chỉ cảm thấy bản thân cũng là danh môn chính phái, há có thể không quan tâm đến chuyện này sao, nghĩ vậy rồi muốn bước ra mở miệng nói rõ thân phận, và cùng với thạch đầu đi diệt trừ yêu nghiệt. Không ngờ chân hắn chưa nhấc lên nổi ba phần, chỉ mới nhấc khỏi mặt đất một chút đột nhiên nghe thấy bên cạnh mình có một giọng nói mang theo mấy phần lo lắng mấy phần nôn nóng a à, vị tiểu ca này trên đầu có mây đen ấn đường hơi tối trên mặt có tử khí đại sự không được tốt lắm trương tiểu phàm vốn dĩ lòng đầy tâm sự lời nói mới đến ngang cổ họng đúng lúc muốn nói ra mấy lời để làm một việc chính nghĩa đột ngột bị người ta nói vào tai mấy câu đó kinh hãi dây lát vội vã nén lời Chẳng hề chú ý dưới chân nên bị loạn choạng một bước, đạp nhầm sang chỗ khác, không ngờ dẫm trúng một đống phân chó. Cái đống ấy chẳng hề nhỏ, Trương Tiêu phàm vội nhảy dựng lên, nhưng nhận thấy dưới chân mùi bốc mùi xú uế, mặc dù còn cách một lớp đế dày, vậy mà trong lòng vẫn thấy kinh tởm, cảm giác toàn thân run lên. Hắn tức giận quay ngoắt đầu lại, muốn xem người nói câu đó là ai. Chỉ thấy một ông lão đứng bên cạnh mình, râu tóc bạc phơ, khuôn mặt hoàn toàn tầm thường không ngờ nhìn lại có mấy phần tiên phong hạt cốt, có dáng dấp của một cao nhân đắc đạo, khiến người ta mới nhìn qua đã có mấy phần kính trọng. Bên cạnh lão nhân còn có một tiểu nữ hài khoảng 7-8 tuổi, trên đầu có hai biếm tóc vẽ ngược lên trời, bẩm sinh hoạt bát khả ái, trên tay cầm một cây kẹo đường, đang ăn một cách thích thú. Trương tiểu phàm nhất thời bị phong thái của lão nhân đó trấn trụ, thành ra những lời sĩ vả chẳng thể nói ra miệng, đúng lúc đang định nói điều gì đó, nhưng chỉ thấy lão nhân đó nhìn xuống dưới chân hắn, không những không có vẻ gì hối tiếc, mà vẻ mặt còn tỏ ra rất khẩn cấp, nói ngươi xem, ngươi xem, đó không phải là điềm rất đáng kể là gì. Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên hỏi, cái gì? Lão nhân nhìn hắn, thật thà nói, ngươi chưa từng nghe câu nói thông tục, dẫm phải phân chó, vận đen bức thân, mười người chết chín, bất hạnh đầy trời. Trương Tiểu Phàm cứng miệng, rồi run run nói, chưa từng nghe, trước đây ta chỉ nghe sư huynh nói qua, khi một người gặp vận đạo cực tốt, mọi người có thể nói anh ta dẫm phải phân chó nên vận đến. Lão nhân ngây người ra một lúc, rồi lắc đầu quầy quậy nói, hồ đồ, hồ đồ, đúng là chuyện vơ vẩn. Trương Tiểu Phàm hỏi, tại sao vậy? Lão nhân giải thích bởi vì nói vậy thì ngươi bình thường có cố ý dẫm vào phân chó không? Trương Tiểu Phàm giật mình, nghĩ đến ngày trước khi ở trên đại trúc phong, do thân phận mình nhỏ nhất, nên thường phải làm mấy việc bẩn thiểu, và sư phụ điền bất dịch có nuôi nuôi con chó đại hoàng rất to lập tức lắc đầu quầy quậy lão nhân gật cù hỏi tiếp ngươi có nhìn thấy người khác cố ý dẫm vào phân chó chưa trương tiểu phàm lắc đầu đáp ở đâu mà có chuyện đó đúng rồi lão nhân đó vỗ tay nói nếu đúng phân chó mang lại vận may há mọi người lại tránh né sao vả lại phân chó là vật ô bế cực lâu xuống khí ngập trời mọi người nghe tẩm, chẳng may dẫm phải khó nói không gặp vận rủi ngược lại chẳng có gì may mắn. Trương Tiểu Phàm nghe một lúc, cảm thấy câu nói đó rất có đạo lý, lại thấy lúc nãy bản thân quả thật sai lầm, lại nghĩ đến lời nói ban nãy của lão nhân, đúng là nói ra những điều làm người ta kinh sợ, không kìm được đổ mồi hôi lạnh, nói, lão nhân gia ban nãy nói ta, lão nhân đó nhíu chặt đôi mày, nhìn Trương Tiểu Phàm một lượt khiến Trương Tiểu Phàm trong lòng rối tung lên, rồi cuối cùng nói, hình như ngươi quả nhiên có tai nạn đại hung, tốt hơn là mời đi đến bên kia đợi ta xem tướng cho ngươi, thế nào, xem tướng. Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên, bây giờ hắn mới chú ý đến cây gậy tre lão nhân đang cầm trên tay, bên trên có treo một tấm vải trắng, có viết bốn chữ, tiên nhân chỉ lộ, vốn dĩ chỉ là coi tướng đoán mệnh, tuy nói như vậy nhưng Trương Tiểu Phàm trong lòng chẳng hề có ý dám kinh thường, nguyên nhân không phải là hắn, năm xưa Thanh Vân Tổ Sư sáng lập ra Thanh Vân Môn, cũng đã từng là một tướng sư giang hồ, đương nhiên bây giờ trong thanh vân môn không có ai theo nghiệp này nhưng thanh vân đối với tướng sư thập phần thân thiện nếu không thì há chẳng khi sư diệt tổ sao trương tiểu phàm do dự một chút nhưng nhận thấy rằng trong lúc hắn và lão nhân đó nói chuyện đám dân trong trấn đã bao quanh đại hán to lớn tên gọi thạch đầu rồi đã đi xa rồi hắn lập tức trấn tĩnh tinh thần trong lòng muốn trước hết để lão nhân đó xem cho một lượt cũng không có gì là không nên dù sao ban nãy trấn trưởng cũng đã nói muốn mời đại hán to lớn ấy ăn no rồi mới đi trừ yêu xem ra vẫn còn thời gian nghĩ đến đây hắn quay đầu lại nhìn lão đầu đó nói được phiền lão nhân gia xem tướng giúp ta lão đầu ấy cười ha hả lấy tay chỉ vào một cây đại thụ ở bên đường nói chúng ta đến chỗ đó nói chuyện nhé nói xong quay mình bước đi trương tiểu phàm đang đinh đi theo đột nhiên nghe thấy bên mình có một giọng nói trong trẻo đại ca ca trương tiểu phàm ngẩn người nhìn thấy tiểu nữ hài ban nãy đứng bên cạnh lão đầu ăn kẹo đường, lúc này chẳng hiểu vì sao cất tiếng gọi hắn. Trương Tiểu Phàm nhìn thấy khuôn mặt hồng hào của cô bé vô cùng khả ái, thì mỉm cười cúi xuống hỏi, có chuyện gì thế, tiểu muội muội? Cô gái nhỏ ấy khóe miệng chóp chết, phun ra mấy cái hạt, nhìn Trương Tiểu Phàm, trên mặt cười nhăn nhó, nói, dưới chân người có phân chó, rất là thối. À. Trương Tiểu Phàm tức thì mặt mũi đỏ bừng, nhảy vội lên, vẫy vẫy chân thật mạnh, cố vũ bỏ quế vật dính trên giày. Tiểu nữ hài ấy nhìn dáng điệu chật vật của hắn, khẽ cười a ha, rồi quay mình, nhảy nhót đi đến đứng dưới bóng cây bên cạnh lão nhân đó. Phải khó khăn lắm mới rũ bỏ được chất bẩn dính vào chân, Trương Tiểu Phàm lúc đó mới quay đầu lại, chỉ nhìn thấy tiểu hài nữ đó đã đi đến bên lão nhân, lúc này đang nói nhỏ với lão nhân điều gì đó. Lão nhân lắng nghe, khẽ gật đầu, khóe miệng mỉm cười, Trương Tiểu Phàm mặt đỏ lên, không biết hai người đằng kia đang đùa cợt gì hắn, lưỡng lự bước tới hỏi lão tiên sinh xin hỏi vừa rồi nói tôi sắp gặp đại hung điều đó có nghĩa gì lão nhân nheo mắt nhìn vào hai mắt hắn mỉm cười đáp tiểu huynh đệ thiên đình đầy đặn nhưng hai má hơi gầy chắc chắn không phải là người sống trong phú quý phải chăng trương tiểu phàm trong lòng đột nhiên thấy tin tưởng ông ta đến ba bốn phần gật đầu thốt lão tiên sinh nói phải lắm tôi xuất thân từ gia đình nông dân lão nhân nở một nụ cười khẽ vỗ vỗ nhẹ vào áo choàng vẻ mặt bình thản lão phu cũng thấy lông mày cậu dày, trầm, và thẳng, nhưng phía cuối lông mày bên phải có một nốt ruồi nhỏ. Đây là chỗ chủ về cha mẹ, sợ rằng song thân cậu không còn tại thế, trương tiểu phàm giật mình, trong mắt tin tưởng thêm ba phần nữa, lại gật đầu lão tiên sinh quả thật có tuệ nhãn, song thân đã mất từ hồi tôi còn niên thiếu, lão già lại mỉm cười, nói mạo mùi hỏi tiểu huynh để có thể cho lão phu xem tay được không. Trương Tiểu Phàm lúc này đã tin tưởng đến bảy, tám phần, nghe nói liền đưa tay ra. Lão nhân vừa định xem thì tiểu hài nữ ở bên cạnh bỗng nhiên xòe một tay ra nắm lấy tay hắn, trương tiểu phàm giật mình, cô gái nhỏ này định học gia da của mình chăng? Chỉ thấy cô cười ha ha rồi chạy đi, để lại trên tay hắn vài viên kẹo trơn dính, rất là khó chịu, trương tiểu phàm không đuổi theo, ngay người dây lát, nhưng đối với trẻ con lại không thể mở miệng thoá mạ, tự cho rằng mình không gặp may. Lão nhân mỉm cười đưa cho hắn chiếc khăn lau, cháu gái lão phu nghịch quá tiểu huynh đệ đừng trách trương tiểu phàm cười khổ lấy khăn lau sạch tay xong ngoảnh đầu lên đã thấy lão nhân và cháu gái đang cười cười nói nói với nhau không biết lại nói chuyện gì nữa đây lão nhân ngó thấy trương tiểu phàm đang nhìn mình cười vui vẻ nói tốt rồi hãy để lão phu xem chỉ tay cho tiểu huynh đệ trương tiểu phàm tuân lời đưa tay cho lão nhưng mắt vẫn nhìn thẳng vào tiểu hài nữ sợ bị trêu lần nữa nhưng tiểu nữ đó giờ lại rất yên lặng chỉ đứng đó nhìn hắn cười cũng không hiểu là cười hắn điều gì lão nhân nhìn vào tay hắn bỗng nhiên thần sắc biến đổi ồ trương tiểu phàm thất kinh hỏi có chuyện gì sao lão nhân cũng không nói nhiều chỉ vào lòng tay trương tiểu phàm đáp tiểu huynh đệ cậu có nhìn thấy đường bản mệnh này không trương tiểu phàm nhìn xuống tự nhiên là không biết có gì bí ẩn ngây ngô thốt gì cơ lão nhân thần sắc nghiêm trọng đáp lão phu nhìn đường bản mệnh của cậu không giống với người bình thường bắt đầu từ chỗ này sau đó một đường bị đứt điều đó cho thấy thời niên thiếu của cậu chắc chắn trải qua một trường đại nạn chỗ đức rất sâu chứng tỏ còn ảnh hưởng đến cả thân nhân đường sống không rõ ràng nhìn vào đó chỉ sợ lệnh tôn và lệnh đường đã qua đời ở trường kiếp nạn này trương tiểu phàm trong lòng đau đớn lúc này đã hoàn toàn tin tưởng vào lão nhân xe miệng nói lão tiên sinh thật là còn hơn cả thần tiên lời nói không hề sai trật lão nhân thở dài tức khắc trả lời nguyên gặp đại nạn lại thoát ra được cậu bản mệnh có phúc ở chỗ này thiếu nét chính là tướng ngọc tân cách tiếp nối đường bản mệnh của cậu vậy mới nói trong hung có phúc trương tiểu phàm lúc này trong tâm lại hiện lên hình ảnh của phổ trí im lặng hồi lâu cắn chặt răng lại vừa nãy lão tiên sinh nói tôi sẽ gặp đại nạn không hiểu họa phúc thế nào xin được nghe thêm lão nhân cười nhẹ tự nhiên ho lên hai tiếng đáp lời điều này điều này trương tiểu phàm ngạc nhiên hỏi thế nào lão tiên sinh lão nhân cười cười thốt không cần tiểu huynh để phải hỏi lão phu đương nhiên phải nói, chỉ là ngày xưa đã định, phải có quy củ, xem tướng phải thu tiền, nên, trương tiểu phàm tỉnh ngộ lão tiên sinh hãy nói rõ, phải hết bao nhiêu tiền, lão nhân mỉm cười nhìn hắn đáp lời, 12 lạng bạc, trương tiểu phàm đang định thò tay vào túi, nghe xong, thốt đắt quá nhỉ, nhưng tôi chỉ có cả thảy 42 phân bạc thôi, lão nhân khẽ nhíu mày, tiếp ngay lời không sao, không sao, lão phu và tiểu huynh đệ cũng được coi là có duyên, có gì cũng phải tương trợ cho nhau thôi." Trương Tiểu Phàm trong lòng cảm kích vạn phần, không kể đến việc sau này không có tiền để dùng, ngay lập tức đưa hết 42 phân bạc cho lão nhân. Lão nhân thu tiền, chỉnh lại sắc mặt, cẩn thận nhìn vào khuôn mặt Tiểu Phàm, nói: "Tiểu huynh đệ, ta thấy ấn đường cậu có màu đen, hắc khí hiển hiện, chắc chắn vận đạo không tốt, tiền đồ sắp tới sẽ gặp khó khăn và nguy hiểm, chẳng thà tự quay về, như vậy mọi hung kiếp đều được hóa giải hết." Trương Tiểu Phàm giật mình hỏi phải làm thế ư? Lão nhân gật đầu, không thể khác được. Trương Tiểu Phàm suy tư đáp, "Nhưng tôi có việc gấp phải đi về Hướng Đông." Lão nhân khuyên nhủ, "Tiểu huynh đệ, có điều gì quan trọng hơn mạng sống của mình? Quay về đi thôi." Nói xong, hai tay lão chấp lại giang hồ gặp gỡ, quả là có duyên, hôm nay chia tay, có ngày gặp lại, chúng ta xa nhau ở đây." Trương Tiểu Phàm nhíu chặt đôi mày, thẫn thờ gật gật đầu, nhìn theo bóng một già một trẻ đi xa dần đứng được ở chỗ bao người đang đi lại, dường như mất hết phương hướng, chẳng biết đi đâu. Ngay khi đi khuất sau góc phố, lão nhân và tiểu hài nữ lập tức ẩn thân, ngoảnh đầu lại quan sát chỗ trương tiểu phàm đứng, chỉ thấy chàng trai đó ở giữa dòng người qua lại, nét mặt thẫn thờ, một lúc lâu sau mới chuyển thân mình đi thẳng về phía trước, ha ha. Thế là có 42 phân bạc vào tay lão nhân đột nhiên thay đổi thái độ, thò tay vào túi lấy tiền ra cẩn thận ngắm nhìn, miệng không ngớt mỉm cười, tiểu hài nữ nét trấn tĩnh, mắt nhìn lão nhân hỏi gia gia, người làm sao kiếm tiền được vậy? Lão nhân vẫn mỉm cười, cất tiền đi, ngoảnh nhìn tiểu hài nữ tiểu hoàng, ta đúng là không phải sống vô vọng khi có đứa cháu thế này, chưa đến 10 tuổi, không ngờ có thể đọc được quá khứ của người, chịu khó học hỏi, nhất định sẽ thành một nhân tài kiệt xuất trong giới tướng học của ta. Tiểu hài nữ được gọi là tiểu hoàng chán nản đáp lời những quyển sách thô thiển đó có gì mà khó hiểu, rõ ràng là ông hàng ngày chẳng chịu khó nghiên cứu. Không ngờ vẫn giảng giải ý nghĩa được, nguyên là trong hai người này, người thực sự biết được chuyện của Tiểu Phàm là tiểu hài nữ, chỉ trong vài phút đã biết được về tướng mệnh của hắn, rồi nói lại với gia gia của mình. Lão nhân hiển nhiên rất sủng ái tôn nữ, bị cháu gái châm chọc cũng không hề phật ý, cười nói cháu không nên khinh thường mấy quyển sách tướng số gia gia đưa cho cháu, mệnh lý cử toán và ngọc trụ tướng học là từ lão tổ sư Thanh Vân của chúng ta truyền lại, cũng là cháu vốn thông minh. Đối với tướng học lại có tài năng thiên phú, nếu là người thường, ha ha chẳng hạn như gia gia, dù có nghiên cứu cả đời cũng không hiểu được. Tiểu Hoàng dẫu môi, ngoảnh đầu thì không còn thấy bóng tiểu phàm đâu, quay lại hỏi vừa rồi ông nói tiền đồ hắn rất khó khăn và nguy hiểm, thế nghĩa là thế nào? Lão nhân lại cười đáp hiển nhiên là ta lừa gạt hắn rồi, thế cháu nhìn tướng mạo hắn thế nào, có thật sự sẽ gặp tai họa không? Tiểu Hoàng lắc đầu nói cháu chỉ có thể xem tiền vận của người ta còn về hậu vận chỉ biết sơ sơ một chút thôi không thể xem rõ được lão nhân gật đầu tốt xem được tiền vận của người ta là nói được những cái đã xảy ra rồi không thể nói bừa được hậu vận là những thứ chưa đến chưa biết chưa định rõ là cảnh giới tối cao của môn tướng học chúng ta đâu có dễ đàn xem được như vậy tiểu hoàng nhún vai vừa bước đi cùng với gia gia vừa nói tuy nhiên theo con thấy hắn ta sắc mặt mệnh lý dường như thập phần quỷ dị đó là kiểu mệnh số vô cùng khó đoán loạn ma mệnh mà trong sách tướng có nói đến tướng này rất hiếm khi gặp kệ gã đó đi tiền đã vào tay rồi lại đây gia gia đưa ngươi đi ăn khoan đã gia gia người vừa nói về tổ sư thanh vân tử của mình thường thì gia gia không nói chúng ta với thanh vân môn là đồng tông tại sao chúng ta không nhận thanh vân môn với địa vị hiện tại của họ thêm vào thứ bậc của gia gia chẳng nổi tiếng oai phong hơn sao gia gia định liệu thế nào hừ lão nhân khẽ hoảng sợ nhìn quanh thấy không ai chú ý tới mình hạ giọng nói nhỏ tiểu nha đầu ngươi biết gì thanh vân môn giờ là một đại phái tu chân vang danh thiên hạ cái chúng ta có chỉ là một chút ít ỏi kiến thức tướng học ban đầu của tổ sư từ xa xưa nay tới nhận đồng tông chỉ sợ sẽ bị họ coi là mạo nhận lừa đảo để dựa dẫm vào thanh vân môn để hai trăm năm nữa thì may ra lão lại mỉm cười vẻ mặt trở lại đạo mạo giống như lúc nãy nói chuyện với tiểu phàm rất tiên phong đạo cốt ta Chu Nhất Tiên há lại là kẻ sống nhờ vào thế lực của người sao? Tiểu Hoàng cười nói: Gia da, không ngờ người cũng có phong thái này, thật sự rất khó. A, à, lời chưa kịp nói hết, thốt nhiên thấy Chu Nhất Tiên mắt sáng lên, bước vội đuổi theo một một phu nhân khuôn mặt đẩy đà, người đeo đầy trang sức vàng bạc, nghiêm mặt nói: Phu nhân, lão thấy sách diện phu nhân mây đen bao phủ, ấn đường đầy hắc khí, mặt có tử khí, đại sự thật không tốt. Để lão xem qua bản mệnh cho phu nhân thấy thế nào. Tiểu Hoàng không nhịn được bật cười, nhưng nhìn thấy Gia Gia liên tục kính đáo nháy mắt, buộc lòng bước tới, trưng ra dáng vẻ ngây thơ đáng yêu, cẩn thận nhìn vào sắc diện phu nhân giàu có ấy. Trương Tiểu Phàm cứ đi trên đường, vô tình đã đi ra khỏi tiểu trấn, nhưng do mất thời gian nán lại trò chuyện, vả lại bản thân hắn cũng có tâm sự, giờ mới nhận ra rằng chiều đã hoàng hôn. Tịch Dương in lên chân trời một tráng chiều đỏ rực xiên xiên chiếu xuống làm cho bóng hắn đổ dài trên mặt đất. Đã đến giờ quay quần ăn tối, mọi người đều đã trở về nhà của mình xung họp bên ngoài tiểu trấn không một bóng người chỉ có cô độc một mình hắn vô cùng lẻ loi hắn nhìn vào bóng của chính mình tự nhiên trong lòng thấy thật chán nản kể từ khi nghe vạn nhân vãn nói các phái chánh đạo tụ họp tại núi lưu ba phía đông hải chắc chắn sư phụ điền bất dịch sẽ có ở đó hắn lại rất muốn gặp lại mọi người không ngờ hôm nay gặp một lão thần tiên khuyên rằng hắn không nên đi mà nên trở về núi thanh vân nhưng vạn nhất mà quay trở lại đó mọi người lại đi rồi thì biết làm thế nào từ khi hắn thoát khỏi nguy hiểm ở tử linh uyên thâm tâm muốn sớm được gặp sư phụ sư nương báo tin rằng mình vẫn bình an chẳng qua mấy ngày nay lòng đầy tâm sự thành ra chậm trễ nhưng bây giờ đột nhiên hắn phải quay về vì vậy trong chốc lát chẳng thể quyết ngay được trong lúc còn do dự chưa quyết tự nhiên hắn nghe thấy âm thanh của một người bước tới quay đầu lại nhìn hóa ra là gã thạch đầu to lớn lúc nãy đang một mình hăm hở đi ra khỏi tiểu trấn chỉ thấy gã đã bước đến gần nhìn thấy trương tiểu phàm cũng không thèm để ý ngoảnh về phía mặt trời lặn đằng tây tự nói một mình mặt trời đang ở phía tây trưởng trấn nói rằng hắc thạch động ở phía bắc trấn mười dặm chính là hướng này rồi nhìn lại phương hướng lần nữa xem bộ dạng hắn dường như muốn bỏ đi trương tiểu phàm nghe vậy tự nhiên trong tâm khẽ động cất giọng hỏi thạch đầu tráng sĩ tráng sĩ phải đi đến hát thạch động hay sao thạch đầu ngạc nhiên dừng bước quay đầu nhìn Trương Tiểu Phàm đáp đúng vậy, các hạ là ai? Trương Tiểu Phàm trong đầu suy tính, do ta không thể đi về phía đông, chi bằng đi cùng với người này trừ yêu quái, rồi sẽ gặp sư phụ sau, đó cũng là làm được một việc tốt, sau này có thể thuộc lại với sư phụ. Ý đã quyết, Tiểu Phàm cười đáp, tại hạ cũng là người tu đạo, ban sáng tại tiểu trì trấn đã chứng kiến mọi việc, vốn dĩ cũng muốn cùng tráng sĩ trừ hại cho dân, nhưng do có việc nên bị chậm trễ, giờ mọi việc đã ổn không hiểu đạo huynh có thể cho đi cùng được chăng thạch đầu mở to mắt nhìn trương tiểu phàm đây chẳng phải chuyện đùa việc đó rất là nguy hiểm ta thấy tuổi của các hạ cũng không phải nhiều không hiểu các hạ thuộc môn phái nào trương tiểu phàm gật gật đầu ngạc nhiên nhìn thấy thạch đầu tuổi cũng không nhiều lắm bộ dạng bẩm sinh trung thực thật thà nghe thấy hỏi vậy chẳng nghĩ ngợi gì liền lập tức mỉm cười tiểu đệ là môn hạ tại thanh vân môn đại trúc phong sư phụ là điền bất dịch đạo hạnh còn kém cỏi dám mong thạch huynh chiếu cố cho thạch đầu giật mình mở to mắt ngạc nhiên thốt gì cơ các hạ đúng là môn hạ của thanh vân trương tiểu phàm gật đầu đúng vậy trong mắt thạch đầu ánh lên nét coi trọng thất kính thất kính thanh vân môn hiện giờ là đại phái đứng đầu chính đạo vẫn thường được nghe rằng đạo pháp thanh vân vô cùng thần diệu mọi người rất chi ngưỡng mộ chẳng may mạo phạm xin thứ lỗi cho trương tiểu phàm hơi đờ ra trong tâm vô cùng cao hứng không ngờ sư môn lại có danh tiếng lớn như vậy ở bên ngoài, lập tức miễn cười đáp thạch huynh quá lời, vậy hãy cùng đi với nhau, tiêu diệt yêu quái vì dân trừ hại, thạch đầu cười ha hả đáp được chứ, thắt thạch động nằm ở giữa rừng phía bắc tiểu trấn mười dặm, trên đường đi. Trương tiểu phàm và thạch đầu hỏi hang tên họ của nhau, rồi cùng đàm đạo, tiểu phàm tính tình chất phát, thạch đầu thân thể cao lớn, cũng là một người tính nết đơn giản, hai người nói chuyện rất hợp, chẳng mấy chốc đã trở nên thân thiết lúc này trời cũng đã dần tối dần, ánh nắng tàn dần, yếu ớt soi trên mặt đất. Trương Tiểu Phàm nhìn về phía trước thấy cây cối dần rậm rạp, trong tâm đoán rằng sắp gần đến rừng, mở miệng thốt, thạch đại ca, thạch đầu đứng ngay gần hắn hỏi gì vậy, Trương Tiểu Phàm đáp, tiểu đệ ban ngày chứng kiến đại ca thi triển pháp bảo kim sắc lan nha bổng, khí độ nghiêm trang, ra pháp quyết tựa như của Phật Pháp, tuy nhiên tiểu đệ không nghe thấy rằng Phật gia có một pháp khí là lan nha bổng, nhưng cảm thấy nó giống như bảo vật nơi Phật môn, không biết có đúng hay không. Thạch đầu trong mắt ánh lên nét bội phục nói, tiểu phàm, đệ thật sự xứng đáng là môn hạ thanh vân, đệ tử đại phái, quả thật kiết thức rất sâu rộng. Trương tiểu phàm nghe vậy đỏ cả mặt lên, thạch đầu nói tiếp, kim cương môn ta người rất ít ỏi, mấy thế hệ đều chỉ truyền cho một người, sư phụ ta năm đó gặp ta ở một làng nhỏ hẻo lánh, nói rằng ta bản chất chất phát, cương mảnh hồn hậu chính là nhân tài để tu luyện đạo Pháp của Kim Cương Môn, do đó đã độ ta vào con đường tu luyện. Lão nhân gia có nói, Kim Cương Môn ban đầu, đích xác là một chi phái của Phật Môn, nhưng thời gian đã trôi qua lâu rồi, chẳng ai còn nhớ được, vả lại Pháp quyết truyền qua nhiều thế hệ, giờ đã trở nên hoàn toàn khác biệt, so sánh với Phật Môn tu chân chính tông ngày nay là thiên âm tự quả thật rất khó. Nói tới đây, thạch đầu liền cúi đầu xuống, khuôn mặt chất phát miễn cười nói, chỉ là sư phụ của ta thường dạy rằng, mặc dù đạo hạnh của chúng ta không cao, nhưng luôn phải tuân theo giới điều của Phật môn, là người tu đạo, tự nhiên phải tạo đức cho dân, gặp yêu nghiệp hoành hành, chắc chắn phải tiêu diệt. Trương Tiểu Phàm trong tâm bội phục đáp sư phụ đại ca dạy chí phải, thạch đầu gật đầu, sư phụ ta đúng là người thuộc chánh đạo. Trương Tiểu Phàm mỉm cười không nói, tự nhiên trong tâm chợt động, chẳng hiểu sao lại nhớ lại câu chuyện nói với vạn nhân vãn hôm đó, thầm nghĩ nếu sư phụ Thạch Huynh biết được rằng ta đang sử dụng pháp bảo tà hung cùng cực, không hiểu có cho phép đồ đệ của mình đi cùng với ta không? Nghĩ đi rồi lại nghĩ lại, các vị trưởng lão thủ tọa thanh vân môn ghét cây ghét đắng pháp bảo hung tà. Giờ ta có thể sử dụng pháp bảo này không? Hay là ta đã bước chân vào ma đạo rồi? Trương Tiểu Phàm trầm ngâm suy nghĩ, thạch đầu tưởng hắn muốn đến hắc thạch động thật nhanh, cũng không để ý nữa, giới bị toàn thân, chuẩn bị đại chiến với yêu nghiệt trời cuối cùng đã tối khi ngôi sao đầu tiên mọc lên ở trên đầu hai người đã đến bìa ngoài khu rừng thạch đầu hít thở thật sâu rồi nói với trương tiểu phàm như trưởng trấn nói lại hắt thạch động ở giữa khu rừng này trong đó có rất nhiều đá đen khi xưa người trong trấn vẫn đến đó lấy đá về để làm đường giờ tự nhiên không dám đến nữa nghe nói rằng động này sâu khó lường chúng ta phải rất cẩn thận trương tiểu phàm gật đầu nghĩ bụng có sâu cũng chẳng thể sâu hơn tử linh viên dưới vạn bức cổ quật ở không tan sơn được. Hai người chỉnh đốn lại hành trang, chuẩn bị bước chân vào vùng đất nguy hiểm, đột nhiên ở khoảng cách 10 trường, truyền lại một âm thanh sợ hãi, ôi, hai người cùng nhìn quanh, trương tiểu phàm chợt giật mình, nhìn thấy từ bên phải có hai người đang chạy tới, một già một trẻ, chính là lão nhân và tiểu hài nữ ban ngày đã xem tướng cho hắn, chỉ thấy tiểu hài nữ mặt mũi bình thường, còn lão nhân thì tái mét mặt thở hỗn hển, chẳng còn thấy dáng vẻ tiên phong đạo cốt ở đâu trương tiểu phàm bước tới trước mặt bọn họ hỏi hai vị có chuyện gì vậy lão nhân là chu nhất tiên đang lo lắng tự nhiên thấy có người tới gần vô cùng hoảng sợ định thần nhìn lên hóa ra là tên ngốc ban nãy ngoảnh đầu ra sau thấy mọi thứ im ắng không có bóng ai cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh dừng chân nhìn tiểu hài nữ tiểu hoàng đừng chạy nữa có lẽ bọn chúng không đuổi theo nữa rồi tiểu hoàng há to miệng thở trên tay vẫn đang giữ chặt một bình kẹo, có vẻ như cô bé rất thích ăn kẹo, nghe thấy lời Chu Nhất Tiên, cuối cùng giờ cũng đã dừng lại, thở dồn dập, hỗn hển, thạch đầu cũng đã bước tới, đứng cạnh tiểu phàm, nhìn thấy bộ dạng khốn khổ của hai người một già một trẻ, ngạc nhiên hỏi có chuyện gì thế, trương tiểu phàm cũng đang định hỏi han nhưng chưa kịp mở mồm thì đã nghe thấy tiểu hoàng ngoác miệng oán thán tất cả đều tại gia gia đã lừa được mụ béo ấy còn chưa thấy đủ lại còn cố xem cho nữ nhân trẻ tuổi ấy cháu đã sớm biết cô ta tinh tế vô cùng làm sao chúng ta lừa được chứ chu nhất tiên cũng bực tức nói sao người không nói sớm làm hại ta bị con bé ấy đánh cho một chưởng đến giờ vẫn còn đau chẳng thà ta biết đến kỳ thuật của tổ sư thì giờ đã không bị thế này lời nói chưa hết tự nhiên nghe thấy trong bầu trời ban đêm truyền đến một tiếng gọi lão lừa lọc kia lão chạy đi đâu mọi người kinh ngạc chỉ thấy từ trên không trung có một luồng sáng trắng nhanh như điện lao tới hướng thẳng về phía chu nhất tiên chu nhất tiên vốn không phải là người tu luyện đạo pháp lại đang lúc không phòng bị gì mặc dù có một chút bàn môn tả đạo thì cũng không kịp thi triển được mắt nhìn thấy rõ ràng là mình sẽ luồng sáng đánh trúng trương tiểu phàm ở bên cạnh nhìn thấy dù sao hai bên cũng đã biết nhau nên không thể không cứu tình thế lúc này lại rất khẩn trương mặc dù qua câu chuyện ban nãy lờ mờ cảm thấy bản thân cũng bị hai người họ lừa nhưng lúc này chẳng có thời gian để nghỉ ngợi nhiều, lập tức xuất thủ, thiêu hỏa côn vọt lên cao nhanh như điện ngăn cản luồng sáng trắng, chỉ thấy ầm lên một tiếng âm thanh vang động, luồng sáng trắng bị đánh bật trở lại, từ trên không trung truyền lại một giọng nữ kêu lên kinh ngạc, khi luồng sáng tắt đi, trước mặt mọi người hiện ra một người con gái, kế đó, Trương Tiểu Phàm ngây người ra, mắt nhìn thấy cô gái toàn thân mặc áo màu xanh, eo lưng đeo chiếc chuông nhỏ màu vàng xinh xinh, đang ngân lên trong trẻo tay cô gái thì cầm một đóa hoa sắc trắng, long lanh như ngọc. Lúc này đang nở một nụ cười trên môi, không thèm lý gì đến lão già Chu Nhất Tiên, đôi mắt đen lấy chăm chăm nhìn vào Tiểu Phàm, mỉm cười nói nhẹ, "Trương Tiểu Phàm, thật là trùng hợp, đây không phải chính là tiểu nữ ma giáo Bích Giao thì là ai chứ? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha."